Mao Sơn Quỷ Đạo, Lâm Nguyên. Tập 3. Mập mạp cũng không có ứng ta, một mực đảo điện thoại, giống như đang tra tuân lấy cái gì, ta cũng không nóng nảy, kiên nhẫn chờ đợi mập mạp trả lời. Qua một lát, mập mạp đột nhiên một chân đạp hướng cái bàn, suýt nữa đem cái bàn đều đạp lăn trên mặt đất, đồ trên bàn bên trong cách cách vang, ngủ trên ghế salon tiểu ăn mày đổ một chút cũng không có phát giác, ngủ được cùng một con lợn giống như. Ngoá, Liễu Đình này nương môn, đem chúng ta ám toán. Mập mạp phun một bãi nước miếng, mạnh mẽ mắng. Chuyện gì xảy ra, ta nghi ngờ hỏi, mập mạp từ trước đến nay đều là cười hì hì, rất ít gặp hắn phát như thế lớn tính tình. Này nương môn chuyển khoản thời điểm động tay chân, gọi cho tiền của chúng ta lại tự động lui về cho nàng. Mập mạp tức giận đến cái trán bốc khói, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. A, à, cái này, này sao lại thế này, đánh cho chúng ta sổ sách, làm sao còn có thể muốn trở về đâu. Ta cảm thấy phi thường kỳ quái. Mập mạp lắc đầu. Ta cũng không biết, hiện tại trên mạng chuyển khoản rất dễ dàng bị người động tay chân, xem ra lần sau muốn thu tiền mặt mới được. Rủi ro, tiểu ăn mày ứng nghiệm, ta đặt mông ngồi tại trên ghế, ôm thật chặt đầu của mình. Tại sao có thể như vậy? Vậy kế tiếp chúng ta có phải là còn sẽ có họa sát thân, thậm chí có khả năng mất mạng? Đúng, Liễu Đình có hay không nói là cái gì hại chúng ta? Ta vội vàng ngẩng đầu hỏi. Mập mạp lại lắc đầu, không có. Nàng nói xong cũng là một trận âm lãnh cười, a, à, đúng, nàng còn nói một câu nói. Lời gì? Lên đường bình an, mập mạp sau khi nói xong, đột nhiên giống như ý thức được cái gì, cùng ta cùng nhau đứng lên. Xem ra tiểu nương môn này chẳng những muốn hại chúng ta, còn muốn hại chúng ta tính mạng. Nhưng đây cũng là vì cái gì đây? Chúng ta một không biết nàng, hai không có đắc tội nàng, ba mập mạp còn đã cứu nàng vì cái gì hố chúng ta về sau? Còn muốn hại chúng ta tính mạng. Cái này khiến ta trăm mối vẫn không có cách giải, hẳn là nàng đối với chúng ta nói tất cả lời nói đều là giả. Ta cùng mập mạp cảnh giác nhìn xem bốn phía, nhưng ngoài tiệm yên tĩnh, động tĩnh gì đều không có, không giống gặp nguy hiểm dáng vẻ. Tiểu ca, này nương môn sẽ không là gạt chúng ta à. Chẳng qua là nghĩ chuyển di lực chú ý của chúng ta, để cho chúng ta không truy cứu nàng đem tiền làm chuyện đi về. Ta thở dài, chỉ hy vọng như thế. Có lẽ là ta đạo thuật có hiệu quả, nàng lại không muốn trả tiền thôi. Đúng vào lúc này, ta đột nhiên nghe thấy một trận chậm chạp tiếng bước chân, bạch 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 hướng nơi xa đi tới, sau đó tiếp cận tiệm chúng ta thời điểm, đột nhiên liền dừng lại. Xuyệt, giống như có động tĩnh, ta đối mập mạp làm một cái ra dấu im lặng, ra hiệu hắn đừng lên tiếng, nhưng mập mạp biểu lộ lại có chút vặn vẹo, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua sau lưng ta. Ta lưng tựa cửa sổ. Mập mạp mặc dù sợ hãi không có cách nào lên tiếng, nhưng ta đã loáng thoáng đoán được cửa sổ hẳn là xuất hiện cái gì kinh khủng đồ vật. Ta thở ra một hơi dài, sau đó lấy dũng khí đột nhiên vừa quay đầu lại. Chờ ta đầu chuyển tới cửa sổ bên này thời điểm, đột nhiên liền cùng một tấm dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi mặt đối mặt, kia là một tấm nữ nhân mặt, tóc tai bù xù nữ nhân mặt, nàng thử lấy răng, ánh mắt hung ác, nhìn xem liền như là một con ác quỷ la sát. Hắc hắc, nàng đột nhiên đối ta khờ nở nụ cười, nhưng miệng của nàng nhưng không có động, giống như thanh âm là từ trong thân thể phát ra tới đồng dạng. Quỷ, quỷ a, tiểu ca, nhanh thu nàng, mập mạp lắp bắp hô. Đã mập tử một tiếng này gọi, dọa đến nữ nhân kia đầu co rụt lại, mặt liền từ trên cửa sổ biến mất. Không phải quỷ, thở, ngươi nhìn cửa sổ pha lê trên có hơi thở. Ta chỉ cửa sổ nhắc nhở. Ta đi, không phải quỷ thế nào dài khủng bố như vậy đâu. Quỷ cũng không có nàng khủng bố như vậy a, cái này hơn nửa đêm leo cửa sổ hộ bên trong làm gì? Dọa người a, mập mạp một trận oán giận. Ta lắc đầu, biểu thị không rõ ràng, nữ nhân này nhìn giống một người điên, nhưng vùng này không nghe nói xuất hiện qua nữ nhân điên, chẳng lẽ là ai nhà mới chạy đến? Mặc kệ, đêm nay đã đủ không may, không nghĩ xen vào nữa cái gì rổ sự tình, Liễu Đình chuyện này coi như rủi ro cản tay đi, ai? Tân tân khổ khổ kiếm một vạn khối lại đổ xuống sông xuống biển, thật chết tiệt. Ta than thở oán trách một trận, vì lý do an toàn, cũng không có ý định về trường học, đêm nay ngay tại trong tiệm qua đêm, sáng mai lại đi trường học. Ngay tại ta dự định chào hỏi mập mạp đóng cửa thời điểm, đột nhiên quay người lại liền cứng đờ, bởi vì mập mạp phía sau đứng một nữ nhân. Nữ nhân kia tóc tai bù xù, ánh mắt hung ác, biểu hiện trên mặt vặn vẹo lên, nhìn cực kỳ khủng bố, cầm trong tay của nàng một cái dao phay. Sau đó giơ lên cao cao vượt qua đỉnh đầu, đang chuẩn bị tại mập mạp phía sau rơi xuống.
Ai, tiểu ca, người vẻ mặt này là ý gì? Làm, mau tránh ra, sau lưng người gặp nguy hiểm. Ta giống to một câu, sau đó dùng hết toàn lực hướng mập mạp đến một chút Phật Sơn Vô Ảnh Cước, dùng sức đem mập mạp đá văng ra. Nếu như là người bình thường, ta một chân này đem hắn cấp cứu hạ, nhưng mập mạp cái này 200 cân hình thể, ta chỉ có thể đạp động đến hắn nửa người, mặc dù tránh thoát vết thương chí mạng, nhưng dao phay lại từ bên cạnh rơi xuống, tại mập mạp cánh tay trượt một đạo đại đại lỗ hồng, lập tức kia máu liền cùng suối phun đồng dạng, trực tiếp phun về phía trên ghế salon tiểu ăn mày, lập tức đem tiểu ăn mày cho làm tỉnh lại. Ai nha, ta đi, chính mộng thấy chén lớn uống rượu đâu, thế nào thật đúng là tại uống, không đúng, làm sao rượu như thế thanh, ta đi, cái này mẹ nó là máu a, chuyện gì xảy ra? Ai máu làm lão tử một mặt, tiểu ăn mày dọa đến vội vàng từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Mập mạp phản ứng cũng rất nhanh nhẹn, hắn cũng không có cho tỉnh lại tiểu ăn mày ảnh hưởng đến, trực tiếp quay người chính là một chân, đem cái kia nữ nhân điên đạp ra ngoài. Mập mạp một cước kia chính giữa nữ nhân điên bụng nhỏ, đã mập từ cái này hình thể, một cước kia trực tiếp liền đem nàng đá ra xa hơn 2 mét, rơi xuống đất thời điểm còn phát ra một tiếng âm thanh lớn. Nhưng không thể tưởng tượng chính là, nữ nhân điên liền cùng người không việc gì đồng dạng, siêu một tiếng lại từ dưới đất bò dậy, giơ dao phay lại hướng chúng ta chặt đi qua, ngoài miệng còn lộ ra nụ cười quỷ dị. OMG, ta một chân này nếu như là nữ nhân bình thường, ít nhất phải một tháng khả năng xuống giường. Nàng có vẻ giống như không có việc gì đồng dạng. Mập mạp dùng tay che vết thương, một mặt không tin. Lần này nữ nhân điên tập kích đối tượng không còn là mập mạp, mà là quay đầu chạy về phía tiểu ăn mày. Ta đi, ta không phải liền là đến ăn hai con gà sao? Cần phải tới chém ta sao? Tiểu ăn mày hai tay chống đỡ ghế sofa, một cái đại phong xa lật đến ghế sofa đằng sau, xảo diệu né qua nữ nhân điên tập kích. Nữ nhân điên không có đuổi theo. Lập tức lại đem mục tiêu đổi thành ta, giơ dao phay liền hướng ta chặt đi qua. Ta dọa đến bận rộn lo lắng né tránh, đợi đến ổn định thân thể về sau, lập tức một cái trái đấm móc liền quất tới, 3 giây qua đi, nữ nhân điên liền bị ta đánh ngã xuống đất, ta không muốn cùng nàng dây dưa, trực tiếp liền đánh về phía nàng huyệt thái dương, hy vọng có thể đưa nàng đánh xỉu, sau đó gọi điện thoại thông báo bệnh viện tâm thần đưa nàng xe đi, phải biết tên điên giết người là vô tội, ta cũng không muốn đem mệnh ném cho nàng. Lúc này không thể tưởng tượng sự tình lại phát sinh, nữ nhân điên lại cùng người không việc gì đồng dạng, từ dưới đất bò dậy, sau đó quơ dao phay hướng chúng ta chặt tới, miệng bên trong còn ha ha lẻ lưỡi, liền cùng một con chó đồng dạng. Nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Không thích hợp à? Mập mạp cả kinh kêu lên, hắn cũng bắt đầu ý thức được sự tình không tầm thường, chẳng qua hắn hiện tại cũng quản không được nhiều như vậy, trên cánh tay mất máu quá nhiều, trên mặt đã dần dần không có huyết sắc, nhất định phải nghĩ biện pháp cầm máu. Đi đại gia ngươi, lão tử không tin đạp không chết ngươi. Mập mạp cái này chân voi lại đạp ra ngoài, lần này đạp trúng nữ nhân ngực, đem nữ nhân đạp bay đến giữa không trung, trùng điệp đụng vào trên tường. Ta đi, tên điên giết chúng ta không có tội, nhưng chúng ta giết nàng lại không được, mập mạp một chân này rất dễ dàng chết người. Quan tâm nàng nhiều như vậy, lão tử lại không cầm máu, thấy Diêm Vương ra chính là ta. Mập mạp một cước kia giống như dùng hết khí lực toàn thân. Tăng thêm một mực chảy máu, bây giờ nói chuyện đều tốn sức, chẳng qua lo lắng của ta rõ ràng là dư thừa, cái kia nữ nhân điên liền cùng đánh không chết tiểu cường đồng dạng, lại quỷ dị đứng lên. Nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Là cương thi sao? Làm sao không sợ đau nhức không sợ chết? Nàng là bị điên mà thôi, cũng không phải ngốc, mập mạp uể oải nói. Bởi vì nàng hiện tại không có cảm giác đau, lúc này tiểu ăn mày cùng một đạo hắc ảnh đồng dạng chạy tới. Sau đó tay tựa như tia chớp sờ về phía mập mạp bên hông, chỉ nghe thấy siêu một tiếng, mập mạp dây lưng bị nàng rút ra. Ta dựa vào, thối tên ăn mày ngươi quất ta dây lưng làm gì? Mập mạp dọa đến vội vàng hai chân kẹp chặt, không để quần của mình trượt xuống tới. Tiểu ăn mày không trả lời, xoay người một cái liền đến nữ nhân điên bên người, không đợi nữ nhân điên phản ứng trở về, tiểu ăn mày trong tay dây lưng đã bộ tiến nữ nhân điên trong thân thể một bên, sau đó đè lại dây lưng khẽ chụp. Liền đem nữ nhân điên cho chăm chú trói lại. Nữ nhân điên nhe răng trợn mắt giãy giụa lấy, nhưng tiểu ăn mày không nhường chút nào nàng có thở cơ hội, đùi phải quét qua, đem nữ nhân điên quét ngã trên mặt đất, sau đó nhìn về phía mập mạp. Mập mạp cũng rất cơ linh, đặt mông ngồi tại nữ nhân điên trên thân, chỉ nghe thấy phốc một tiếng, kia nữ nhân điên liền cùng thoát hơi khí cầu đồng dạng,
cũng không tiếp tục giày vò, chẳng qua thân thể ngẫu nhiên còn run rẩy một chút, giống như bị kinh phong giống như. Nữ nhân này không phải điên, là bị hạ hàng đầu, có người khống chế nàng, lão bản, có người tới cửa phá quán, còn không đem hắn tìm ra. Tiểu ăn mày hướng ta hô. Ngoá, trách không được cái này nữ nhân điên cùng cắn thuốc, hóa ra là bị người hạ hàng đầu khống chế. Tiểu ca, ta cái này nửa lượng thịt heo cũng không thể để người bạch cắt, đem cháu trai kia tìm ra, báo thù cho ta. Mập mạp sinh khí mắng. Ta nhẹ gật đầu, đây là tự nhiên, không nghĩ tới mở tiệm không lâu liền gặp hàng đầu, đây không phải biến tướng phá quán sao. Ta ngược lại muốn xem Nam Dương hàng đầu lợi hại vẫn là ta Mao Sơn quỷ đạo lợi hại, lại muốn chúng ta tính mạng, chẳng cần biết ngươi là ai, ta cần phải ăn miếng trả miếng. Tiểu ăn mày, biết cái kia hạ xuống đầu người ở đâu sao? Ta hỏi. Vị trí cụ thể không rõ ràng, nhưng liền ở phụ cận đây, tây nam phương hướng, đi thôi, ta giúp ngươi chiếu cố tiểu bàn đôn. Tiểu ăn mày nói. Ta nhẹ gật đầu, mang lên ra hỏa liền hướng tây nam phương hướng chạy tới. Mẹ bán phê, người ở đâu, cho lão tử ra tới. Ta giống lớn một tiếng. Âm nhân hỗn đản ở đâu, cho lão tử ra tới. Ta hô to một tiếng. Đúng vào lúc này, đột nhiên tây nam phương hướng một cái ngõ hẻm nhỏ bên trong phát ra tích tích thanh âm, nghe có chút quỷ dị, giống như bên trong chính rơi xuống tiểu vũ giống như, nhưng đêm nay ánh trăng vô cùng tốt, đầy trời đấu tinh cùng mông lung mặt trăng treo thật cao ở trên trời. Có gì đó quái lạ, cái này trong ngõ hẻm nhất định có người. Chẳng qua ta không dám lỗ mãng xông đi vào, lo lắng trong này có bẫy. Ta nắm chặt đào mộc kiếm, cẩn thận từng ly từng tí hướng đầu kia hẻm sờ đi vào. Nhưng ta đi vào đầu kia hẻm về sau, thế mà phát hiện trong này rơi xuống tiểu vũ, không đầy một lát liền đem y phục của ta xối nửa ẩm ướt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bên ngoài rõ ràng thật tốt, làm sao cái này trong ngõ hẻm bên cạnh liền bắt đầu mưa? Không thích hợp. Ngay tại ta trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, đột nhiên đã nghe đến một cỗ đặc thù mùi thơm này rất đặc biệt, nghe để người có loại toàn thân nhẹ nhàng cảm giác, giống như đằng vân giá vũ. Ta nháy mắt liền ý thức được mùi thơm này không thích hợp, vội vàng dùng tay che miệng lại, tận lực không hô hấp, nhưng dường như đã có chút trễ, trước mắt ta trở nên mơ hồ, thân thể có chút phiêu, ta muốn miễn cưỡng đỡ lấy hẻm bên cạnh tường gạch mới có thể đứng ổn. Dựa vào, lại trúng chiêu. Cái này dùng hàng đầu người thật là giảo hoạt. Thừa dịp mình còn có điểm ý thức, ta vội vàng quay đầu liền nghĩ chạy, hy vọng có thể chạy ra đầu này quỷ dị hẻm. Nhưng ta quay đầu qua đi, trông thấy hẻm một bên khác căn bản cũng không có cuối cùng, giống như một đầu vô cùng vô tận hành lang. Hành lang bên kia, là một con mở ra miệng to như chậu máu quái vật. Ảo giác, đều là ảo giác, chỉ cần ta đón đầu đi thẳng, tuyệt đối có thể đi ra đầu này hẻm. Ta không có chất vấn phán đoán của mình. Viện tường từng bước một đi trở về. Ngay tại lúc này, đột nhiên phía trước xuất hiện một vị mỹ nữ ngăn trở đường đi của ta. Gợi cảm bờ môi, màu lúa mì làn da, mặc kỳ quái phục sức, trên trán mang theo một đầu liên trụy, uyển chuyển dáng người, còn có cặp kia động lòng người cặp đùi đẹp. Nữ nhân này tuyệt đối là cái đại mỹ nữ, chính là tướng mạo cùng người Trung Quốc không giống nhau lắm. Ngươi là, hàng đầu sư, cái kia nữ nhân điên hàng đầu là ngươi bỏ xuống. Ta chừng lớn suy nghĩ nhìn chằm chằm nàng, nhưng trước mắt đồ vật vẫn có chút nhẹ nhàng. Mỹ nữ không để ý đến ta, trực tiếp hướng ta đi tới, giống như muốn đối ta làm cái gì kỳ quái sự tình. Ngươi tại sao phải hại chúng ta tính mạng? Chúng ta cùng ngươi nhưng có nghỉ lễ. Ta y nguyên nghiêm nghị quát, muốn đưa nàng quát lui. Nữ nhân kia vẫn không có nói chuyện, nàng chạy tới ôm lấy ta nhưng ta xảo diệu vừa trốn, cùng với nàng kéo dài khoảng cách, nữ nhân này đến cùng muốn làm gì? Lão tử cha hỏi ngươi đâu, ngươi có chuyện thật tốt nói, không được qua đây. Ta bắt đầu bạo thô. Nữ nhân trên môi dương, mị hoặc hướng ta cười cười, sau đó từng bước tới gần. Nàng rất thơm, cực kỳ hương, là nữ nhân hương khí. Nghe để ta có một loại hoa mắt váng đầu cảm giác, muốn phản kháng lại toàn thân bất lực. Nữ nhân vẫn không có nói chuyện, liền cùng một cái câm điếc giống như, nàng vừa đi, còn vừa nhẹ nhàng nhảy múa, nàng dáng múa rất đẹp, người càng đẹp. Thấy ta miệng đắng lưỡi khô, nghĩ xê dịch bước chân lại không cách nào động đậy. Đủ, nữ nhân này đến cùng muốn làm gì? Ta không muốn tiếp tục trầm luân xuống dưới, giơ lên đào mộc kiếm liền hướng phía trước bổ tới, nhưng đào mộc kiếm trực tiếp ngay tại thân thể nữ nhân bên trong xuyên qua, giống như chém trúng không khí. Quả nhiên đều là giả, đều là ảo giác, xem ra phán đoán của ta không có sai, trước đó nghe được thuốc hẳn là phối hợp hàng đầu phụ trợ thuốc,
xem ra ta cũng trúng hàng đầu. Không thể còn tiếp tục như vậy, không phải bàn giao tại cái này, ta lại nghĩ tới tiểu ăn mày nói với ta mất mạng, cảm giác càng thêm không ổn, hẳn là ta sẽ chết ở chỗ này. Đầu óc của ta càng ngày càng loạn, mà lại sọ não có chút đau, ta thậm chí nghĩ từ bỏ suy nghĩ. Không được, ta không thể chết, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Trong đầu của ta đột nhiên đụng tới một câu kiên định. Chính là câu nói này, để ta có chỉ chốc lát thanh tỉnh. Ta cắn răng ngân, tát mình một cái, sau đó cấp tốc lui về sau. Ta hét lớn một tiếng, sau đó cúi người xuống, đem tay để dưới đất dùng đào mộc kiếm mạnh mẽ đâm đi vào. Kiếm là mộc, cho nên chỉ có thể vào thịt ba phần, nhưng đã có thể sinh ra đau đớn kịch liệt cùng điên cuồng phun huyết. Ta tỉnh, triệt để tỉnh, cái này hẻm nào có cái gì tiểu vũ, hết thảy đều cùng bên ngoài bình thường, chỉ là tại hẻm chính giữa trưng bày một cái tiểu hương lô, kia chính bốc lên quỷ dị bạch yên, hương khí chính là ở nơi đó tràn ra tới. Quả nhiên, ta trúng hàng đầu, kia cho ta hạ xuống đầu người đâu. Ta vội vàng dọc theo hẻm đuổi theo, ra hẻm về sau, ta nhìn thấy một đạo hắc ảnh lóe lên một cái, sau đó liền không gặp, trên mặt đất lưu lại một điểm máu, giống như là vừa rồi có người phun ra. Bởi vì tay thụ thương, cho nên ta không có tiếp tục đuổi, che lấy vết thương liền trở về trong tiệm chuẩn bị băng bó một chút. Trở lại trong tiệm về sau, phát hiện nữ nhân điên không gặp, mập mạp ngồi trên ghế salon hút thuốc, tiểu ăn mày thì chơi lấy trong tay bài poker. Mập mạp, cái kia nữ nhân điên đâu? Ta hỏi. Chạy, mập mạp đem điếu thuốc vừa bấm. Thế nào chạy à nha? Hai người còn nhìn không ngừng nàng. Người sau khi đi ra ngoài nàng liền trung thực. Ta suy nghĩ nàng một nữ nhân, ta cái này hình thể một mực đè ép nàng sợ đem nàng ép ợ ra giám lạc, cho nên ta liền đứng lên, không nghĩ tới nàng đột nhiên liền cùng con thỏ giống như, nhanh như chớp chạy, thật là kỳ quái. Mập mạp trả lời nói, lại nói, tay ngươi thế nào thụ thương rồi. Ta thở dài một hơi, đem chuyện vừa rồi đều cùng bọn hắn hai nói một lần. Tiểu ăn mày ngẩng đầu nhìn ta, sau đó miệng cong lên, ngươi là chúng hàng đầu mỹ thuật, thế mà còn có thể sống được trở về. Thật là khiến người khó có thể tin. Mỹ thuật là thứ đồ gì? Đây không phải là ảo giác sao? Ta sau khi tỉnh lại nữ nhân kia liền chạy. Ta nghi ngờ hỏi. Tiểu ăn mày nói, hàng đầu mỹ thuật chính là lợi dụng dược vật làm cho đối phương hưng phấn lên, sát nhập sinh mãnh liệt ảo giác, sau đó thừa dịp nó hãm thuật thời điểm, hại tính mạng hắn, liền cùng hồ ly tinh đồng dạng. Đây là một loại phi thường lợi hại hàng đầu thuật, chân chính ảo giác là cũng thật cũng giả. Để người chúng thuật không phân rõ hiện thực cùng hư ảo, cho nên thi thuật giả thường thường sẽ tự mình ra trận, để ảo giác trở nên chân thực, mới có thể làm thật sâu hãm trong đó, không cách nào tự kiềm chế, cho đến chết đi một khắc này, người chúng thuật đều không cách nào biết được mình thân hãm ảo giác. Còn có, tiểu ăn mày nói trên mặt đất nhà máu, đoán chừng là ta phá nữ nhân kia mỹ thuật, cho nên thuật phản phệ, nàng cũng thụ thương. Nếu thật là tiểu ăn mày nói như vậy, lần này chẳng những ta thụ thương. Nàng cũng thụ thương, vậy ta liều chết phá nàng mỹ thuật vẫn là đáng giá. Bên cạnh mập mạp nghe lập tức tới lực, gọi ngươi đi giúp ta báo thù, ngươi thế nào còn tiêu sái lên đây? Có phải là xem người ta là cái mỹ nữ, liền không bỏ được ra tay độc ác? Ta cười khổ một cái, tình cảnh lúc ấy bây giờ suy nghĩ một chút cũng còn nghĩ mà sợ, kém chút liền thật tại đầu kia hẻm làm một con quỷ phong lưu. Ta băng bó một chút tay, cũng không trở về trường học. Đóng cửa tiệm ngay ở chỗ này ngả ra đất nghỉ, tiểu ăn mày ngủ ghế sofa, mập mạp một người chiếm lấy một cái giường, ta cũng lười cùng hắn đoạt. Sáng ngày thứ hai, ta xin nghỉ không có đi trường học, nguyên nhân là ta muốn cùng mập mạp cùng đi bệnh viện đánh vỡ cảm mạo châm, dạng này vết thương rất dễ dàng lây nhiễm, vì để phòng vạn nhất. Đi vào bệnh viện về sau, phát hiện tất cả đều là người, kia đội sắp xếp so rồng còn rất dài, ta thở dài, xem ra lại phải lãng phí một ngày thời gian tại bệnh viện. Ngay tại xếp hàng thời điểm, đột nhiên mập mạp đâm ta một chút, cũng đối ta phát ra suyệt suyệt thanh âm, giống như có chuyện gì muốn nói với ta. Ta một mặt mê mang, không biết hắn nghĩ ra hiệu ta làm gì, một lát sau, ta mới hiểu được, bởi vì hắn một mực đang đối với chúng ta phía trước nữ nhân nháy mắt ra hiệu, xem ra là ra hiệu ta nhìn nữ nhân kia. Người móng heo đều nhanh không có, còn mẹ nó có rảnh nhìn mỹ nữ. Ta đối mập mạp nhỏ giọng nói. Không phải. Người chẳng lẽ không có phát hiện vị này nữ nhân khá quen sao? Mập mạp cũng tiến đến bên tai ta nhẹ nói. Nhìn quen mắt, chẳng lẽ là người quen? Nghe thấy mập mạp nói như vậy, ta nhíu mày, bắt đầu cẩn thận quan sát phía trước nữ nhân này.
Nàng đứng tại chúng ta bên cạnh một đầu đội, nhưng so với chúng ta trước một người, ta chỉ có thể khía cạnh quan sát đến nàng, nhưng là coi như nhìn thấy một khía cạnh, ta cũng đột nhiên có một loại thấy qua cảm giác, chẳng qua chỉ là nói không nên lời ở đâu gặp qua. Mập mạp, người vừa nói như vậy, ta ngược lại là cảm thấy có chút quen thuộc, chẳng qua chỉ là nói không nên lời ở đâu gặp qua. Ta vội vàng hướng mập mạp cầu cứu, hắn vừa rồi nói như vậy, khẳng định biết nữ nhân này là ai. Ngươi thật nghĩ không ra rồi, mập mạp hỏi. Được rồi, đừng thừa nước đục thả câu, nghĩ đến lên muốn hỏi ngươi sao. Ta lo lắng thúc giục mập mạp mau nói. Tên điên, tối hôm qua đến tiệm chúng ta cái kia nữ nhân điên. Mập mạp sâu kín nói. Nghe mập mạp vừa nói như vậy, ta lập tức sửng sốt, không sai, nữ nhân này, giống như thật sự là tối hôm qua quơ dao phay chém chúng ta nữ nhân điên. Nghe mập mạp vừa nói như vậy, ta lập tức sửng sốt, không sai, nữ nhân này, giống như thật sự là tối hôm qua quơ dao phay chém chúng ta nữ nhân điên. Tên điên sẽ tự mình đến khám bệnh, ta một mặt kinh ngạc, không biết nói cái gì cho phải. Khó mà nói, có thể là tên điên mình đến xem khoa tâm thần. Mập mạp meo suy nghĩ chữ, một mặt nghiêm túc, dẫn đến ta cũng dùng nhìn bệnh tâm thần ánh mắt nhìn xem hắn, tên điên sẽ còn mình đến xem khoa tâm thần. Kia đồ đần có phải là sẽ tự mình đo trí thông minh? Không đầy một lát, nữ nhân điên liền xếp tới hào, sau đó vào thang máy, đoán chừng muốn đi nhìn bác sĩ. Mập mạp, đi, cùng đi lên xem một chút, ta vội vàng hô phía sau mập mạp. Mập mạp có chút không quá nguyện ý, dù sao sắp xếp lâu như vậy đội, làm gì cũng phải cầm hào lại đi. Ta không có để ý hắn, tự mình một người nhanh chóng đi theo, một đường theo tới lầu 4, nữ nhân kia mới dừng lại. Sau đó đi vào một cái bác sĩ gian phòng, ta nhìn dán tại gian phòng bảng hiệu, phía trên thế mà viết khoa tâm thần bác sĩ, Trần Hiểu Đông. Ta đi, thật đúng là bị mập mạp cho nói đúng, nữ nhân này chính là đến xem khoa tâm thần. Tối hôm qua ta coi là cái kia hạ xuống đầu người tùy tiện tìm một cái nữ nhân điên khống chế đến hại chúng ta tính mạng mà thôi, dạng này đã an toàn lại đơn giản, sẽ không lưu lại cái gì dấu vết, là một cái hoàn mỹ công cụ sát nhân, xong việc sau cảnh sát cũng sẽ không phát hiện. Bởi vì tên điên giết người là không cần đền mạng, nhiều nhất cho nhốt vào bệnh viện tâm thần, nhưng không nghĩ tới, nữ nhân này còn không hoàn toàn là một người điên. Đây là một cái chuyên gia bác sĩ, cho nên chung quanh gần như không có người nào xếp hàng, dù sao chuyên gia hào đắt. Ta to gan đem lỗ tai dán tại trên cửa phòng, muốn nghe rõ ràng bên trong đối thoại, không khuyết điểm nhìn chính là, chỉ có thể nghe thấy có người ở bên trong nói chuyện, nói là cái gì lại một chút cũng nghe không rõ ràng. Đúng vào lúc này, mập mạp tại ta đằng sau dùng sức đập ta một chút, dọa đến ta giật mình, kém chút nghẹn ngào hô lên. Ngươi làm gì, người dọa người hù chết người, cái này giữa ban ngày, ít tại đằng sau đập ta. Ta oán giận nói. Tiểu ca, giúp ngươi xếp tới hào, a, đúng, ngươi tại cái này lén lén lút lút làm gì? Mập mạp hỏi. Xuyệt, ta vội vàng đem mập mạp kéo đến một bên, sau đó nhỏ giọng nói, vừa rồi nữ nhân này, không ra ngươi suy đoán. Thật sự là đến xem khoa tâm thần bác sĩ, ta muốn trộm nghe bên trong đối thoại, dạng này liền có thể rõ ràng hiểu rõ trên người nữ nhân kia chuyện phát sinh. Muốn nghe được tình huống có cái gì khó khăn, đợi nàng sau khi ra ngoài, hết thảy bao tại trên người ta. Mập mạp tự tin vỗ nhẹ lồng ngực của mình. Về sau chúng ta tại cửa gian phòng chờ gần nửa giờ kia nữ nhân điên mới ra ngoài, mập mạp cho ta nháy mắt về sau, liền nghênh đón tiếp lấy, hai người gặp thoáng qua thời điểm, mập mạp cố ý đụng nàng một chút. Nữ nhân điên luôn đi bộ đều không quan tâm, tưởng rằng lỗi của mình, vội vàng cấp mập mạp nói xin lỗi. Mập mạp khoát khoát tay, nói không quan hệ, ngay tại nữ nhân điên muốn rời đi thời điểm, mập mạp đột nhiên lẩm bẩm một câu, ai, ấn đường biến đen, bờ môi phát tím, điềm đại hung a. Mập mạp câu nói này rõ ràng là nói cho nữ nhân điên nghe, cho nên thanh âm mặc dù ép tới rất thấp, lại có thể để người nghe được rất rõ ràng. Vị tiên sinh này. Người những lời này là nói với ta sao? Nữ nhân điên đột nhiên hiếu kỳ quay đầu lại hỏi nói, lúc này mập mạp liền biết nữ nhân điên muốn lên câu, mà ta cũng biết, mập mạp lại muốn bắt đầu làm thần côn, TV đều thường xuyên có diễn, nói cái gì ấn đường biến đen, điềm đại hung, bình thường đều là thần côn. Mập mạp lắc đầu, thật sâu thở dài, ai, coi ta chưa nói qua đi. Mập mạp không hổ là kinh nghiệm phong phú thần côn, biết lạt mềm buộc chặt, hiện tại điên lòng hiếu kỳ của nữ nhân càng nặng. Vội vàng đuổi theo hỏi mập mạp rốt cuộc là ý gì. Mập mạp ngón tay vừa bấm, sau đó một bộ cao thâm khó dò bộ dáng, vị tiểu thư này, ta hôm nay thấy cùng ngươi hữu duyên, mới chỉ điểm ngươi vài câu,
Ta nhìn ngươi lông mi biến đen, khóe miệng phát tím, đây là điềm đại hung. Nữ nhân điên nửa tin nửa ngờ nhìn xem mập mạp, ngươi nói là thật hay là giả. Ngươi là đại sư, nếu như ngươi thật như vậy linh, liền sẽ không làm bị thương tay đi. Nữ nhân điên chỉ vào mập mạp con kia bị đao chém bị thương tay, nhưng nàng không biết, cái tay này, thế nhưng là chính nàng tổn thương. Mập mạp sau khi nghe xong, ha ha một tiếng, có thể chữa người không thể tự y, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua sao? Trên đời này có thể nhìn trộm đừng người sinh lão bệnh tử người tài ba, vậy nhưng có thể nhìn trộm mình sinh lão bệnh tử. Lại nói, ta lại không thu ngươi tiền, ta lừa ngươi lại có gì chỗ tốt? Nữ nhân điên nghe xong, cảm giác giống như có chút đạo lý, trước đó kia nửa tin nửa ngờ biểu lộ nháy mắt tan thành mây khói. Mập mạp biết nữ nhân điên triệt để mắc câu về sau, vội vàng khoát tay cáo từ, nói còn có việc, hữu duyên gặp lại, nhưng lúc này nữ nhân điên làm sao có thể tùy tiện để mập mạp rời đi, vội vàng lôi kéo mập mạp không buông tay. Đại sư, dừng bước, vừa rồi ngươi nói ta có điểm đại hung, phải chăng có phương pháp phá giải? Nữ nhân điên vội vàng hỏi. Ta nhìn hôm nay cùng ngươi hữu duyên, vậy liền không phòng lại chỉ điểm ngươi vài câu đi, chẳng qua muốn phá cái này điểm đại hung, phải làm cho ta biết nguyên do, ngươi gần đây có hay không gặp được cái gì việc lạ. Mập mạp không hổ là tông sư cấp thần côn, từng bước một, từ hoài nghi đến hoàn toàn tín nhiệm, đem nữ nhân điên bộ một mực, lại đem nàng một chút xíu bước đi ra, trách không được có nhiều người như vậy cho phía ngoài thần côn lừa gạt đến, ta ở bên cạnh đều thấy nghiến răng nghiến lợi, thẳng mắng mập mạp là cầm thú. Nữ nhân điên giống như có cái gì khó lấy mở miệng đồng dạng, cắn môi không mở miệng, một mực nhìn trần nhà. Tiểu thư, nếu như có lời gì khó nói, ta cũng không miễn cưỡng, trước cáo từ. Mập mạp thấy nữ nhân điên không nói lời nào, đành phải làm trạng rời đi hù dọa một chút nàng. Nữ nhân điên sợ mập mạp thật đi, liền vội vàng kéo hắn, không phải, cũng không tính bí mật khó nói, chính là phát sinh sự tình rất cổ quái, ta sợ nói ra ngươi không tin, vừa rồi bác sĩ kia liền nói ta có bệnh. Mở một chút phương diện tinh thần thuốc trở về cho ta ăn. Ai, có thể hay không tin ta tự nhiên sẽ phán đoán, ngươi cứ việc nói ngươi. Mập mạp nói. Nữ nhân điên thở dài nói, cũng không thể trách bác sĩ, cái này sự tình nói đến, ngay cả chính ta đều không tin, tỉ như nói tối hôm qua đi, ta mộng thấy mình giơ dao phay xông vào một cửa tiệm, còn chặt tổn thương một người, còn cùng trong tiệm ba người vật lộn một hồi lâu, sau khi tỉnh lại ngươi đoán làm gì. Mập mạp lăng ngẩn người. Ta đoán chừng hắn hiện tại trong lòng khẳng định đang mắng mẹ, bởi vì bị chặt tổn thương người kia liền là chính hắn, còn bị nói thành là nằm mơ, người nói hắn có tức hay không. Sau khi tỉnh lại làm gì? Mập mạp hỏi. Nữ nhân điên che ngực cùng bụng dưới, tối hôm qua ta mộng thấy bị bọn hắn đánh bộ vị, sau khi tỉnh lại thật kịch liệt đau đớn. Nói xong còn lật ra cánh tay cùng những bộ vị khác, nhìn qua có chút trọng hơn nữa còn có máu ứ động. Ta là xem hết chấn thương bác sĩ mới tới. Những cái này vết thương nói cho ta, những cái này đều không phải mộng, nhưng là ta sau khi tỉnh lại, liền ngủ ở trên giường, sự tình gì đều không có phát sinh, bên người ngủ lấy lão công của mình, ai, người nói có tò mò hay không? Nữ nhân điên một mặt không thể tin nói mình gặp phải việc lạ, bác sĩ nói ta có thể là mộng du. Hoàn toàn chính xác, nữ nhân này triệu chứng rất như là mộng du, nhưng là nàng không biết, kỳ thật mình là bị người dùng hàng đầu khống chế lại. Nếu thật là mộng du, chiếu mập mạp một cước kia đạp, sớm tỉnh. Về phần nữ nhân này vì cái gì bị người hạ hàng đầu, cái kia chỉ có thể nghe mập mạp tiếp tục hỏi tiếp. Trừ cái này, người còn phát sinh cái gì việc lạ sao? Mập mạp nghĩ tìm hiểu nguồn gốc, đem chân tướng sự tình bắt tới. Nữ nhân điên nhíu mày, lại bắt đầu muốn nói lại thôi. Tiểu thư, có cái gì không ngại nói thẳng, tại sao lại bắt đầu che che lấp lấp? Mập mạp nhịn ở tính tình hỏi. Nữ nhân điên nghĩ thật lâu, mới bắt đầu thấp giọng nói, không nói gạt ngươi, ta còn mơ tới lão công vượt quá giới hạn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. À, ngươi giấc mộng này còn rất có thú. Mập mạp thuận miệng hô lên, nhưng lời vừa ra khỏi miệng liền biết mình có chút thất lễ, vội vàng sửa lời nói, khụ khụ, ngươi vì sao lại mơ tới những thứ này? Ta cũng không biết, ta mơ tới mình bị quan vào phòng trong ngăn kéo nhỏ. Trong tủ chén lưu lại một đường nhỏ, từ đầu kia khâu nhìn ra phía ngoài, ta nhìn thấy lão công cùng những nữ nhân khác tại lêu lồng, ta nghĩ hô, muốn ngăn cản, nhưng là thân thể chính là không thể động, người mơ mơ màng màng, chỉ có thể không ngừng rơi lệ, về sau ta tỉnh, phát hiện mắt của mình hồng hồng, giống như khóc qua. Cái loại cảm giác này khả năng rất khó chịu, nữ nhân điên nói lên chuyện này thời điểm, biểu lộ còn có chút khổ sở.
Ngươi có biết hay không một nữ nhân gọi Liễu Đình, ở bên cạnh cất giấu nghe lén ta, đột nhiên đi ra, đối cái kia nữ nhân điên hỏi. Nữ nhân điên bị ta giật nảy mình, vội vàng lui về phía sau mấy bước, hoảng sợ nhìn ta. Cái này, ngươi không cần sợ, hắn là sư đệ ta, mập mạp vội vàng giải thích nói. Sư đệ, nữ nhân điên nửa tin nửa ngờ nhìn ta, ngươi sư đệ vì sao lại biết ta cậu em vợ lão bà gọi Liễu Đình? Ngoá, thật đúng là nàng, ta giống như đại khái hiểu chuyện gì xảy ra, cái này đàn bà thúi cho ta ảnh chụp cùng bát tự đều là thật, kia tên của nàng khẳng định cũng không phải giả. Lần này thật đúng là cho nàng bày một đạo. Ta một quyền đánh vào bệnh viện trên tường, dẫn đến người chung quanh đều dùng kỳ quái ánh mắt nhìn ta, còn có người ra hiệu ta bệnh viện không thể ồn ào. Chẳng qua nàng nếu là cái nữ nhân điên này đệ muội, tại sao phải hại nàng? Chẳng lẽ, cùng nữ nhân điên lão công lêu lổng nữ nhân kia là Liễu Đình? Nữ nhân điên giống như không rõ ta nói cái gì, một bộ càng nghe càng mộng bộ dáng, cuối cùng vậy mà dùng nhìn bệnh tâm thần ánh mắt nhìn ta. Dù sao tầng này chính là nhìn bệnh tâm thần, gặp được bệnh tâm thần cũng rất bình thường. Tiểu ca, ta giống như cũng có chút minh bạch, Liễu Đình lừa gạt chúng ta, nàng tìm ngươi nguyên nhân không phải vì sinh con, mà là có ý khác. Mập mạp kinh hô lên. Nữ nhân điên nghe xong, dọa đến cách chúng ta xa xa, giống gặp hai cái người điên, đồng thời muốn mau sớm rời khỏi. Ta một phát bắt được nàng, không để nàng lui lại, sau đó nói với nàng. Có muốn biết hay không ở trên thân thể ngươi xảy ra chuyện gì việc lạ? Muốn biết liền theo chúng ta đi. Nữ nhân điên ngay từ đầu vẫn có chút giãy giụa, về sau tại chúng ta kiên trì dưới, nàng mới nửa tin nửa ngờ theo chúng ta đi. Ta cùng mập mạp đưa nàng đưa đến tiệm của mình cổng, sau đó hỏi, ngươi, còn nhớ rõ nơi này sao? Nữ nhân điên vừa đi vừa nhìn, nàng cau mày, bất chi bất giác liền đi vào trong tiệm, lúc này trong tiệm tiểu ăn mày còn chưa đi. Nàng trông thấy nữ nhân điên về sau, dọa khẽ run rẩy, ta dựa vào, cái này đại tỷ không tối hôm qua kia tên điên sao. Nữ nhân điên nhìn thấy tiểu ăn mày về sau, cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ, ta nhớ lại, là tối hôm qua ta mộng thấy địa phương. Nữ nhân điên nhìn thấy tiểu ăn mày về sau, cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ, ta nhớ lại, là tối hôm qua ta mộng thấy địa phương. Mộng cái rắm, nơi này ngươi chính là tới qua, tối hôm qua còn đem ta tay cho chặt tổn thương. Mập mạp giơ lên mình thụ thương cái tay kia hét lên. Nghe mập mạp vừa nói như vậy, nữ nhân điên đột nhiên oa một tiếng, giống như thật muốn lên sự tình gì đồng dạng. Ngươi thật giống như thật là ta trong mộng chém bị thương người kia. Nữ nhân điên một mặt kinh ngạc, chăm chú nhìn mập mạp nhìn, một bộ hoàn toàn không thể tin được mình mắt dáng vẻ. Lúc này ta cũng không có ý định cùng với nàng đi vòng vèo, đem sự tình kỹ càng trải qua đều nói cho nàng, từ Liễu Đình bắt đầu nói lên. Nữ nhân điên nghe xong ta về sau, đột nhiên rơi vào trầm tư, sau đó dùng nửa tin nửa ngờ ánh mắt xem chúng ta. Mỹ nữ, chúng ta một không màng tài, hai không màng ngươi sắc, lão dùng loại ánh mắt này xem chúng ta làm gì. Mập mạp giận dữ nói. Nữ nhân điên nói, cái này không thể trách ta, chủ nếu là chuyện các ngươi kể cũng quá không thể tưởng tượng, ta chỉ là một người bình thường, không có khả năng cùng cái gì hàng đầu dính líu quan hệ. Sau đó các ngươi nói Liễu Đình cũng thật là ta cậu em vợ nàng dâu. Lời nàng nói không giả, bọn hắn kết hôn thật lâu đều không muốn đến hài tử, nhưng ta không nghĩ tới nàng thế mà lại dùng loại phương pháp này đến cầu tử, các ngươi là tại nói bậy à. Nàng thế nhưng là phần tử trí thức, không có khả năng như thế phong kiến. Nói bậy, lão tử như thế một đầu lớn vết đao tử, chính là ngươi chặt, ngươi cái này nữ nhân ngu ngốc còn nghe không rõ lời nói đúng không? Có khả năng cùng ngươi lão công lêu lổng nữ nhân kia, chính là nàng. Mập mạp sau khi nói xong. Ta vội vàng trừng mắt liếc hắn một cái, ra hiệu hắn đừng nói thẳng như vậy. Nói bậy, ngươi nói bậy, làm sao có thể, Liễu Đình tại đại học liền cùng ta là khuê mật, cùng ta cùng nhau gả nhập gia môn về sau, càng là thân thích, nàng. Nàng làm sao có thể làm ra loại sự tình này, nữ nhân điên giống như không kiềm chế được nỗi lòng một loại hướng mập mạp quát. Ta vội vàng vỗ vỗ nữ nhân điên bả vai, ra hiệu nàng tỉnh táo một điểm, không nghĩ tới nàng trực tiếp liền đẩy ra ta tay. Sau đó hung hăng chừng ta liếc mắt, nổi điên tự đắc chạy ra ngoài. Mập mạp, cùng ra ngoài, dạng này liền có thể tìm tới Liễu Đình ở nơi nào, cái này đàn bà thúi, ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng, thế mà muốn giết chúng ta diệt khẩu. Ta nói xong về sau, vội vàng đuổi theo, mập mạp theo sát sau đó. Nữ nhân điên chạy sau một lúc, liền lên một chiếc xe taxi, ta cùng mập mạp cũng liền bận bịu chặn đường một cỗ, sau đó căn dặn sư phó đuổi theo. Ước chừng qua nửa giờ,
nữ nhân điên liền hạ xe đi vào một cái trong cư xá, nàng cảm xúc giống như không quá ổn định, cho nên cũng không có phát hiện chúng ta. Đi theo nữ nhân điên tiến một tòa nhà lầu về sau, nàng rất nhanh liền lên lầu, nàng đi rất gấp, cho nên không có dựng thang máy, ta cùng mập mạp rất nhẹ nhàng liền đi theo. Lên lầu 3 về sau, nữ nhân điên liền móc chìa khóa đi vào góc rẽ phòng, đoán chừng đó chính là nhà của nàng, ta cùng mập mạp bị ngăn ở ngoài cửa, vào không được. Tiểu ca, hiện tại làm sao xử lý, nếu không phá cửa mà vào, mập mạp thấp giọng hỏi. Ta lắc đầu, cảm thấy không ổn, vạn nhất Liễu Đình không tại, dễ dàng rút dây động rừng, trước tiên ở cổng ngồi xổm, nhìn xem tình huống lại nói. Đúng vào lúc này, đột nhiên trong phòng truyền ra thanh Thúy Linh đang âm thanh, thanh âm kia rất bình thường, thậm chí có chút êm tai, nhưng không biết vì cái gì nghe vào lỗ tai của ta bên trong lại cảm thấy như vậy không được tự nhiên. Tiểu ca, tình huống gì? Vì cái gì bên trong có linh đang thanh âm? Mập mạp giống như phát giác được có chút không đúng, liền vội vàng đem mắt úp sấp khe cửa bên trên nhìn, nhưng cửa không hỏng, khẳng định cái gì đều không nhìn thấy. Đúng vào lúc này, cửa đột nhiên kít một tiếng liền mở, đem mắt ngăn ở khe cửa bên trên mập mạp giật nảy mình. Ta rãnh, mỹ nữ người thế nào lúc đi ra không âm thanh đâu? Mập mạp lúng túng nói, sau đó vội vàng hướng lui về phía sau mấy bước, giống như làm chuyện xấu bị bắt được về sau chột dạ. Nữ nhân điên tiêu không một tiếng động mở cửa, mạnh mẽ trừng mắt chúng ta, không biết khi nào phát hiện chúng ta đi theo nàng. Chúng ta không có ý tứ gì khác, chính là muốn tìm ra Liễu Đình nơi ở. Uy, ngươi làm gì? Ta vừa dứt lời, đột nhiên nữ nhân điên biểu lộ liền trở nên dữ tợn lên, sau lưng của nàng cất giấu một cái dao phay, 3 giây về sau, ta liền gặp được một đạo hàn quang hướng ta hiện lên tới. Lần này mập mạp phản ứng rất nhanh, hắn học ta tối hôm qua như thế, chen chân vào liền cho ta một chân, ta đạp hắn đạp bất động, nhưng hắn một cước kia, trọn vẹn đem ta đá ra xa hơn 2 mét, kém chút không có từ trên thang lầu lăn xuống đi. Ngươi hai mỗ mỗ, cần phải lớn như vậy lực sao? Không có bị đao chém chết, kém chút bị ngươi nha đạp chết. Ta dùng sức sờ lấy bị mập mạp đạp địa phương, lớn tiếng oán giận. Tiểu ca, có qua có lại, tình cảm mới sâu. Mập mạp cười ha ha, sau đó lại hướng nữ nhân điên mắng, mỹ nữ, không phải liền là bám đuôi ngươi một chút sao? Cần phải đòi mạng hắn sao? Nữ nhân điên giống như không nghe thấy mập mạp đồng dạng, giơ đao lên lại hướng mập mạp bổ tới. Ta đi, này nương môn lại nổi điên. Mập mạp vội vàng né tránh, dù sao võ công lại cao, cũng sợ dao phay, nếu như đổi bình thường, loại này nhược nữ tử mập mạp dễ dàng là có thể đem nàng chống chọi, nhưng bây giờ nữ nhân này cùng như là phát điên, ai dám tới gần. Xong, nữ nhân này lại bị khống chế lại, mập mạp ngươi đứng vững, bên trong nhất định có càn khôn, ta vào xem. Ta nói xong về sau, không quan tâm cùng mập mạp quấn quýt lấy nhau nữ nhân điên, nhanh như chớp chui vào trong phòng. Tiến đến phòng, ta đã nghe đến một cỗ đặc biệt mùi thơm, loại mùi thơm này cùng lần trước lại khác biệt, có điểm giống hồ ly trên người mùi khai, nhưng là nghe lại khiến cho ta có chút đầu váng mắt hoa, đầu cùng bột nhão đồng dạng. Xong, chẳng lẽ lại trúng chiêu rồi? Ta vội vàng dùng tay che mình miệng mũi, không biết là có hay không tới kịp, nếu như lại tại cùng một nơi té ngã 2 lần, vậy nhưng thật sự là xấu lớn. Đúng vào lúc này, ta nghe thấy phòng ngủ có động tĩnh. Vội vàng cẩn thận từng ly từng tí tới gần cửa phòng ngủ, sau đó dụng lực đẩy, còn tưởng rằng cửa sẽ khóa chặt, nhưng không nghĩ tới cửa khít một tiếng, ứng thanh mà ra. Mở cửa về sau, ta nhìn thấy Liễu Đình ngồi tại trên bàn trang điểm, một lần lại một lần trải lấy nàng kia lại nồng lại mật tóc, bên cạnh giường còn ngồi một cái nam nhân, chẳng qua nam nhân kia liền cùng tử thi đồng dạng, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, hai mắt ngốc trệ, còn che kín mắt quầng thâm, giống như cho người ta ép khô đồng dạng. Ai u? Đây không phải đại sư sao, còn thật là có bản lĩnh a, thế mà có thể tìm tới cửa. Liễu Đình vừa nói một bên từ trên bàn trang điểm xoay đầu lại, nàng cầm lấy đặt ở bên giường khói điểm lên, sau đó hít sâu một cái, biểu lộ giảo hoạt nhìn ta, thay đổi phía trước trang mỹ lệ hình tượng, cực giống một con hồ ly tinh, xem ra nàng đến ta cửa hàng thời điểm, bộ dáng tất cả đều là trang. Ta cùng ngươi không oán không cừu, tại sao phải gạt chúng ta? Thậm chí còn muốn chúng ta mệnh. Ta nổi giận nói. Dừng a, Liễu Đình hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng ta phun ra một cái thật dài vòng khói, lừa các ngươi là bởi vì các ngươi có giá trị lợi dụng, muốn các ngươi mệnh là bởi vì các ngươi không có giá trị lợi dụng, cái này còn muốn hỏi, đầu óc trang đều là nước sao? A, không đúng, đầu óc trang là nước tiền đề cũng phải có đầu óc. Giá trị lợi dụng,
chẳng lẽ ngươi chính là muốn lợi dụng chúng ta giúp ngươi giải quyết cái này nam nhân sao? Đây cũng quá huy động nhân lực đi, bằng tâm kế của ngươi cùng túi ra, cầm xuống cái này nam nhân không khó lắm à. Ta chỉ vào ngồi bên cạnh nam nhân, cái này nam nhân hẳn là nữ nhân điên lão công. Liễu Đình nghe ta vừa nói như vậy, liền chậm rãi quay đầu đi nhìn xem bên giường nam nhân kia, sau đó dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nam nhân kia mặt. Ngươi cũng quá coi thường hắn, hắn gọi Lê Vĩ, là trên thế giới này nhất chân thành nam nhân, ta dùng hết tất cả biện pháp đều không thể đạt được hắn, thậm chí cho hắn hạ xuống đầu đều không làm nên chuyện gì, bởi vì loại kia hàng đầu chỉ đối có tà tâm nam nhân có hiệu quả. Liễu Đình vừa nói, một bên nhẹ nhàng sờ lấy Lê Vĩ mặt, nhưng Lê Vĩ lại một điểm phản ứng đều không có, dường như có điểm gì là lạ. Về sau, cái kia hàng nhức đầu sư nói với ta, muốn để cái này nam nhân trở thành dưới váy của ngươi chi quỷ, liền nhất định phải dung hợp Mao Sơn thuật, kia dù cho ý chí của hắn lực cường đại hơn nữa, cũng tuyệt ngăn cản không được, cho nên ta liền liều mạng đi tìm sẽ Mao Sơn thuật đạo nhân, không nghĩ tới lại bị thần côn kia lừa gạt, chẳng qua lại nhân họa đắc phúc tưởng gặp nạn mà hóa ra gặp may, để ta gặp các ngươi, nói thật, ngươi thật sự có tài, những lời này là cái kia hàng nhức đầu sư chính miệng nói. Bằng không thì cũng không thể nhanh như vậy liền cầm xuống Lê Vĩ. Liễu Đình sau khi nói xong, ha ha phá lên cười, kia thần sắc, đắc ý chi cực. Không nghĩ tới ta đạo thuật, đúng là bị lợi dụng tới làm bực này hạ lưu sự tình, cái này hàng đầu sư đến cùng là lai lịch gì, nàng vì cái gì biết Mao Sơn đạo thuật, đồng thời biết đem hai thuật dung hợp. Liễu Đình, người có gia đình của mình, vì cái gì còn muốn phá hư gia đình người khác, tâm cũng quá ác đi. Ta chất vấn. Phá hư, ha ha, trò cười. Nếu như không phải cái kia xú nữ nhân đem Lê Vĩ cướp đi, ta liền sẽ không rơi vào thê thảm như thế, Lê Vĩ vốn chính là ta. Đều là cái kia xú nữ nhân làm hại ta, đều là lỗi của nàng. Liễu Đình hét lớn. Ta còn muốn hỏi liên quan tới chuyện xưa của các nàng, nhưng lời nói còn không hỏi, Liễu Đình liền bắt đầu điên cuồng giảng thuật liên quan tới ân oán của các nàng tình cừu. Lê Vĩ lão bà gọi Trương Tình, nàng cùng Liễu Đình tại đại học là một lớp một cái túc xá tốt khuê mật, nhưng không khéo chính là, hai người bọn họ đồng loạt yêu Lê Vĩ, luận dáng người luận tướng mạo, Liễu Đình hoàn toàn chính xác càng hơn một bậc. Chẳng qua Lê Vĩ lại chọn Trương Tình, cái này khiến Liễu Đình cực kỳ không cam tâm, thậm chí có chút ghi hận trong lòng, nói là Trương Tình dùng không đứng đắn thủ đoạn cướp đi mình Lê Vĩ, chỉ là thắng làm vua thua làm giặc, lại trở ngại tìm muội thể diện. Liễu Đình không dám biểu hiện ra ngoài. Về sau, tại Lê Vĩ giới thiệu, Liễu Đình nhận biết Lê Vĩ đệ đệ Lê Khang, đồng thời hai người cấp tốc rơi vào bể tình, cuối cùng, hai đôi người đều kết hôn lập gia đình, có thể nói là hoàn mỹ kết cục. Chẳng qua tiệc vui chóng tàn, Lê Vĩ tình yêu đã nở hoa kết trái, Liễu Đình cùng Lê Khang kết hôn nhiều năm lại ngay cả trái trứng đều không có biệt xuất đến. Dần ra, hai người áp lực càng lúc càng lớn, Lê Khang thậm chí đem trách nhiệm toàn đẩy tại Liễu Đình trên thân. Lê Khang thích uống rượu, quát một tiếng say liền đánh Liễu Đình, thích nắm lấy tóc của nàng hướng trên tường đụng, thẳng đến nàng vết thương đầy người mới thôi. Lê Khang ma ma còn thường xuyên trào phúng chửi rủa Liễu Đình, nói nàng là sẽ không đẻ trứng gà mái. Thường xuyên cầm nàng cùng Trương Tình so, của trách nàng liền Trương Tình một sợi tóc cũng không sánh nổi. Tích lũy tháng ngày bị đánh cùng chửi rủa để Liễu Đình lại cũng không chịu nổi, nàng oán hận. Nàng oán hận cái nhà này, oán hận Trương Tình, oán hận nàng cướp đi nam nhân mình yêu mến nhất, nếu như không phải Trương Tình, nàng hiện tại đã cùng Lê Vĩ hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt, nàng quyết định muốn trả thù tất cả mọi người. Nàng muốn cướp về Lê Vĩ, nàng muốn mang thai Lê Vĩ hài tử cho tất cả mọi người nhìn. Nàng không phải sẽ không đẻ trứng gà mái. Thế là Liễu Đình tại bằng hữu giới thiệu, tìm đến Thái Lan hàng nhức đầu sư, lại tại dưới cơ duyên xảo hợp, gặp phải ta, thế là nàng kế hoạch liền hoàn mỹ tiến hành, chẳng những nhận được Lê Vĩ, còn đối Trương Tình hạ hàng đầu, nếu như đêm hôm đó Trương Tình giết ta, kia nàng gần như tất cả kế hoạch đều hoàn mỹ. Chúng ta chết rồi, không có ai biết chuyện này, Trương Tình giết người phải ngồi tù, hảo vận lời nói. Có thể sẽ bị người xem như bệnh tâm thần đưa vào bệnh viện giam giữ, mà nàng thì có thể vứt bỏ Lê Khang, sau đó cùng mình yêu mến nhất Lê Vĩ sinh hoạt chung một chỗ. Nói xong những việc này, Liễu Đình thế mà cùng người điên phá lên cười, dương nanh múa vuốt như cái nữ ma đầu, ta đều có chút hoài nghi ngày đó ngồi tại ta trong tiệm đầu cái kia đoan trang mỹ lệ nữ nhân cùng nữ nhân trước mắt này có phải là cùng một người hay không. Trương Tình cái này kỹ nữ, nếu như không phải nàng, ta làm sao có thể rơi vào kết cục như thế. Nàng điểm kia so ra mà vượt ta. Nếu như không phải nàng không từ thủ đoạn, Lê Vĩ làm sao có thể coi trọng nàng mà không quan tâm ta? Làm sao có thể, ngươi biết không,
ta đêm đó đưa nàng nhốt tại trong ngăn tủ, ha ha, để nàng trơ mắt nhìn xem mất đi mình nam nhân yêu mến tư vị. Liễu Đình điên cuồng quát, giống như hoàn toàn mất đi lý trí, còn bên cạnh Lê Vĩ một điểm phản ứng đều không có, nếu như không phải mắt còn trợn trừng lên, ta đều cho là hắn là cái người chết. Nữ nhân này gặp phải mặc dù rất đáng thương, để người đồng tình, nhưng nàng thủ đoạn độc ác, bụng dạ cực sâu, trách không được Lê Vĩ chọn Trương Tình mà không chọn nàng. Hiện tại nàng đã hoàn toàn cùng một đầu như chó điên. Hừ, không có thuốc chữa, người bây giờ là tại Từ Đào Mộ Mộ, còn muốn kéo người đệm lưng, cái gì yêu Lê Vĩ, ngươi chỉ là không cam tâm mà thôi, muốn đem mình bất hạnh gặp phải đều phát tiết tại trên thân người khác. Ta chỉ vào cái mũi của nàng mắng, hôm nay về công về tư ta đều sẽ không bỏ qua nàng, nếu như tối hôm qua không phải tiểu ăn mày, khả năng chúng ta đã mệnh tang hoàng tuyền, may mắn chỉ là rủi ro cùng họa sát thân. Đúng vào lúc này, đột nhiên phanh một tiếng, mập mạp từ bên trong lảo đảo quẳng vào. Tiểu ca, người tán gẫu xong không có, nữ nhân này càng chặt càng hung ác, ta nhanh gánh không được. Mập mạp vội vàng bò dậy, sau đó xông tới đem cửa phòng chăm chú đóng lại, nhưng mấy giây qua đi, ngoài cửa liền nghe được bành bành âm thanh, tựa như là đao cụ chém vào trên cửa đồng dạng, mập mạp liều mạng dùng lòng bàn tay ở cửa, sợ phía ngoài Trương Tình xông tới. À, đây không phải Liễu Đình sao? Người cái này xú bà nương làm hại ta nhưng đủ thảm, tiểu ca, phiến nàng. Nếu như ngươi không đánh nữ nhân để cho ta tới, ngươi đứng vững cửa. Mập mạp nói. Đúng vào lúc này, đột nhiên cửa phịch một tiếng, bị ngoài cửa Trương Tình chém ra một cái khe lớn, đao kém chút liền có thể xuyên qua. Mập mạp hoảng hốt, kinh hô một câu, mẹ bán phê, cái này cái gì cửa, như thế không rắn chắc, tiểu ca nhanh lên thu thập kia bà nương, ta nhanh gánh không được. Liễu Đình cười lạnh một tiếng, không có chút nào hoảng, giống như cũng không đem chúng ta để vào mắt đồng dạng. Chỉ gặp nàng chẳng biết lúc nào trong tay nhiều một cái tử sắc tiểu linh đang, trong lòng ta lạc một chút, cảm giác có chút không đúng, trước đó chính là nghe được cái này linh đang âm thanh, Trương Tình liền bị khống chế lại. Liễu Đình không có cho ta cơ hội phản ứng, linh đang sau khi ra ngoài liền đinh đinh làm đung đưa. Nàng giao linh đang tiết tấu rất quái lạ, giao ba lần ngừng một chút. Tựa như là tại phát cái gì chỉ lệnh đồng dạng. Đúng vào lúc này, ta đột nhiên phát hiện một mực nằm ở trên giường như là tử thi một loại Lê Vĩ ngồi dậy, mà lại hai mắt đỏ bừng, biểu lộ cổ quái, hai tay của hắn hiện lên chảo hình, có chút cứng đờ. Mập mạp cũng trông thấy, vội vàng oa một tiếng, oa, ta coi là trên giường này chính là người chết, làm sao đột nhiên ngồi dậy. Xác chết vùng dậy sao? Ta lắc đầu, không phải, nam nhân này còn thở, đoán chừng cũng bị hạ hàng đầu. Cho cái kia tiểu linh đang khống chế lại, cái này hai ông bà thật đáng thương, hai cái đều bị vô duyên vô cớ hạ hàng đầu. Còn có rảnh rỗi nói chuyện phiếm, chờ chết đi, bị hạ hàng đầu liền cùng trong phim ảnh cương thi đồng dạng, không sợ chết không sợ đau, đối phó các ngươi hai cái đầy đủ. Liễu Đình khinh miệt xem chúng ta, nàng vừa dứt lời, Lê Vĩ liền cùng một đầu như chó điên nhào về phía ta, hai tay của hắn hướng chúng ta bóp tới, đồng thời há miệng liền phải cắn, ta chợt lách người liền lách mình tránh ra. Mập mạp đứng vững cửa không có tránh, bị Lê Vĩ chăm chú bóp lấy cổ. Ta đi, đại ca đừng cắn ta, tối hôm qua vừa mới rơi một miếng thịt, hôm nay không thể lại cho ngươi ăn. Mập mạp ủy khuất hô. Lê Vĩ hiện tại cái kia nghe được hắn nói chuyện, trương răng liền phải cắn, nếu như cái này miệng cắn chúng, không phải rơi một khối thịt lớn. Ta vội vàng vọt tới, hướng Lê Vĩ chán vỗ một cái, Lê Vĩ lập tức liền buông tay hướng lui về phía sau một bước. Đây là quán tính. Chỉ cần là người sống, chỉ cần đập hắn chán, khẳng định sẽ đánh khẽ run rẩy hướng lui về phía sau, coi như hắn hiện tại vô ý thức cũng giống vậy. Ngay tại lúc này, cửa đột nhiên bị đánh ra một cái động lớn, dao phay có thể tùy tiện xuyên qua chém chúng phía sau cửa mập mạp, dọa đến mập mạp vội vàng từ bỏ thủ vệ, vội vàng vọt đến đi một bên. Cửa không ai thủ, Trương Tình rất nhanh liền dẫn theo dao phay vọt vào, lần này thật đúng là trước có sói, sau có hổ, Liễu Đình ngoạn vị xem chúng ta. Như là bắt rùa trong hũ đồng dạng. Tiểu ca, nhưng có phá hàng đầu chi pháp. Mập mạp vọt đến bên cạnh ta, khẩn trương nhìn qua một trước một sau. Ta lắc đầu, không xác định, nhưng có thể thử một chút, người giúp ta đem miệng của bọn hắn đẩy ra. Không phải, người cùng ta đùa giỡn đâu. Một cái tay cầm dao phay cùng người điên, một cái cùng cương thi giống như, ta làm sao vặn bung ra miệng của bọn hắn. Mập mạp một mặt không nguyện ý. Không đi hai người ôm lấy chết. Tùy theo ngươi, ta nhếch miệng, chuyện cho tới bây giờ, còn có chọn. Mập mạp nuốt một ngụm nước bọt, một mặt bất đắc dĩ,
ta thử một chút xem sao, được hay không liền dựa vào ngươi. Sau khi nói xong, mập mạp ngay tại chỗ lộn một cái, trước tiên đem xông lên Trương Tình đá một cái bay ra ngoài, sau đó một cái con chó đói chụp mồi, đem Lê Vĩ bổ nhào vào trên giường, dùng toàn bộ thân thể đặt ở Lê Vĩ trên bụng, Lê Vĩ liều mạng giãy giụa lấy, đem giường chấn động đến mệt mỏi vang, chẳng qua trong thời gian ngắn hắn là giãy giụa không thoát. Lão tử lần thứ nhất cùng nam nhân trên giường lăn, chẳng qua hàng đầu thật lợi hại, đem tiểu tử này khí lực tăng lên không ít cấp bậc, tiểu ca ngươi nhanh lên, ta kiên trì không được bao lâu, tay còn mang theo tổn thương đâu. Mập mạp hướng ta hô. Mập mạp vừa dứt lời, vừa rồi bay ra ngoài Trương Tình lại bò lên, ta thuận tay cầm lên ghế đối mặt hướng nàng đập tới, đem mặt nàng cửa đều nện bạo vạc. Oa, tiểu ca ngươi ra tay so ta còn hung ác. Mập mạp sợ hãi than nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta vội vàng đối Trương Tình xin lỗi, nếu như ra tay không hung ác điểm, không bao lâu nàng lại có thể đứng lên lạc, cho nên chỉ có thể xin lỗi nàng. Trương Tình lần nữa bay ra ngoài về sau, ta vội vàng móc ra đi hai viên đồng tiền, cái này hai viên đồng tiền không phải phổ thông đồng tiền, là trải qua 7749 ngày phát ra ánh sáng, đặt ở dưới mũi căn bản nghe không ra hơi tiền vị, ngược lại nhiều một cỗ để người nghe an tâm hương hỏa vị. Tiểu ca, đều lúc này, còn muốn dùng tiền thu mua hắn a? Mập mạp nói. Ta vội vàng trừng mắt liếc hắn một cái, đừng nói nhảm, mau đem miệng của hắn vặn bung ra, cấp tốc. Mập mạp nghe thôi, vội vàng dùng lực nắm Lê Vĩ cái cằm, sau đó hướng ta nháy mắt, ra hiệu có thể. Vội vã như ý lệnh, càn. Ta tại đồng tiền vừa dùng ngón tay viết nói, vội vã như ý lệnh, khôn. Tại mặt khác cũng viết một chữ. Giải quyết về sau, không nói hai lời liền đem đồng tiền nhét vào Lê Vĩ miệng bên trong. Mập mạp tại thừa cơ chùy một chút lồng ngực của hắn, lập tức đồng tiền liền thuận cuống họng trượt đi vào. Nuốt vào đồng tiền về sau, Lê Vĩ hai mắt khẽ đảo liền hôn mê bất tỉnh, mập mạp vỗ tay một cái nói, tiểu ca, xong rồi. Không thành, hàng đầu không có giải, chỉ là đem Lê Vĩ định trụ. Ta nói xong về sau, quay đầu liền bóp lấy muốn lần nữa giao linh đang liễu đình, tuyệt không thể lại để cho ngươi cái này yêu phụ giao linh đang, không phải Lê Vĩ lại phải tỉnh. Ta chế trụ liễu đình. Mập mạp thì bổ nhào qua cùng Trương Tình lăn đến cùng một chỗ xoay đánh lên. Ta dựa vào, cái này mẫu so công khó làm. Mập mạp ở bên kia phát tới tiếng kêu thảm thiết, nhưng ta không để ý đến hắn, mà là đem Liễu Đình trong tay Linh đang đoạt lại, sau đó từ cửa sổ ném xuống dưới. Liễu Đình giống như không nghĩ tới ta có thể khống chế lại cục diện, thấy ta bóp lấy cổ của nàng, dọa đến toàn thân run lẩy bẩy, cũng không biết là thật hay giả, quả thực là cho nàng gạt ra mấy giọt nước mắt. Đừng, đừng. Đừng giết ta, cái này không thể trách ta, đều do Lê Khang cùng nhà ta bà, đều là bọn hắn bức ta, những cái này hàng đầu cũng không phải ta hạ, là nữ nhân kia, cái kia Thái Lan đến nữ nhân. Liễu Đình vội vàng đem trách nhiệm đẩy cho người khác, ta đột nhiên cảm thấy nữ nhân này rất buồn nôn, đáng thương người quả nhiên tất có chỗ đáng hận. Nói, cái kia hạ xuống đầu nữ nhân đâu? Ta hỏi, nhất định phải đem nữ nhân kia tìm ra, rửa sạch nhục nhã, báo thù rửa hận. Liễu Đình liều mạng lắc đầu, ta không biết, nàng hoàn thành ta lời nhắn nhủ sự tình liền rời đi, có lẽ đã về nước, ta cũng liên lạc không được nàng. Đúng vào lúc này, mập mạp đột nhiên hét thảm một tiếng, giống như nhanh chóng đỡ không được Trương Tình giao phay. Để phòng Liễu Đình chạy trốn, ta vội vàng dùng một tấm ga giường đưa nàng trói lại, sau đó lại đi giúp mập mạp bận bịu, đem một cái khác cái đồng tiền nhét vào Trương Tình miệng về sau, nàng mới đình chỉ giày vò. Nãi nãi! Lão tử kém chút liền bị cái này xú nữ nhân hại chết. Nói xong nổi giận đùng đùng chạy về phía Liễu Đình, giơ chân lên liền nghĩ hướng nàng trên trán đạp, may mắn ta kịp thời ngăn lại nàng. Được rồi, dù sao cũng là nữ nhân. Ta ở bên cạnh khuyên giải nói. Đừng, đừng đánh ta, đừng đánh ta. Vừa rồi khí diễm phách lối Liễu Đình hiện tại cũng có vẻ điềm đạm đáng yêu. Nói, cái này hàng đầu thế nào khả năng triệt để giải khai? Cái kia Thái Lan nữ nhân khẳng định có đã nói với ngươi, không nói vị này bàn ra muốn làm thịt ngươi ta nhưng ngăn không được. Ta đối Liễu Đình hung hãn nói. Liễu Đình rụt rụt đầu, sau đó nói, phòng khách kia có cái lư hương, ở trong đó đều là một chút cổ quái côn trùng thi thể, đốt sau đặc biệt hương, mà những cái kia côn trùng đốt thành tro, liền có thể giải trên người bọn họ hàng đầu. Nghe Liễu Đình, ta vội vàng mở ra phòng khách cái kia tiểu hương lô, phát hiện bên trong đầy buồn nôn côn trùng thi thể. Đám côn trùng này ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, hình dạng rất giống thi trùng, đã bị đốt một nửa, hương vị đặc biệt hương, nghe nhiều sẽ toàn thân phát nhiệt.
Ta nắm một cái cho Trương Tình cùng Lê Vĩ hai vợ chồng nuốt vào, một lát sau, bọn hắn ngay tại chỗ ói ra, chẳng những đem vừa rồi nuốt vào đồng tiền phun ra, còn phun ra một đầu côn trùng, cùng con rết rất giống, nhưng lại không hoàn toàn tương tự, đoán chừng là hàng đầu dùng để khống chế người độc trùng. Mập mạp cũng không quan tâm những cái kia nôn buồn nôn, giơ chân lên liền đem kia hai con côn trùng cho giẫm cái vỡ nát, còn dùng sức ép mấy lần, nói bảo hiểm một điểm, miễn cho những vật này hại người nữa, ta vội vàng biểu thị đối mập mạp không sợ bẩn không sợ thúi tinh thần biểu thị tán dương. Liễu Đình cái này bà nương xử trí như thế nào, cũng không thể dạng này liền thả nàng đi, quá tiện nghi nàng rồi. Mập mạp hỏi, đem nàng giao cho điều tử đi. Mập mạp nhếch miệng, điều tử đều là giảng cứu chứng cứ, khoa học, bọn hắn có thể tin tưởng hàng đầu chuyện này sao? Không chừng còn đem chúng ta xem như kẻ phạm pháp cho tóm lấy đâu, ta dáng dấp trắng trắng mềm mềm, đi vào muốn cho bạn tù mở cửa sau. Mặc kệ nhiều như vậy, trước tiên đem nàng giao cho điều tử, chúng ta có thể đưa nàng thế nào? Lại không thể giết nàng. Đành phải trước dạng này. Mập mạp đồng ý nhẹ gật đầu. Chúng ta thương lượng xong về sau, chuẩn bị tiến gian phòng đem Liễu Đình bắt được đồn công an, nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên có một dạng cực kỳ cay đồ vật hướng hai chúng ta mắt phun đi qua, mắt của ta đau đến trợn đều không mở ra được, cuối cùng bị đá qua một bên. Ta thao, phòng sói phun xương. Mập mạp đau khổ hô nói, kia xú bà nương muốn chạy, lão tử thật sự là hận thấu cái đồ chơi này. Chờ ta cùng mập mạp đuổi theo ra đi thời điểm, Liễu Đình đã không thấy bóng dáng. Tìm lượt toàn cái cư xá đều không tìm được, về sau đành phải từ bỏ. Trở lại phòng về sau, chúng ta nghĩ biện pháp đem Lê Vĩ hai vợ chồng làm tỉnh lại, sau đó đem chọn sự kiện đều nói cho bọn hắn. Ngay từ đầu bọn hắn còn có chút ngây ngốc, về sau liền ôm ở cùng một chỗ khóc ồ lên, không bao lâu, Lê Vĩ liền mang theo Trương Tình nổi giận đùng đùng chạy ra ngoài, tuyên bố muốn tìm Liễu Đình báo thù, chúng ta nghe xong, cũng liền bận bịu đi theo ra ngoài. Chúng ta bốn người gọi một chiếc xe taxi đi vào một cái khác cư xá, trước đó ta còn tưởng rằng bọn hắn một nhà ở cùng một chỗ, không nghĩ tới Lê Vĩ cùng Lê Khang đã sớm phân ra, cha hắn chết sớm, ma ma cùng Lê Khang ở. Đi vào Lê Khang nhà về sau, chúng ta thế mà nghe được một cỗ hôi thối, mùi vị đó cực kỳ gay mũi, để người gần như muốn buồn nôn. Lão công, nhà mẹ chồng làm sao có một cỗ hôi thối, bên trong đến cùng thả cái gì? Khó ngửi đến muốn chết. Trương Tình nhẹ nhàng nắm bắt cổ, một bộ muốn buồn nôn dáng vẻ. Ta hiện tại không tâm tình quản những cái này, ta chỉ muốn đem Liễu Đình cái này xú bà nương tìm cho ra. Lê Vĩ cũng không có gõ cửa, trực tiếp liền dùng chân đạp, có thể thấy được hắn lúc này có bao nhiêu phẫn nộ, cái này thế nhưng là hắn thân đệ đệ nhà. Khiến người ngoài ý chính là, cái này cửa căn bản liền không có khóa, Lê Vĩ một chân liền giữ cửa cho đá văng. Liễu Đình, người cút ra đây cho ta. Lê Vĩ đối trong phòng hét lớn một tiếng. Nhưng cửa mở ra về sau, kia cỗ hôi thối càng sâu, nhào tới trước mặt thời điểm chúng ta bốn người đều cùng một chỗ nhấc nhấc cuống họng, nghẹn sắc mặt trắng bệch, Trương Tình càng là trực tiếp ở phòng khách bên trên ói ra. Mập mạp liều mạng che mũi, tiếng nói đều có chút nghe không rõ, tiểu ca, cái này, ô ô ô ô, thối quá. Ta không dám trả lời, sợ mới mở miệng cũng cùng Trương Tình đồng dạng, ào ào nhả một phòng khách, kia nhiều không lễ phép. Ta lần theo hôi thối căn nguyên đi thẳng, đi vào một căn phòng trước, cửa phòng nửa đậy, nhưng rõ ràng hôi thối là ở bên trong phát ra tới. Ta dùng chân nhẹ nhàng đá văng ra cửa phòng, lập tức nhìn thấy cực kỳ buồn nôn một màn, một cái nam nhân chết tại trong phòng, trên người hắn tất cả đều là thịt thối, tựa như là khi còn sống bị cắt trên trăm đao, thịt trên người không có một khối tốt, sau đó sau khi chết những cái kia thịt chậm rãi hủ hóa, nhìn cực kỳ buồn nôn, người chết đầu lâu giống như bị vật nặng nện qua đồng dạng. Liền cùng hạch đào đồng dạng, toàn bộ đều bị nện nát, bên cạnh những cái kia cũng không biết là óc vẫn là đầu óc. Tất cả đều dán trên mặt đất, đã hong khô. Lê Vĩ cùng Trương Tình lần thứ nhất nhìn thấy người chết, mà lại là kinh khủng như vậy người chết, hai người lập tức lại làm thành ói ra, Trương Tình kém chút đem ruột đều phun ra. Chờ bọn hắn tốt một chút về sau, hai nhân mã bên trên lại gào khóc khóc giống lên, Lê Vĩ càng là hô lớn, đệ đệ, ngươi. Ngươi chết như thế nào phải thảm như vậy? Đến cùng là ai giết ngươi? Mẹ, mẹ đâu, lão công, mẹ ta đâu? Trương Tình mới đột nhiên nhớ tới trừ Lê Khang, còn có nhà nàng bà. Đúng, mẹ đâu, Lê Vĩ hô lớn, bắt đầu cả phòng chạy. Đậu đen rau muống, đột nhiên mập mạp trong nhà cầu bên cạnh phát ra một tiếng kinh hô âm thanh. Ta cùng Lê Vĩ bọn hắn vội vàng nghe tiếng đuổi tới, lúc này mập mạp mới chỉ vào bồn cầu nói,
Ca Môn, mẫu thân ngươi giống như tại trong bồn cầu. Ta vội vàng đâm mập mạp một chút, ra hiệu hắn không nên nói lung tung, cái gì gọi là mẫu thân ngươi tại trong bồn cầu, cái này không lời mắng người sao? Ngươi đâm ta làm gì a? Mẫu thân hắn thật tại trong bồn cầu, ta nhìn thấy một cái đầu của ông lão ở bên trong, ta còn dự định đến nhà vệ sinh nhà, không nghĩ tới xốc lên nắp bồn cầu liền thấy một cái đầu người, dọa đến ta lại nuốt trở vào, thật ấm ức. Mập mạp líu lo không ngừng nói, một mặt hoảng sợ. Lê Vĩ nghe xong, sắc mặt lập tức đại biến, trên mặt hoàn toàn không có một chút huyết sắc, nhìn qua cùng một người chết đồng dạng, chẳng qua hắn vẫn là lấy hết dũng khí, sau đó cùng Trương Tình cùng một chỗ hướng trong bồn cầu vừa nhìn đi, ta cũng khẽ cắn môi, dùng mắt liếc hướng bồn cầu. Chờ chúng ta thấy rõ trong bồn cầu đồ vật về sau, Lê Vĩ cùng Trương Tình tại chỗ quỳ trên mặt đất, ôm đầu khóc ồ lên. Chính như mập mạp nói như vậy, trong bồn cầu thật có một cái đầu người, một cái lão nhân ra đầu người, chẳng qua trải qua cứt đái cọ rửa về sau, đã biến sắc, nhìn qua cực kỳ quái dị cùng khủng bố. Chúng ta chỉ ở trong bồn cầu tìm được Lê Vĩ mụ mụ đầu lâu, thân thể những bộ vị khác tìm lượt toàn cái phòng đều không có tìm được, không biết cho giấu đi nơi nào. Về sau chúng ta báo cảnh sát, điều tử đến về sau, ta cùng mập mạp ghi xong khẩu cung liền rời đi, nghe nói chuyện này về sau cha ra là Liễu Đình làm, chẳng qua Liễu Đình liền cùng bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, hoàn toàn mất tung ảnh, điều tử đều bắt không được nàng. Nói đi thì nói lại, mặc dù Lê Khang hai mẹ con chết được rất thảm, nhưng trong lòng ta lại một điểm gợn sóng đều không có, càng thêm không có sinh ra đồng tình tâm, hết thảy đều giảng cứu nhân quả tuần hoàn. Nếu như Lê Khang hai mẹ con đối Liễu Đình tốt một chút, bọn hắn cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy, loại ác nhân nhất định được ác quả, đương nhiên, Liễu Đình cũng giống vậy. Gặp lại Liễu Đình thời điểm, đại khái là 3 tháng chuyện sau này, ta là tại một tòa cầu vượt dưới đáy nhìn thấy nàng, nàng phủ phục tê liệt ngã xuống trên mặt đất, dường như chân cùng tay đều mềm nhũn. Cật lực ngửa đầu, trước mặt của nàng thả một cái bát, dùng để ăn xin. Ta trải qua nơi đó thời điểm, căn bản cũng không nhận ra nàng đến, liền xem nàng như làm bình thường tàn tật ăn xin người, khi đó vừa vặn có chút tiền lẻ, vừa đáng thương nàng, cho nên liền hướng trong chén ném mấy khối tiền lẻ. Nhưng chính là hành động này, nàng đột nhiên điên cuồng nguyễn bắt đầu chuyển động, còn đối ta ô ô gọi bậy, chờ ta sau khi thấy rõ, mới kinh ngạc phát hiện nàng vậy mà là Liễu Đình, nàng dường như không thể nói chuyện. Ta vội vàng báo cảnh sát, chờ điều tử đến về sau, mới đem nàng mang đi, đồng thời phá được một cọc bọn buôn người vụ án, bắt mười mấy người con buôn. Liễu Đình được cứu về sau, nhìn ta mắt chảy ra máu đồng dạng nước mắt, nét mặt của nàng rất cổ quái, không biết là đối ta cười hay là khóc, ta là cảm thấy, nàng tựa như là quên đi cười cái biểu tình này, nhưng lại muốn đi làm, cho nên lộ ra đặc biệt quái dị. Liễu Đình bị phán hình, tiến nhà tù, nhưng đây đối với nàng đến nói đã không trọng yếu, thoát ly bọn buôn người ăn nhà tù cũng coi là một chuyện vui. Về sau ta thu được ngục giam phát tới một phong thư, mở ra xem, phát hiện thế mà là Liễu Đình cho ta viết, bút tích cong vẹo, miễn cưỡng có thể nhìn, hẳn không phải là dùng viết tay, giống như là dùng miệng ngậm bút viết, vậy cũng là một hạng không tầm thường kỹ năng. Trong thư bàn giao Lê Vĩ mụ mụ cái khác thi thể đi hướng, Liễu Đình giết nàng về sau, đưa nàng đầu cắt xuống, sau đó bỏ vào trong bồn cầu, mỗi ngày đều trên đầu nàng đi ị đi đái đến báo thù nàng, đầu trở xuống thân thể thì cho chó ăn. Khối lớn xương cốt Liễu Đình dùng màu đen nhựa plastic mang bao trùm ném trong biển. Chó đem sau khi ăn xong, Liễu Đình liền đem chó bán cho thịt chó cửa hàng. Nhìn đến đây, ta cảm thấy Liễu Đình thật sự là một cái phát rồ tên điên. Trên thư còn bàn giao Liễu Đình 3 tháng này phát sinh sự tình bại lộ về sau, Liễu Đình liền một thân một mình nhờ xe đến một cái thôn nhỏ tị nạn, không nghĩ tới chính là thế mà gặp bọn buôn người. Bọn buôn người cho Liễu Đình hạ độc. Sau đó định đem nàng bán đến vắng vẻ tiểu sơn thôn. Liễu Đình không cam tâm, thế là ban đêm thừa dịp bọn buôn người đi ngủ trốn thoát, nhưng không nghĩ tới thời điểm chạy trốn quảng đoạn mất 2 cái đùi, bọn buôn người xem xét bán không thành, cũng vì trừng phạt nàng chạy trốn, liền đem nàng tay bẻ gãy, sau đó ném tới cầu vượt dưới đáy ăn xin bác đồng tình tâm kiếm tiền. Giao phó xong tất cả mọi chuyện về sau, tin cuối cùng còn nhiều 2 chữ, tạ ơn. Đây cũng là Liễu Đình đối cảm tạ của ta. Nàng đã từng muốn hại ta tính mạng, kết quả là ta còn thân xuất viện thủ cứu nàng, có lẽ đây cũng là nàng nguyện ý đem tất cả sự tình nói cho ta nguyên nhân. Thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, Liễu Đình rơi vào kết cục như thế, ta không có gì lạ, nhưng những việc này, đều là mấy tháng về sau sự tình, thuộc về nói sau. Ghi xong khẩu cung sau khi trở về mấy ngày,
Lê Vĩ đột nhiên liền cùng Trương Tình tới cửa đối với chúng ta bái phỏng, nói nhờ có hai chúng ta, không phải hai người bọn họ vợ chồng bảo đảm mất mạng, vì đối với chúng ta ngỏ ý cảm ơn, còn cố ý cho hai chúng ta vạn khối thù lao, ta không có ý tốt thu hết, liền lấy một vạn, liền bởi vì chuyện này, mập mạp tại bên tai ta lại nhải vài ngày, nói ta có tiền đều không cần, quả thực là cái nhị lang tử. Trừ mập mạp, mấy ngày nay tiểu ăn mày cũng lại cái này không đi, ta đây liền có chút không hay xâm, ta mở chính là cửa hàng, cũng không phải cứu tế quán, ngươi tên ăn mày không đi lấy tiền, đợi ta trong tiệm làm gì. Lão bản, ngươi đây là qua sông đoạn cầu A, ta đã cứu các ngươi hai lần, ngươi cứ như vậy đuổi ta đi. Tiểu ăn mày một mặt oán trách, hai tay chống nạnh, giống như muốn đối ta chửi ầm lên đồng dạng. Ta đi, không phải cho hai ngươi con gà sao? Được rồi, ngươi nói thẳng đi, ngươi muốn làm gì? Ta mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hi hi, ta muốn tại ngươi cái này làm công. Tiểu ăn mày quỷ mã trừng mắt nhìn. Ta khoát tay áo cự tuyệt nói, thật xin lỗi, ta đây là tiểu điếm, chiêu không dậy nổi người, nuôi cho béo tử một cái đều đã quá sức. Ai, ta còn chưa nói xong đâu, ta không cần tiền, cũng chỉ muốn bao ăn bao ở. Tiểu ăn mày nói, không cần tiền, dạng này nghe vào giống như rất đáng, mà lại cái này tên ăn mày không phải người bình thường, lấy bản lãnh của nàng, hẳn là có thể làm trong tiệm đưa tới không ít sinh ý, đồng thời có thể làm ta giải quyết rất nhiều nan đề. Ngươi, thật không muốn tiền, ta nửa tin nửa ngờ mà hỏi. Tiểu ăn mày dùng sức nhẹ gật đầu, thật không muốn, ta liền phải dừng lại ấm no. Tốt, xong rồi, vừa vặn mập mạp mấy ngày nay trở về dưỡng thương, thiếu người nhìn bầy. Mập mạp tên kia không biết có phải hay không là muốn trộm lười, điểm kia tổn thương thế mà kêu cha gọi mẹ đi về nghỉ mấy ngày. Thôi đi, ở đây ôm cây đợi thỏ có ý gì, nhìn lão tử cho ngươi ra ngoài kéo mấy khách trở về, bao ngươi kiếm được đầy bồn đầy bát. Tiểu ăn mày vỗ ngực nói. Một cái nữ hài tử nói cái gì lão tử, nhiều không văn nhã, đúng, ngươi gọi tên gì? Ta a, ta, ngươi gọi ta tên ăn mày đại gia là được, tiểu ăn mày ấp úng nói. Ta đi đại gia ngươi, mau nói gọi tên gì, không phải xéo đi. Ta nhếch miệng. Tiểu ăn mày sờ sờ đầu, một mặt không tình nguyện, thôi đi, gọi ta dừng thi ngôn đi. Thi ngôn, lời thề, nha, danh tự này còn rất thâm tình a. Làm gì che che lấp lấp còn không dám nói. Ta nhả rãnh nói. Dừng thi ngôn vỗ bàn một cái, nhìn có chút bực bội, tốt cái rắm, bản đại gia như thế thô cuồng nữ tử, sao có thể lấy như thế nương nương khang danh tự, hừ. Dạng này ta làm sao hành tẩu giang hồ, đều tại ta sư phó kia lão bất tử. Hừ, còn hành tẩu giang hồ, nhìn nàng bộ dạng này, đoán chừng tên ăn mày cũng làm không được, nếu không cũng không cần lại ta chỗ này không đi, nhìn nàng tối hôm qua kia tướng ăn, chí ít đều đói mấy ngày trở lên. Được được được, người tại cái này ngoan ngoãn trông tiệm đi, ta lên lớp đi. Ta đối thi ngôn căn dặn một phen về sau, liền về trường học. Liễu Đình sự tình đã triệt để kết thúc. Tiếc nuối duy nhất chính là không tìm được cái kia hàng đầu sư, nhưng ta luôn có dự cảm, về sau sẽ lần nữa gặp phải nàng. Trở lại trường học thời điểm, vừa vặn trên dưới buổi trưa khóa, còn không đi tiến phòng học, liền bị một bên Lâm Tuyết kéo đến đầu bậc thang bên kia nơi hẻo lánh. Ta nhìn Lâm Tuyết lén lén lút lút, cảm giác có chút kỳ quái, liền vội hỏi nàng chuyện gì xảy ra. Lâm Tuyết nhìn chung quanh, xác định không nhân tài hướng ta hỏi, Lâm Nguyên, người hôm nay nhìn tin tức sao? Ta lắc đầu, gần đây một mực đang bận bịu trong tiệm sự tình, làm sao có thời giờ nhìn tin mới gì, chẳng qua Lâm Tuyết như vậy thần bí, chẳng lẽ có cái gì không được tin tức. Ta thúc giục nàng có chuyện gì mau nói, không phải lão sư đều phải đến. Lâm Tuyết cũng không làm phiền, nhẹ giọng nói, ngươi còn nhớ rõ lần trước mấy tên lưu manh kia sao? Ta nhẹ gật đầu, biểu thị nhớ kỹ, mà lại ấn tượng còn rất sâu sắc, nếu như không phải ta dùng người giấy thuật cứu Lâm Tuyết, hậu quả khó mà lường được. Mấy người kia chết tại gian kia trong phòng hư mặt, chết mấy ngày. Tính toán ngón tay, giống như chính là gặp được chúng ta ngày thứ hai. Lâm Tuyết sâu kín nói, biểu lộ có chút kinh dị. Chết liền chết thôi, mấy người này cặn bã, chết sớm tốt qua chết muộn, chết sớm sớm đầu thai. Ta cười lạnh nói, không rõ vì sao Lâm Tuyết trên mặt sẽ có loại vẻ mặt này, chẳng qua lập tức ta lại hỏi, phá phòng ở. Chính là ngươi nuôi mèo cái gian phòng kia. Lâm Tuyết nhẹ gật đầu, đúng. Chính là gian kia, mà lại bọn hắn tử tướng rất khủng bố, mắt cùng trái tim đều bị móc xuống, cảnh sát tìm thật lâu đều không tìm được, đoán chừng còn muốn tiếp tục tại gian kia phòng ở điều tra, không biết mèo của ta có sao không, ta cũng không dám tới gần nơi đó,
sợ bị xem như người hiểm nghi. Nguyên lai Lâm Tuyết là đang lo lắng chuyện này, ta vội vàng an ủi nàng, gọi nàng không cần lo lắng, mèo đều là có 9 đầu mệnh, cái kia dễ dàng chết như vậy, đặc biệt là mèo hoang. Chẳng qua vừa nghĩ tới con kia màu trắng mèo, ta liền không tự chủ dùng mình một cái, nó cặp kia uyên ương mắt, ta cả một đời đều quên không được, nghĩ tới luôn có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, không biết con mèo kia cùng Lâm Tuyết nói chuyện này có quan hệ hay không. Khụ khụ, đúng vào lúc này, đột nhiên tại phía sau chúng ta truyền đến 2 tiếng ho khan, chúng ta vội vàng về sau nhìn, phát hiện chủ nhiệm lớp đứng đằng sau một mực hung hăng trừng mắt hai chúng ta nhìn. Hai người các ngươi ghi nhớ, hết thảy lấy học tập làm chủ, yêu sớm không thể được. Nếu như lại để cho ta bắt đến, vậy sẽ phải thông báo ra trường, trở về phòng học lên lớp đi thôi. Chủ nhiệm lớp nói. Nghe chủ nhiệm lớp vừa nói như vậy, Lâm Tuyết mặt lập tức biến thành đỏ rực chỉ quả, cúi đầu liền chạy tiến phòng học. Ta dựa vào, đây quả thực là thiên đại oan uổng a. Vừa rồi Lâm Tuyết chỉ là tại bên tai ta nói thì thầm, cũng không có ý tứ gì khác, không nghĩ tới bị cái này thời mãn kinh chủ nhiệm lớp hiểu lầm. Ta vừa định giải thích, nhưng chủ nhiệm lớp mắt chừng phải càng hung, làm sao? Không đạo hồi thất có phải là còn muốn rảo biện, vẫn là đối ta không phục, cũng kỳ quái, Lâm Tuyết làm sao sẽ thích ngươi chứ? Thành tích lại kém, dáng dấp nha. Ngừng ngừng ngừng, ta phục, đừng nói, ta hiện tại liền đi. Nói xong ta một đầu đâm vào phòng học, vĩnh viễn đừng hy vọng cùng nữ nhân giảng đạo lý, đặc biệt là nữ chủ nhiệm lớp. Sau khi tan học, ta đang nghĩ rời đi phòng học về ký túc xá, đúng vào lúc này, Trương Tiểu Mạn một đầu chân trắng dẫm tại ta trên ghế, không để ta rời đi. Làm sao giọt, Trương Đại Tiểu Thư, người đây là muốn đánh ta nha. Ta nhếch miệng, vẻ mặt khinh thường, chẳng qua nhìn một chút nàng kia dáng người, ta vẫn là nuốt một ngụm nước bọt. Ông trời tại sao phải đem như thế hoàn mỹ đồ vật cho một cái dạng này nữ nhân? Mù sao? Hừ, đánh ngươi, kia đều bẩn bản tiểu thư tay. Nhìn ngươi kia hèn mọn đôi mắt nhỏ, ta đều muốn đào ra tới, hừ. Trương Tiểu Mạn cười lạnh nói. Thôi đi, nhìn liền nhìn thôi, nói hình như ta chưa có xem đồng dạng. Ta thầm nói, nghĩ tới ngày đó tại Trương gia đem Trương Tiểu Mạn thân thể nhìn, ta liền có một loại chiếm thượng phong cảm giác. Ngươi nếu là dám nói lung tung, ta liền xé nát miệng của ngươi. Trương Tiểu Mạn ở trước mặt ta khoa tay lấy nắm đấm. Ta một tay nắm chặt quả đấm của nàng hất lên, được rồi, vô sự không đăng tam bảo điện, ngươi Trương Đại Tiểu Thư liền thu làm việc đều là ta tự mình đưa qua, ngươi có chuyện gì mau nói, ta rất bận rộn. Trương Tiểu Mạn đột nhiên lén lén lút lút hướng bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện không ai chú ý chúng ta đang đọc diễn văn về sau, mới đối với ta thấp giọng nói, linh dị xã bên kia có động tĩnh. Đêm nay liền sẽ có người tới cùng chúng ta giao tiếp, nếu như thuận lợi thông qua khảo nghiệm lời nói, chúng ta liền có thể tiến linh dị xã. Đêm nay mấy điểm? Đêm nay 9 điểm, trường học thao trường gặp, không cho phép đến trễ. Còn có, nếu như làm hư, ta ngươi nhất định phải bồi gấp đôi tiền, đồng thời tiệm của ngươi cũng đừng nghĩ mở đi, nghe rõ không? Trương Tiểu Mạn tay chỉ cái mũi của ta cảnh cáo nói. Biết rồi, dài dòng, ta liếc nàng một cái. Sau đó đẩy ra nàng quay đầu rời khỏi, không cần quay đầu lại nhìn, nàng hiện tại khẳng định là mặt mũi tràn đầy nộ khí, có lẽ toàn bộ trường học đều không người nào dám dạng này đối nàng, chẳng qua ta chính là tính bướng bỉnh, nghèo hèn không thể rời, uy vũ không khuất phục. Trở lại túc xá thời điểm, Lý Văn Hòa Triệu Nghị đột nhiên lén lén lút lút bu lại, một mặt thần bí nhìn ta. Ta dựa vào, hôm nay là cái gì ngày hoàng đạo, vì cái gì từng cái đều đối ta lén lén lút lút. Hai người các ngươi lại có chuyện gì? Ta tò mò hỏi. Lâm Nguyên, ngươi thật đúng là thật sự có tài, thành thật khai báo, là thế nào đem Lâm Tuyết lừa gạt đến tay? Trường học này truy Lâm Tuyết nhiều người đến trung đội trưởng rồng, người điều kiện như vậy có thể đuổi tới, quả thực kỳ tích a, đến cùng có cái gì bí tịch, nói cho ca môn nghe một chút. Lý Văn đối ta làm một cái cười tà biểu lộ. Ta dựa vào, các ngươi là làm sao biết? Phi, các ngươi là nghe ai nói? Phi. Cái gì gọi là ta điều kiện như vậy? Ta liền vội vàng hỏi, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, ta thật sự là tất chó. Lý Văn cười hắc hắc nói, loại chuyện này, làm sao có thể giấu được, tranh thủ thời gian thành thật khai báo, đến cùng là dùng thủ đoạn gì đem Lâm Tuyết đoạt tới tay. Đúng đúng, tranh thủ thời gian dạy một chút chúng ta, để chúng ta cũng tìm muội tử, độc thân nhiều đáng sợ. Trần Kiến cũng một mặt hèn mọn đối ta. Thật giống như ta đuổi kịp Lâm Tuyết phải dùng bên trên cái gì dơ bẩn thủ đoạn mới có thể có tay đồng dạng. Cút đi,
ta lúc nào nói cùng Lâm Tuyết cùng một chỗ, mù lên cái gì hống, đừng loạn truyền bát quái. Ta nói, thôi đi, thần khí cái gì, không nói thì không nói. Đúng, đuổi kịp Ban Hoa nhìn đem ngươi thần khí, người ta còn không phải muốn chơi một chút ngươi mà thôi, người khác làm sao lại coi trọng ngươi dạng này, cắt. Hai người trái một câu, phải một câu đối ta châm chọc, nói xong liền cơ hội phản bác cũng không cho ta một cái khinh bỉ ánh mắt liền chạy rơi. Hai người này từ ta đến cái túc xá này bắt đầu liền mắt chó coi thường người khác, một ngày nào đó, ta sẽ đem mặt của bọn hắn đánh cho ba ba vang, đem bọn hắn bản mặt nhọn kia giẫm tại dưới chân. Bởi vì đã thành thói quen, ta cũng không có quá đem hai người bọn họ để ở trong lòng, đến ban đêm nhanh lúc 9 giờ, ta liền mang theo gia hỏa, dựa theo ước định chạy tới trường học trên bãi tập. Lúc 9 giờ trường học thao trường vẫn là thật nhiều người, ta không dám quá lộ liễu, cúi lưng xuống tại bên cạnh du đãng. Đúng vào lúc này, đột nhiên lao ra hai cái bóng hình xinh đẹp đối ta hô nói, tới, bên này, uy, dừng đồ đần. Ta định chử xem xét. Hóa ra là Lâm Tuyết cùng Trương Tiểu Mạn, Trương Tiểu Mạn kia xấu bụng nữ, luôn lên cho ta đủ loại ngoại hiệu, nếu không phải thu nàng tiền, ta liền một cái búa đập chết nàng. Ta tiến tới về sau, Trương Tiểu Mạn còn oán giận nói, người thế nào muộn như vậy, thu tiền có thể hay không đúng giờ điểm. Ta xem xét thời gian, cách 9 điểm cũng còn có 2 phút đồng hồ, làm sao liền không đúng giờ rồi. Ta vừa định mở miệng phản bác, Trương Tiểu Mạn đột nhiên liền hung hăng giẫm ta một chân. Còn kịp thời dùng tay che miệng của ta, không để ta kêu đi ra. Làm sao, ngươi đối bản tiểu thư nói lời có ý kiến gì không? Trương Tiểu Mạn trừng mắt mắt to nói. Không có, không có. Ta vội vàng vò lấy bàn chân của mình, hảo nam không cùng nữ đấu, chỉ cầu tranh thủ thời gian kết thúc cuộc làm ăn này, dạng này ta liền có thể thiếu thụ điểm tra tấn. Tiểu Mạn, ngươi liền thiếu đi khi dễ một điểm Lâm Nguyên, hắn lại không có đến trễ, tại sao phải dẫm hắn? Lâm Tuyết đau lòng nhìn ta. Ai ai ai, nguyên lai nghe đồn là thật. Trương Tiểu Mạn lại là thở dài, lại là tiếc hận, thật sự là một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Ngươi sao có thể coi trọng loại này nhà quê đâu. Ta một chân này thật là không có phí công dẫm, khẳng định là cái này chết ra hỏa dùng cái gì quỷ kế bức ngươi đi vào khuôn khổ. Lâm Tuyết đột nhiên mặt đỏ lên, gắt giọng, nói bậy, chúng ta là trong sạch. Hừ, còn nói rõ trắng, ngươi mặt đều đỏ đến cổ cây. Trương Tiểu Mạn vội vàng mạnh mẽ trừng mắt ta, thật giống như ta không phải người tốt đồng dạng. Hai vị đại tiểu thư, ta có cái gì lưu đến sau này hãy nói được không? Ta hiện tại chỉ muốn đem chính sự giải quyết trở về đi ngủ, ta đã mấy ngày ngủ không ngon, hiện tại đầu đều lớn. Ta vội vàng thúc giục nói, Trương Tiểu Mạn loại tính cách này ma nữ trở xuống ghen, có ta dễ chịu, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác tốt một chút. Được rồi, trễ chút lại tính sổ với ngươi. Ngươi thấy đối diện cái kia động không có. Trương Tiểu Mạn chỉ vào thao trường đối diện bên kia nói. Thao trường bên trái là sân bóng, bên phải là sân bóng, đối diện là tennis trận phía sau thì là một cái lưới sắt tường vây, mà cái kia lưới sắt phía dưới thì có một cái lỗ nhỏ, vừa vặn có thể chứa một người thông qua. Cái kia động đã thật lâu, cũng không có tu bổ, không biết là ai làm nát, nhưng cái kia động đằng sau là một đầu tiểu câu cùng rừng cây, cơ bản không có người nào. Lưới sắt hạ cái kia động sao? Ta hỏi. Trương Tiểu Mạn nhẹ gật đầu, đúng, người kia hẹn chúng ta tại ngoài động đầu kia tiểu câu gặp mặt. Ngoá, cái này đen như mực, đến đó gặp mặt làm gì, hoang tàn vắng vẻ coi như không có gặp được người xấu, cũng sợ gặp phải rắn, côn trùng, chuột, kiến. Trương Tiểu Mạn lại trừng ta liếc mắt, vậy ngươi có đi hay là không? Hừ, đồ hèn nhát. Đi, tiền đều thu còn có thể sao, đi thôi hai vị tổ tông. Ta bất đắc dĩ nhún vai, thu người tiền tài, trừ tai họa cho người, lên núi đao xuống biển lửa cũng không phải đi nha. Ta mang theo hai người bọn họ cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua tennis trận đi vào lưới sắt tường trước, lúc này trên bãi tập ánh đèn đã chiếu không tới nơi này, chung quanh một mảnh đen như mực, ngẫu nhiên sẽ còn truyền đến một hai tiếng quỷ dị côn trùng kêu vang. Lâm Tuyết thật chặt dắt lấy cánh tay ta, giống như có chút sợ hãi, Lâm Nguyên, đây là cái gì trùng gọi, thanh âm tốt làm người ta sợ hãi. Ta nhìn một chút lưới sắt bên ngoài, nơi đó trồng một mảng lớn cây trúc, côn trùng thanh âm chính là ở nơi đó truyền tới. Đó cũng không phải côn trùng, mà là một loại cùng ếch xanh dáng dấp rất giống đồ vật, chúng ta quê quán gọi trúc thanh quỷ, nghe nói chỉ có kia phiến cây trúc treo cổ qua người mới có loại kia động vật. Ta sâu kín nói, a, không thể nào, người đừng dọa ta, trường học bên ngoài hẳn không có treo cổ qua người.
Lâm Tuyết dọa đến hít vào một ngụm khí lạnh, kém chút hét lên, thân thể nàng dán thật chặt cánh tay của ta, để ta có một loại cảm giác rất thoải mái. Lăn, còn dám làm chúng ta sợ nhà Tiểu Tuyết, ta một bàn tay đem ngươi đập tới trong khe đi. Trương Tiểu Mạn lấy ra ba con nhỏ đèn pin, sau đó đối ta một trầu thoá mạ. Ta gãi đầu một cái, một trận cười khổ, bởi vì việc này, ta thật không có lửa các nàng. Ta tiếp nhận đèn pin, sau đó dẫn đầu chui ra lưới sắt hạ động, lại đem hai người bọn họ lưu luyến nhận lấy. Ra đến ngoài động, phía dưới chính là đầu kia tiểu câu sớm đã khô cạn, một điểm nước đều không có, vượt qua tiểu câu đằng sau chính là một rừng cây cùng cây trúc, nơi đó một mảnh đen như mực, nhìn qua quái khủng bố, một trận gió thổi qua đến, cây cối điên cuồng đong đưa, liền như là quần ma tại loạn vũ, dùng đèn pin hướng kia vừa chiếu, ngược lại có loại quỷ ảnh âm u tĩnh mịch cảm giác. Trương Tiểu Mạn, ngươi không phải nói tiểu câu hạ gặp mặt sao? Làm sao còn không thấy người? Chẳng lẽ gặp mặt gia hỏa này cũng đến trễ rồi? Ta cầm đèn pin hướng tiểu câu phía dưới lắc, thế nhưng lại không nhìn thấy một người. Không biết, dù sao hắn nói là ở đây gặp mặt. Trương Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết cũng bắt đầu giơ đèn pin hướng tiểu câu phía dưới chiếu. Được rồi, đi thôi, cái này người rõ ràng cùng ngươi đùa giỡn đâu, nào có người tại loại này đen thui địa phương đụng đầu, nhanh đi về ngủ đi. Ta ngáp một cái, đang chuẩn bị rút về đi, ước định 9 điểm, cái này đều 9 điểm 15 phân, muốn tới sớm đến. Ngươi dám, Trương Tiểu Mạn đột nhiên đối ta nổi lên, vặn lấy lỗ tai ta chính là 180 độ xoay tròn. Ta không đi, không đi, ngươi mau buông tay, nữ ma đầu. Ta đau oa oa trực khiếu, đợi nàng buông tay thời điểm, đã đỏ đến cùng thịt kho tàu tai lợn đồng dạng. Đúng vào lúc này, đột nhiên Lâm Tuyết gọi một tiếng. Các ngươi nhìn tiểu câu kia có một cái hố nhỏ, bên trong giống như ngồi xổm người. Nghe vậy ta cũng cùng Trương Tiểu Mạn đồng thời giơ tay lên đèn pin nhìn lại, phát hiện thật là có người ngồi xổm ở vậy, vậy người dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, hố lại lớn lại thâm sâu, chúng ta vừa rồi trong lúc nhất thời đều không có chú ý tới, mà lại hắn gục ở chỗ này giống như ngủ, không nhích động chút nào. Cái này đến cùng là cái gì nhân tài, ở loại địa phương này đều có thể ngủ. Lại nói hắn tại sao phải trốn đến cái kia trong hố đi, chẳng lẽ hắn đầu óc có hố? Xem ra cái này linh dị xã là cái gì quái nhân đều có. Ta đối người kia thổi hai tiếng huýt sáo, ngay từ đầu hắn không có có phản ứng gì, một lát sau hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, chúng ta ba một tay đèn pin vội vàng hướng chuẩn hắn mặt, hắn lập tức vô ý thức dùng tay ngăn trở mắt. Uy, ba người các ngươi làm gì? Nghĩ lóe mù mắt của ta à? Tranh thủ thời gian xuống tới, đừng bị người phát hiện. Người kia đối với chúng ta ba phất phất tay. Dáng người như thế thấp bé, ta còn tưởng rằng là cái nữ hài tử, không nghĩ tới thế mà là cái nam, cái này khiến ta có chút trở tay không kịp. Không có cách, đã gọi dưới, vậy liền xuống đi, ta vịn hai người bọn họ cẩn thận từng ly từng tí hạ tiểu câu, sau đó chậm rãi hướng cái kia ải tử tới gần. Hắc đại ca, ngươi tránh trong hố làm gì? Chúng ta còn kém chút nhìn không thấy ngươi đây. Trương Tiểu Mạn hỏi. Ải tử trả lời. Chúng ta linh dị xã làm việc quỷ mật, đương nhiên là cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, không nghĩ tới cái này hố còn thật thoải mái, nấp tại cái này ngủ. Ải tử vừa nói, mắt thế mà còn liếc qua Trương Tiểu Mạn dáng người cùng Lâm Tuyết cặp kia cặp đùi đẹp, thần sắc mừng thầm dáng vẻ. Ta nghe Trương Tiểu Mạn gọi hắn Hắc đại ca, hẳn là cái này ải tử họ Đen. Cái này ải tử hoàn toàn chính xác mặc vào một thân đen, nếu như không có đèn pin chiếu xạ, đoán chừng đều có thể dung nhập trong bóng đêm. Không hơn trăm nhà họ bên trong hẳn không có người họ Đen a. Chẳng lẽ là ít thấy họ? Uy, ải tử, người họ Đen a. Ta tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Ải tử trợn mắt nhìn ta một cái, sau đó hướng Trương Tiểu Mạn hỏi, Tiểu Mạn, tiểu tử này là ai? Ngươi không phải nói chỉ có hai người các ngươi sao? Ách, hắn là lâm thời theo tới, nể tình ta, ngươi liền thu nhiều một cái nha. Trương Tiểu Mạn đối ải tử trừng mắt nhìn, lập tức đem ải tử điện không phân rõ phương hướng. Ha ha, có thể, chẳng qua về sau muốn nói với ta, dù sao có một số việc ta cũng không thể tự tiện làm chủ, muốn cho hội trưởng biết, ta phải bị trừng phạt. Ải tử nói, còn nhẹ miệt trừng ta liếc mắt, sau đó thầm nói, để hắn đi theo đi, chờ xuống đừng dọa tè ra quần là được. Uy, ải tử, người vẫn chưa trả lời ta vừa rồi vấn đề đâu. Ta không buông tha mà hỏi. Ải tử hừ lạnh một tiếng, chờ ngươi qua cửa thứ nhất hỏi lại đi, thứ không biết chết sống. Khi ngươi thật nhìn thấy quỷ thời điểm, đoán chừng dọa đến cha mẹ đều không nhận ra, muốn làm hộ hoa sứ giả, cũng không cân nhắc một chút chính mình.
thật nhìn thấy quỷ thời điểm, cái đồ chơi này ta giống như gặp qua mấy lần a. Uy, ải tử, vậy ngươi mau nói chúng ta cửa thứ nhất là cái gì? Sự hăng hái của ta đột nhiên bị sâu lên, ta hiện tại thật muốn biết cái này linh dị xã đều ra chút vấn đề nan giải gì. Ải tử lại hừ lạnh một tiếng, đừng nóng vội, ngươi có hay không mang nhiều một đầu quần? Mang nhiều một đầu quần, làm gì, ta nghi ngờ hỏi. Hắc hắc, ta sợ ngươi dọa nước tiểu, trước đó có bao nhiêu người tại cửa thứ nhất liền đem quần đều dọa ẩm ướt, ngươi vẫn là chuẩn bị sẵn sàng đi. Nói xong ải tử lại đối Trương Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết nói, hai vị mỹ nữ, nếu như đến lúc đó sợ hãi, liền gọi ta danh tự, ta nhất định đi lên bảo hộ hai vị mỹ nữ, coi như cho hội trưởng trừng phạt, ta cũng nguyện ý. Ải tử đối Trương Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết hèn mọn cười một tiếng. Không cần, Hắc đại ca, người mau nói một chút cửa thứ nhất là cái gì sao? Lâm Tuyết cùng Trương Tiểu Mạn đồng thời nói, hai người đều lộ ra không sợ người khác làm phiền biểu lộ, nếu như không phải còn muốn cùng hắn thương lượng, lấy Trương Tiểu Mạn tính tình, đoán chừng cái này tiểu câu chính là ải tử phần mộ. Ải tử tại hai người bọn họ kia không chiếm được chỗ tốt, lúng túng sờ sờ mũi, các ngươi nhìn thấy tiểu câu phía trên mảnh rừng cây kia sao? Chính là có cây trúc kia địa. Sau đó thì sao? Tại rừng cây cuối cùng, có một con tiểu hồng kỳ, các ngươi xuyên qua, cầm tới hồng kỳ lại xuyên trở về, coi như các ngươi thông qua khảo nghiệm. Ải tử sau khi nói xong, lộ ra quỷ mị cười một tiếng. Đây không phải rất đơn giản sao? Lâm Tuyết ngây thơ nói. Ta rên khẽ một tiếng, Lâm Tuyết quá ngây thơ, chỉ bằng ải tử cái này nụ cười quỷ dị, liền biết trong rừng cây bên cạnh khẳng định có cái gì đồ vật. Ba vị, chúc các ngươi may mắn, hai giờ nếu như không có trở về. Coi như các ngươi thất bại, đến lúc đó ta lại đi rừng cây mang các ngươi ra tới, đi thôi. Ải tử lại bắt đầu nấp tại trong hố một bên, đoán chừng lại muốn ngủ ngon. Ta không nói gì thêm, mà là tại phía dưới đem Lâm Tuyết cùng Trương Tiểu Mạn đỉnh đi lên, mặc kệ rừng cây này có cái gì, ta một điểm cũng không sợ, ngược lại có chút nhỏ hưng phấn cùng tò mò. Ngay tại ta đỉnh Lâm Tuyết cùng Trương Tiểu Mạn thời điểm, ải tử ở phía sau phát ra chật 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 thanh âm, ta vội vàng vểnh tai lắng nghe. Nghe được ải tử tại nói thầm, chật chật chật, vóc người này, chật chật chật, chờ xuống các nàng gọi ta cứu mạng thời điểm, khẳng định phải thật tốt chiếm các nàng tiện nghi, loại cơ hội này cũng không nhiều. Ải tử lúc nói, thanh âm phi thường thấp, coi như ta vểnh tai cũng chỉ là hơi nghe bộ phận, rất nhiều lời đều là chính ta bổ sung ra tới, nhưng phần lớn đều là nguyên ý nghĩ. Nghe hắn, ta lập tức minh bạch tiểu tử này ý đồ. Hóa ra là nghĩ thừa dịp Lâm Tuyết cùng Trương Tiểu Mạn tiến rừng cây bị hoảng sợ thời điểm chiếm tiện nghi, người tại cực độ sợ hãi cùng sợ hãi thời điểm, là có thể để cho người ngoài muốn làm gì thì làm, cái này ải tử đoán chừng làm không ít cái này sự tình, chẳng qua hắn tính toán đánh sai, có ta ở đây, hắn cũng chỉ có thể làm nhìn qua, một điểm đậu hũ cũng đừng nghĩ ăn vào, may mắn ta tại, không phải còn không biết sẽ chuyện gì phát sinh. Ta cùng hai người bọn họ vượt lên về phía sau, liền thấy trước mắt một mảng lớn rừng cây. Ba cái tay đèn pin đi đến chiếu thời điểm, thế mà còn là một chút đồ vật đều không nhìn thấy, giống như tia sáng bị thôn phệ đồng dạng, cây cối bên cạnh top 5 top 3 liền có trồng mấy cây cây trúc phía trên y nguyên có trúc thanh quỷ đang gọi. Lâm Tuyết không biết vì cái gì, đột nhiên bắt đầu sợ hãi, gắt gao kéo lại cánh tay của ta không chịu buông ra, Trương Tiểu Mạn mặc dù ngượng ngùng nhưng lại dắt lấy ta sau góc áo, để ta đi đường đều có chút khó khăn. Không phải, hai người các ngươi làm gì à? Còn không có tiến rừng cây liền sợ hãi, làm sao tiến linh dị xã a? Ta nói. Không phải, chẳng lẽ ngươi vừa rồi không thấy được sao? Lâm Tuyết sâu kín nói, ta quay đầu lại nhìn Trương Tiểu Mạn, nàng cũng một mặt tái nhợt. Vật gì, ta không thấy được a? Ta một mặt mờ mịt, vừa rồi cái kia có đổ vật gì? Vừa rồi có cái tiểu hài từ cái này trong rừng cây đi tới, ta nhìn nhiều rõ ràng. Lâm Tuyết nói nghiêm túc. Tiểu hài. Địa phương quỷ quái này ban đêm ai sẽ đến, chớ nói chi là tiểu hài, tiểu tuyết, ngươi cũng đừng làm ta sợ. Trương Tiểu Mạn nói, đi thôi, các ngươi sợ nhắm mắt lại đi theo ta đi liền tốt, nếu là khảo nghiệm, kia nơi này liền khẳng định không đơn giản. Ta bắt đầu kéo lấy hai người bọn họ chậm rãi hướng trong rừng cây đi đến. Hai người bọn họ mặc dù có chút sợ hãi, nhưng vẫn là đưa cổ hướng xung quanh nhìn, đèn pin nhoáng một cái, nhìn ta hoa mắt. Đi vào rừng cây nhỏ về sau, phát hiện bên trong có rất nhiều tiểu động vật thi thể, ví dụ như mèo hoang cái gì, nhưng cũng không bốc mùi, có một ít lá rụng che giấu, liền sợ chân đạp đi lên, vậy thì có điểm buồn nôn, cho nên chúng ta ba cái đều cẩn thận đi tới, sợ mình chúng chiêu.
Bệnh tâm thần, làm gì chọn loại địa phương này, thật buồn nôn. Trương Tiểu Mạn bắt đầu oán trách. Được rồi, cái này linh dị xã thế nhưng là tự ngươi nói muốn gia nhập, hiện tại mới cửa thứ nhất liền oán trời oán rồi. Ta nói. Trương Tiểu Mạn hừ một tiếng, vậy ta hiện tại hối hận được hay không? Dựa vào, cái này xấu bụng đại tiểu thư, thần cũng là ngươi, quỷ cũng là ngươi. Ta liền tham chơi vui, không nghĩ tới gia nhập cái này linh dị xã cần trải qua phức tạp như vậy kinh khủng khảo nghiệm. Trương Tiểu Mạn tiếp tục bĩu môi oán trách. A, à, đột nhiên, đứng chúng ta bên cạnh Lâm Tuyết phát ra rít lên một tiếng, dọa đến hai chúng ta khẽ run rẩy. Trương Tiểu Mạn càng là vô ý thức ôm lấy bên cạnh một cái cây. Ai nha, má ơi, hù chết ta. Kịp phản ứng Trương Tiểu Mạn vội vàng nhìn về phía Lâm Tuyết, hỏi xảy ra chuyện gì. Lâm Tuyết chỉ phía trước kia một mảnh cây trúc nói, ta vừa rồi trông thấy một gốc cây trúc thắt cổ một người. Ta nghe vội vàng hướng vừa rồi Lâm Tuyết nói cái chỗ kia nhìn lại, nhưng nàng nói cây kia cây trúc bên trên cái gì cũng không có. Những trúc này không biết có phải hay không là hoang dại, đông một gốc tây một gốc sinh ở trong rừng cây một bên, thỉnh thoảng sẽ có mấy cây sinh ở cùng một chỗ, góp thành một mảnh khu rừng nhỏ, vậy cũng là hơi đặc biệt hiện tượng. Lâm Tuyết, người có phải hay không thụ ta vừa rồi ảnh hưởng, kỳ thật trúc thanh quỷ cái kia thuyết pháp chỉ là truyền thuyết, cây trúc lệch mềm, sẽ rất ít có người tại cây trúc phía trên thắt cổ, người nhìn chung quanh nơi này đều là cây, muốn sâu cũng sâu trên cây A. Ta vội vàng an ủi Lâm Tuyết nói. Nhưng lúc này ta phát hiện Lâm Tuyết trên trán tất cả đều là mồ hôi, sắc mặt khó coi. Lâm Tuyết, người đến cùng làm sao rồi? Không thoải mái sao, nữ sinh mỗi tháng đều có vài ngày như vậy, ta có thể lý giải. Lúc này Lâm Tuyết mới ấp úng nói ra nguyên nhân, kỳ thật, cái này rừng cây nhỏ trước kia có cái cố sự, ta vừa rồi một mực không dám nói, sợ hù dọa các ngươi. Cố sự, cái gì cố sự, nói ra nghe một chút, ta liền vội vàng hỏi. Cố sự này nghe nói là chân thực phát sinh, các ngươi khẳng định muốn nghe sao? Lâm Tuyết lại một lần nữa hỏi. Trương Tiểu Mạn nuốt một ngụm nước bọt, dùng đèn pin quét bốn phía một cái sau đó mới lên tiếng, ngươi. Ngươi nói nha, chúng ta đang nghe. Lâm Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán mới bắt đầu cho chúng ta nói cái kia chân thực cố sự. Nghe nói, cánh rừng cây này sớm tại trường học không xây thời điểm liền tồn tại, nhưng nơi này không phải rừng cây nhỏ. Mà là một mảnh rừng trúc. Có một ngày, một đứa bé trai không biết bởi vì cái gì sự tình đắc tội một đám ác bá, đám kia ác bá về sau cực kỳ tàn ác đem cậu bé treo ở cây trúc bên trên tìm niềm vui. Bởi vì cây trúc lệch mềm, cho nên bọn ác bá liền không có phi thường lưu ý, nhưng cuối cùng lại đem cái kia cậu bé treo cổ tại cây trúc phía trên. Cậu bé từ nhỏ đã cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, nó thân nhân của hắn đều đã qua đời, cậu bé phụ thân biết sau chuyện này, thương tâm gần chết. Lập tức báo quan, phát thệ muốn báo thù cho con trai. Để người tiếc hận là, đám kia ác bá cũng sớm đã mua được quan địa phương, cậu bé phụ thân nghèo, căn bản đấu không lại đám kia ác bá, cái này lên kiện cáo cũng liền không giải quyết được gì. Cậu bé phụ thân càng nghĩ càng giận, dù sao thân nhân duy nhất đã bị giết chết, mình cũng không muốn sống, thế là hắn không thèm đếm xỉa, đem kia một đám ác bá đều từng cái âm thầm giết chết. Báo xong thù về sau, cậu bé phụ thân tự biết khó thoát. Thế là cũng treo cổ tại cái rừng trúc kia bên trên. Về sau, mảnh này rừng trúc ban đêm liền thường xuyên nghe thấy một đôi phụ tử vui đùa ầm ĩ âm thanh, ban đêm không còn có người dám trải qua địa phương này, liền ban ngày, mảnh này rừng trúc cũng là âm trầm trầm. Có một ngày ban đêm, một cái nam nhân uống lớn liền trải qua mảnh này rừng trúc, về sau hắn trông thấy một cái nam nhân treo ở cây trúc bên trên, chân nhoáng một cái, liền cùng nhảy dây đồng dạng, còn đối hắn khoát tay chào hỏi. Dọa đến nam nhân kia rượu lập tức liền tỉnh hơn phân nửa, như bay thoát đi rừng trúc. Sau khi trở về, nam nhân đem chuyện này cùng người trong thôn nói, thôn trưởng nghĩ rừng trúc tà môn như vậy, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, thế là hắn triệu tập người, đem cái rừng trúc kia toàn chặt, sau đó trồng lên cây. Ngày qua ngày, năm qua năm, những cái kia cây toại nguyện trưởng thành một rừng cây nhỏ, có thể để người kỳ quái là, trong rừng cây bên cạnh thế mà còn rất dài ra cây trúc. Chỉ là không còn giống như trước kia, mà là đông một gốc tây một gốc mọc ra, như là hoang dại. Mặc dù trong rừng cây mọc ra cây trúc, nhưng chuyện quỷ dị lại cũng chưa từng xảy ra, chẳng qua ban đêm lại có một ít trúc thanh quỷ ở phía trên mù kêu to, rất là đáng ghét. Về sau nơi này xây trường học về sau, rừng cây nhỏ cũng không có bị chặt, lưu lại tịnh hóa hoàn cảnh, nhưng bởi vì nơi này hoang tàn vắng vẻ, nhìn lại làm người ta sợ hãi, cho nên có rất ít người tới.
Nghe xong Lâm Tuyết cố sự về sau, Trương Tiểu Mạn thổi phù một tiếng liền cười, đồ ngốc, như loại này cố sự, trong trường học lưu truyền không có 1.000 cũng có mấy trăm a, người không cần khẩn trương như vậy a. Thế nhưng là, Lâm Tuyết vẫn là một mặt sợ hãi, thế nhưng là ta vừa rồi thật trông thấy một đứa bé trai chạy tới, đồng thời có cây cây trúc bên trên, thật sâu một cái nam nhân. Lâm Tuyết nói, ta xem là cái kia cố sự ảnh hưởng đầu óc của ngươi, ngươi bây giờ đều đã xuất hiện ảo giác. Trương Tiểu Mạn dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm một chút Lâm Tuyết đầu. Được rồi, các ngươi chớ quấy rầy nhau nhau, nhanh đi đem con kia tiểu kỳ cầm về cho hắn, cái gì đều giải quyết. Ta nói, sau đó chỉ phía trước, các ngươi đi trước, ta tại các ngươi sau lưng, dạng này các ngươi không sợ đi. Tùy ngươi, Trương Tiểu Mạn lôi kéo Lâm Tuyết nhanh chân hướng rừng cây nhỏ phía trước đi đến. Chẳng qua hai người bọn họ vẫn là sẽ ngẫu nhiên quay đầu nhìn một chút ta, sợ ta không gặp. Đi đến trong rừng cây nhỏ ở giữa thời điểm, đã nhìn không thấy cây trúc, chẳng qua có rất nhiều mạng nhện, quấn chúng ta một mặt đều là, Lâm Tuyết trừ dùng giấy sát chính mình mặt, sẽ còn cẩn thận giúp ta sát, làm cho ta quái ngượng ngùng. Lúc này sắp liền dẫn tới Trương Tiểu Mạn bất mãn, nàng phồng lên miệng oán giận nói, Tiểu Tuyết, người bất công, hừ, người quả nhiên vẫn là biến. Nói xong còn dậm chân một cái, Trương Tiểu Mạn người này cũng chỉ có tại Lâm Tuyết trước mặt mới có thể nũng nịu. Đúng vào lúc này, đột nhiên có một con tái nhợt tay từ trên cây duỗi xuống dưới, sau đó đưa qua một trang giấy. Trương Tiểu Mạn vô ý thức tiếp nhận giấy, sau đó sát mấy lần mặt, nhưng qua mấy giây sau, nàng lập tức liền phản ứng lại. Má ơi, cái này ai đưa cho ta giấy? Trương Tiểu Mạn dọa đến đem giấy quăng ra, bay nhào tới ôm lấy Lâm Tuyết. Các ngươi vừa rồi có nhìn thấy hay không, có đồ vật, Trương Tiểu Mạn dọa đến lời nói đều nói không rõ ràng. Trông thấy, có một con tái nhợt tay từ trên đầu ngươi duỗi xuống tới. Ta sâu kín nói, cái tay kia có duỗi nhiều nhanh, mà lại là trên tàng cây duỗi xuống tới, nhìn lớn nhỏ tựa như là một đứa bé tay, cái này hơn nửa đêm, hẳn không có cái nào tiểu hài dám ở chỗ này đùa ác a. Lâm Tuyết cùng Trương Tiểu Mạn thật chặt ôm lại với nhau, hai người đều cực kỳ sợ hãi. Sắc mặt có chút tái nhợt. Lâm Nguyên, không bằng chúng ta đi thôi, nơi này khả năng có mấy thứ bẩn thỉu. Lâm Tuyết đã đem gia nhập linh dị xã sự tình ném sau ót. Đừng hốt hoảng, có ta ở đây, đến đều đến, cứ như vậy ra ngoài sẽ cho cái kia ải tử cho cười. Ta vừa nói đi tới, đem vừa rồi tờ giấy kia nhặt lên, nhìn kỹ về sau, phát hiện cũng không phải là giấy trắng, mà là một gương mặt da, cái này là tiểu hài tử da mặt, nơi tay đèn pin chiếu xạ. Dị thường làm người ta sợ hãi. Lâm Tuyết nói cái kia cố sự khả năng xác thực, chẳng qua linh dị xã đã đem nơi này làm thành cái thứ nhất khảo nghiệm quan, vậy đã nói rõ nơi này hẳn không có nguy hiểm, nhưng vì đạt tới khảo nghiệm mục đích, vậy trong này nhất định phải rất khủng bố, khả năng kiểm tra những người kia đảm lượng, tổng kết cái này mấy điểm tăng thêm Lâm Tuyết nói cái kia cố sự, đáp án rất rõ ràng, nơi này có mấy thứ bẩn thỉu, nhưng cũng sẽ không hại người. Ta quấn vừa rồi gốc cây kia đi một vòng. Phát hiện dưới cây rơi rất nhiều vỏ cây, ta tay mò tại trên cành cây, cảm giác cây bên trong giống như có chút không, ta dùng tay mạnh mẽ cởi xuống một khối lớn vỏ cây, phát hiện bên trong thân cây thế mà là màu xanh, ta dùng đèn pin cẩn thận quan sát mới biết được, cây này bên trong thế mà còn bao lấy một gốc cây trúc. Cây bên trong cây liền đã rất kỳ lạ, có thể nói là trăm năm khó gặp một lần, cây bên trong trúc có thể nói là chưa từng nghe thấy, chỉ có thể dùng quỷ dị để hình dung. Hi hi, hi hi. Đột nhiên từ trên cây truyền đến một tiếng tiểu hài tử tiếng cười. Nếu như tại bình thường, nghe được đáng yêu như thế tiểu hài tử tiếng cười, vậy khẳng định là tiến lên hung hăng bóp một chút mặt của hắn, sau đó lại hôn một cái, nhưng ở loại địa phương này nghe được, chỉ còn lại dùng mình. Nghe được tiếng cười về sau, ta vô ý thức ngẩng đầu hướng trên cây xem xét, lập tức liền đối mặt một tấm tái nhợt khuôn mặt nhỏ, còn thử lấy răng đối ta cười. Ta dựa vào, đột nhiên xuất hiện cái dạng này đồ chơi. Ta vô ý thức hô một câu. Ca ca, ta cào ta ngứa quá a. Kia khuôn mặt nhỏ nhắn biến mất về sau, trên cây lại truyền xuống một câu kỳ quái lời nói. Ta sợ mình nghe lầm, vội vàng nhìn về phía Lâm Tuyết hai người bọn họ hỏi, các ngươi vừa rồi có nghe được cái gì thanh âm cùng thấy cái gì đồ vật sao? Hai người bọn họ đồng thời lắc đầu, biểu thị không thấy gì cả, đồng thời thúc giục ta đi nhanh lên. Ta một quyền đánh vào gốc cây kia bên trên, sau đó nói, đừng nóng vội. Cây này có đồ vật, chờ ta thu thập lại nói. Ta nắm đấm vừa dứt dưới, cây bên trong lập tức phát ra thanh âm kỳ quái, nghe để người có chút hù tai, lỗ tai giống như bị kim đâm đồng dạng,
sau đó cây cùng muốn vỡ ra đồng dạng, có cái gì muốn phá cây mà ra. Ta nắm đấm vừa dứt dưới, cây bên trong lập tức phát ra thanh âm kỳ quái, nghe để người có chút ù tai, lỗ tai giống như bị kim đâm, sau đó cây cùng muốn vỡ ra đồng dạng, có cái gì muốn phá cây mà ra, dọa đến ta cùng Lâm Tuyết các nàng đều vội vàng tránh ra, sợ cây này bên trong toát ra đến cái gì cổ quái đồ chơi. Một lát sau, thanh âm kỳ quái liền biến mất, trước mặt ta cây cối vỡ ra một cái khe lớn, ta dùng đèn pin đi đến chiếu, trông thấy một gốc màu xanh cây trúc lớn giấu ở bên trong. Ai, kỳ quái, cây này bên trong làm sao dài một gốc cây trúc? Quá kỳ quái đi, ta còn là lần đầu tiên thấy a. Nói Trương Tiểu Mạn liền nghĩ đưa tay đi sờ, nhưng bị ta kịp thời ngăn lại. Đừng nhúc nhích, cây này có gì đó quái lạ. Ta vội vàng quát, nếu như ta không có đoán sai, cây này có mấy thứ bẩn thỉu. Vừa rồi tấm kia mặt tái nhợt cùng tay nhỏ bây giờ suy nghĩ một chút còn có chút nghĩ mà sợ. Ta như vậy một hô, dọa đến Trương Tiểu Mạn lại lui về vị trí cũ, co đầu rụt cổ hướng trên cây nhìn, đèn pin không ngừng chiếu vào cây bên trong cây trúc. Chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi, nơi này thật quỷ dị, ta toàn thân đều nổi da gà. Lâm Tuyết vội vàng thúc giục. Ta phất phất tay, ra hiệu nàng đừng vội, cây này có khả năng cùng Lâm Tuyết trước đó nói cái kia cố sự có quan hệ. Cây bên trong dài trúc, thế nhưng là trước nay chưa từng có việc lạ, ta ngược lại muốn xem trên ngọn cây này mặt cất giấu cái gì đồ chơi. Ta từ trên thân móc ra một cái nhỏ bát quái kính, đem nhỏ bát quái kính đặt tại đèn pin quang kính bên trên, đèn pin quang lập tức dọc theo bát quái kính chiếu xạ ra tới, chiếu vào trên cây thời điểm, hình thành một cái bát quái hình dạng. Lâm Nguyên, ngươi muốn làm gì? Vì cái gì tay ngươi đèn pin quang biến thành bát quái hình? Lâm Tuyết không hiểu hỏi. Nắm vững làm chúng ta đứa trẻ kia tìm cho ra, ta trả lời. Ta vừa mới dứt lời, Trương Tiểu Mạn thân thể bắn ra, sợ hãi chu vi nhìn, tiểu hài, làm sao? Làm sao? Trên cây, ta sâu kín nói. Sau khi nói xong, ta không để ý tới các nàng nữa hai cái, miệng lẩm bẩm nói âm dương sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái chiếu hạo nguyệt, quỷ quái không ẩn trốn. Đợi ta sau khi nói xong. Bát quái hình dạng đột nhiên biến lớn hai lần, ta vội vàng dùng bát quái quang trên tảng cây bốn phía chiếu vào, nhưng ta chiếu hoàn chỉnh cái cây, đều không có phát hiện có bất kỳ mấy thứ bẩn thỉu. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là ta lo ngại rồi, là ta thần kinh quá khẩn trương cho nên sinh ra ảo giác. Không có khả năng, vừa rồi ta rõ ràng trông thấy một tấm tái nhợt khuôn mặt nhỏ, chẳng lẽ là bởi vì cái này bát quái kính mất linh. Không có khả năng, cái này quỷ hẳn là không mãnh. Coi như dùng phổ thông tấm gương hơi thi đạo thuật đều có thể đem hắn soi sáng ra đến, càng đừng đề cập chiếu lượt âm dương bát quái kính. Đúng, cây trúc, cất giấu bên trong cây trúc còn không có chiếu. Đột nhiên nhớ tới về sau, ta vội vàng đem bát quái kính chiếu hướng cây bên trong cây trúc. Làm bát quái kính quang xuyên thấu cây cối chiếu sau khi đi vào, ta nhìn thấy một cái màu trắng cái bóng treo ở cây trúc phía trên, kia là một đứa bé, một đôi chân nhỏ còn tại không ngừng giãy giụa. Biết ta phát hiện hắn về sau, hắn vội vàng thuận cây trúc leo đến trên cây, nhưng leo đến ngọn cây về sau, hắn rốt cuộc không chỗ có thể trốn, coi ta bát quái kính tia sáng soi sáng trên người hắn thời điểm, hắn rõ ràng có chút sợ hãi, ngồi xổm ở trên nhánh cây mặt run lẩy bẩy. Là cái kia treo cổ tại cây trúc phía trên cậu bé. Nếu như là quỷ thắt cổ, như vậy hắn muốn tìm tới kẻ chết thay mới có thể đi đầu thai, trừ phi có người vì hắn siêu độ. Ta hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì cây bên trong hội trưởng một gốc cây trúc, cái này cây trúc là cậu bé treo cổ kia một gốc, chỉ cần cậu bé âm hồn bất tán, vậy coi như đem cây trúc chém nứt 1000 lần, nó cũng vẫn là sẽ dài ra, dù cho trước đó vị trí này đã dài một cái cây, nó cũng sẽ phá cây mà ra, xem ra Lâm Tuyết giảng cái kia cố sự, gần như 89/10. Làm sao rồi, Lâm Nguyên, ngươi có phải hay không nhìn thấy cái gì? Lâm Tuyết khẩn trương hỏi. Nàng hẳn là trông thấy ánh mắt của ta có chút không đúng. Trên cây có mấy thứ bẩn thỉu, ta sâu kín nói. A, ở chỗ nào, ở đâu, Trương Tiểu Mạn sợ hãi nhìn chung quanh, nàng cũng thuận ta bát quái kính vị trí nhìn lại nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, bởi vì nàng không có niệm chú, mà lại không có một chút đạo hành người, niệm chú cũng chỉ là y dạng họa hồ lô, không có cái gì chứng dùng. Hù dọa chúng ta a, Lâm Nguyên, người cái này hỗn đản. Trên cây rõ ràng cái gì cũng không có. Trương Tiểu Mạn chỉ vào cái mũi của ta mắng. Ta không có lừa các ngươi, là tên tiểu quỷ, không cần sợ. Ta trả lời. Tiểu quỷ, ngươi là thế nào chết? Ta đối trên cây cái kia bóng trắng hỏi. Ta là bị một đám ác bá tươi sống sâu chết ở chỗ này,
ta đã vây ở trên ngọn cây này rất nhiều năm, một mực không thể đầu thai, van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi, ta không phải cố ý hù dọa các ngươi, chỉ là ta một người quá nhàm chán, muốn cùng ca ca tỷ tỷ nhóm chơi một chút. Đột nhiên từ trên cây truyền thừa một đứa bé thanh âm, đem Lâm Tuyết cùng Trương Tiểu Mạn dọa kêu to một tiếng, phát ra tiếng thét chói tai kém chút liền đem bên tai ta chấn điếc. Ta vội vàng đối bọn hắn làm một cái ra dấu im lặng, ra hiệu các nàng không được ầm ĩ, thanh âm này nếu như bị trường học người bên kia nghe thấy, thật đúng là coi là nháo quỷ. Hai người các ngươi ngậm miệng, lại nhao nhao ta thả quỷ cắn các ngươi. Ta đe dọa, dọa đến hai người bọn họ ngoan ngoãn ngậm miệng. Uy, tiểu quỷ, đám kia ác bá tại sao phải treo cổ ngươi, ngươi một đứa bé, làm sao lại đắc tội bọn hắn? Ta tò mò hỏi. Ai, cái kia bóng trắng thật dài thở dài một hơi, thanh âm phi thường u oán. Bọn hắn chế giễu ta không có ma ma, còn nói mẹ ta là cái nữ nhân xấu, cùng toàn thôn nam nhân đều ngủ qua, còn cùng nam nhân khác chạy, nói mẹ ta thì thôi, còn vũ nhục cha ta, nói cha ta là cái quy tôn tử, phế vật, không có tác dụng gì, thế là ta tức giận liền cắn bọn hắn trong đó một cái, còn cắn nát một khối da, cho nên bọn họ liền đem ta treo ở cây trúc bên trên. Bóng trắng u oán nói, thanh âm phi thường đau thương. Cái này không phải liền là Tiểu Tuyết vừa rồi nói cái kia cố sự sao? Chẳng lẽ là thật? Trương Tiểu Mạn không thể tin nhìn xem Lâm Tuyết. Nhưng lúc này Lâm Tuyết đã sớm mắt ứa lệ, hốc mắt đỏ một vòng lớn, ngươi thật đáng thương a, quả nhiên trên đời vẫn là cặn bã nhiều, ngươi nhỏ như vậy, liền phải thụ thống khổ như vậy, ông trời thật sự là không công bằng. Lâm Tuyết đồng tình tâm tràn lan lên, vừa rồi trên mặt sợ hãi thế mà quét sạch. Hiện tại nàng chỉ còn lại mặt mũi tràn đầy đồng tình, cùng bên cạnh Trương Tiểu Mạn hoàn toàn khác biệt, Trương Tiểu Mạn như cái hiếu kỳ bé con đồng dạng, còn tại bốn phía tìm được thanh âm nơi phát ra, nhưng nàng chính là nhìn không thấy. Dạng này chết thảm thế mà không có chút nào oán khí, vậy ở chỗ này nhiều năm không thể đầu thai cũng không giết hại vô tội, không tìm kẻ chết thay, người tiểu quỷ này còn rất thiện lương, nhỏ như vậy liền chết thật đáng tiếc. Ta tiếc hận cảm thán nói. Đúng. Nhi tử ta khi còn sống là trên thế giới này người hiền lành nhất, liền con kiến đều không nỡ dẫm chết một con, sau khi chết càng là thiện lương nhất quỷ, nếu như không phải hắn, ta sớm ngay ở chỗ này đại khai sát giới, ông trời bất công, đáy lòng ta khó phẫn, dù cho giết sạch những cái kia bại hoại cặn bã, đáy lòng ta vẫn như cũ đầy cõi lòng oán khí, nhưng nhi tử ta lại làm cho ta buông xuống oán niệm, ở đây làm vui vẻ quỷ thắt cổ. Đột nhiên lại một cái thanh âm sâu kín từ bên ngoài cây trúc phía trên truyền tới. Ta vội vàng chạy ra ngoài, dùng bát quái kính vừa chiếu, phát hiện cây trúc phía trên sâu một cái nam nhân, lập tức minh bạch trước đó Lâm Tuyết nói lời không giả, cái này cây trúc bên trên quả thật còn có một cái quỷ thắt cổ, hẳn là đứa trẻ này phụ thân, hai cha con này mặc dù chết được thảm, nhưng lại chưa từng có ở đây hại qua người, tìm kẻ chết thay, xem như hiện tại mới thôi ta đã từng gặp tốt nhất quỷ. Được rồi, các ngươi cũng đừng ở chỗ này làm vui vẻ quỷ thắt cổ, quái dọa người, các ngươi vui vẻ mà thôi. Người tiến vào lại bị ngươi dọa gần chết, như vậy đi, ta làm một chút chuyện tốt, đưa ngươi nhóm đi, để các ngươi đi đầu thai. Ta nói, cảm ơn đại ca ca. Cảm ơn ngươi, nhị tử, chúng ta có thể đi đầu thai. Ta đem ngọn nến cùng tiền giấy đều móc ra, sau đó điểm lên, tiếp lấy đem tên của bọn hắn viết tại hoàng phù bên trên. Ta vừa gọi, bọn hắn quỷ hồn liền vèo một tiếng, chui đi vào, ta hai ngón vừa bấm, kia hai tấm hoàng phù liền lửa. Hoàng phù đốt tới một nửa về sau, ta vội vàng đem hoàng phù bóp tắt, sau đó cắm vào trong đất bùn, tiếp lấy niệm tụng một đoạn siêu độ chú ngữ đọc xong về sau, kia hai tấm hoàng phù lại mình lấy, trộn lẫn lấy bùn đất thế mà cũng đốt thành cho. Hoàng phù đốt xong về sau, hai đạo ánh sáng nhạt từ trong đất bùn bay ra, sau đó phiêu lên thiên không, như là hai ngôi sao đồng dạng, chiếu vào trên trời. Xong việc về sau, lại đem tiền giấy một đốt, sau đó thổi tắt ngọn nến. Vùi vào trong đất, hết thảy liền đại công cáo thành, đây là ta lần thứ nhất siêu độ quỷ hồn, quá trình coi như thuận lợi, cái này hai cha con thân thế rất thảm, hy vọng kiếp sau có thể đầu thai vào gia đình tốt, không cần gặp lại đám kia phát rồ ác bá. Chẳng qua nhân quả loại vật này rất khó nói, đời này thiếu, kiếp sau nhất định sẽ trả cho ngươi. Mao Sơn Quỷ Đạo quyển sách này bên trên ghi chép một kiện dạng này sự tình, thật giả không thể nào phân biệt, cố sự là như vậy. Lúc trước có một người Hồ Mỗ bị Lý Mỗ giết, về sau Lý Mỗ cũng bị đem ra công lý, bởi vì tội ác bị xử tử. Thế hệ sau đầu thai về sau, Hồ Mỗ biến thành một cái đồ tể, mà Lý Mỗ thì biến thành Hồ Mỗ nuôi một con heo, không sai, đời trước bị ngươi giết,
đời này ngươi liền phải bị ta làm thịt trở về, có lẽ đây chính là nhân quả, cho nên nói ngày đi một thiện, rất có cần phải. Giải quyết xong, Lâm Tuyết cùng Trương Tiểu Mạn một mặt mờ mịt nhìn ta, không biết ta đang làm cái gì, ta cũng lười cùng với các nàng giải thích, kéo lấy các nàng liền hướng rừng cây nhỏ cuối cùng chạy tới. Lần này không còn có gặp được cái gì bất luận cái gì kinh khủng việc lạ, trừ mạng nhện nhiều một chút cùng thỉnh thoảng sẽ dẫm lên một con động vật nhỏ thi thể bên ngoài, gần như là thuận buồm xuôi gió. Chúng ta đi đến cuối cùng về sau, quả nhiên trông thấy một con màu đỏ tiểu kỳ cắm trên mặt đất, ta rút lên đến về sau, liền mang theo các nàng đường cũ trở về. Trở lại đầu kia tiểu câu về sau, ải tử nhìn thấy chúng ta trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài, trên mặt hắn tràn đầy biểu tình không dám tin tưởng. Các ngươi, thuận lợi như vậy liền ra tới rồi, có hay không gặp được cái gì kinh khủng việc lạ? Ải tử không cam tâm mà hỏi, trong lòng của hắn tính toán thất bại, sắc mặt đều khó coi, hắn liếc một cái bên cạnh ta hai vị mỹ nữ, nuốt một cái khẩu khí, ánh mắt tràn đầy khát vọng, nhưng lại không thể làm gì. Đương nhiên không có thuận lợi như vậy, ngươi nhìn trên người chúng ta, khắp nơi đều là mạng nhện, còn có kia rừng cây nhỏ trên mặt đất, có rất nhiều tiểu động vật thi thể, nhưng buồn nôn. Ta vỗ trên người mình mạng nhện nói. Chỉ những thứ này, chẳng lẽ không có gặp được cái gì vật cổ quái? Ải tử trừng lớn mắt, yếu ớt mà hỏi. Ta đập xong trên người mạng nhện về sau, cảm giác tay nhấp nhúa, vội vàng tại ải tử trên thân xoa xoa, thế thì không có, làm sao, ngươi muốn nói cái gì? Không có gì, không có gì, khảo nghiệm của các ngươi đã thông qua, chuẩn bị cửa thứ hai khiêu chiến, trở về chờ tin tức đi, tự nhiên sẽ có người liên hệ ngươi. Ải tử một tay lấy ta đẩy ra, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét, nhưng lại không thể làm gì, trước đó còn có chút thần khí, hiện tại chỉ muốn ta cảm giác rời đi. Đừng nóng vội a, người đến cùng phải hay không họ Đen? Không phải nói ra sau liền nói cho ta sao? Ải tử càng phiền ta liền càng thích trêu đùa hắn, ai bảo hắn bị ổi như vậy, thế mà lấy quyền mưu tư, trước kia không biết mượn qua chuyện này chiếm bao nhiêu cô nương chất béo. Ải tử không kiên nhẫn trả lời. Không phải, đây chẳng qua là chúng ta danh hiệu, vì phòng ngừa bị trường học tra được, cho nên chúng ta cũng không dám bại lộ tên thật của mình, tất cả mọi người vì chính mình lên một cái danh hiệu. À, thì ra là thế. Ta nhẹ gật đầu, sau đó phất phất tay cùng ải tử cáo biệt, bận rộn một đêm, vẫn là sớm một chút về trường học đi ngủ đi thôi. Dựa vào sự giúp đỡ của ta, Lâm Tuyết cùng Trương Tiểu Mạn rất nhanh liền bò lên trên câu đỉnh, ta một cái xoay người, mình cũng nhảy lên. Nhưng ải tử tay chân ngắn ngắn, bò tương đương gian nan. Uy, các ngươi chờ một chút ta a, phụ một tay có được hay không, cái này câu thật trơn. Ải tử tại hạ bên cạnh chật vật bò, miệng bên trong đang không ngừng xin giúp đỡ. Ta mặc kệ hắn, dù sao cũng không phải cùng ta một khối, mà lại đối người này ấn tượng đầu tiên cực độ không tốt, để một mình hắn ở đây chậm rãi bò đi, ta trở về ngủ ngon. Ngay tại ải tử nhanh bò lên thời điểm. Hắn đột nhiên liền phát ra một tiếng bi thảm a, sau đó cả người lại lăn xuống tiểu câu bên trong, ta nhìn lại, phát hiện Trương Tiểu Mạn đang cười trộm. Ta dựa vào, ai vừa rồi giẫm ta, ngã chết lão tử. Ải tử tại hạ bên cạnh phẫn nộ hô. Lâm Tuyết thấy thế, đối Trương Tiểu Mạn gắt giọng, Tiểu Mạn, ngươi vừa rồi vì cái gì giẫm hắn chân? Tiểu Tuyết ngươi đừng như thế ngây thơ, người này trước đó vẫn nghĩ chiếm tiện nghi của chúng ta, đừng cho là ta không biết, hừ. Thật làm bản tiểu thư là ngốc bạch ngọt, ngã chết ngươi cái võ đại lang. Trương Tiểu Mạn hì hì cười nói. Ta vừa định đối Trương Tiểu Mạn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, thế nào biết nàng đột nhiên hô, ai nha, Lâm Nguyên ngươi cũng quá không cẩn thận đi, một mình ngươi đại nam nhân không giúp đỡ thì thôi, còn thế mà đem người khác đạp xuống đi, quá âm hiểm. Trương Tiểu Mạn sau khi nói xong, lộ ra một cái nụ cười âm hiểm, sau đó kéo lấy Lâm Tuyết vội vàng hướng trường học chạy tới. Ngươi. Đậu đen rau muống, Trương Tiểu Mạn ngươi cái xấu bụng nữ, xem như ngươi lợi hại. Ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, sau đó vội vàng thoát đi, lưu lại bên cạnh ải tử đang không ngừng phẫn nộ gào thét. Ngày thứ hai Trương Tiểu Mạn liền tới tìm ta, nói cửa thứ nhất đã thuận lợi thông qua, trời tối ngày mai sẽ lại khảo nghiệm cửa thứ hai, cái này khiến nàng rất là hưng phấn, bởi vì sẽ rất ít có người thông qua linh dị xã khảo nghiệm, rốt cục nàng liền phải gia nhập cái này thần bí tổ chức. Ta cười cười. Không trả lời, cái này linh dị xã thật đúng là không đơn giản, tuyệt đối có sẽ đạo pháp người ở bên trong, bọn hắn thành lập cái này linh dị xã mục đích là cái gì? Có cái gì lợi ích nhưng đồ sao? Dù sao chỉ cần ta giúp Trương Tiểu Mạn thông qua khảo nghiệm là được, cái khác ta vẫn là lười nhác quản, mình bây giờ đều một thân phiền phức, nơi nào còn có tâm tình gì quản người khác?
Lúc buổi tối, ta lại như thường lệ đi vào trong tiệm, mập mạp một người lẻ loi chơi trọi đang chơi điện thoại, thì ngôn thì không nhìn thấy bóng người. Cái kia giả tiểu tử đâu? Ta hỏi. Mập mạp đầu đều không nhấc, y nguyên nhìn chằm chằm trong tay điện thoại nhìn, không biết, nghe nói nàng muốn đi câu một đầu lớn thủy ngư trở về cho ngươi, gọi ngươi trở lấy tiền là được. Ta nhếch miệng, một mặt không tin, nếu như nàng có thủy ngư, vậy cũng không cần đi ăn xin, nàng ngươi tin một thành đều có thêm, đoán chừng là làm tên ăn mày quen biếm nhác, hiện tại không biết chạy nơi nào đi chơi, trở về phải trừ nàng tiền lương mới được, à, đúng, nàng không có tiền lương, kia trừ nàng vài bữa cơm là xong. Đúng vào lúc này, đột nhiên ngoài cửa đến một người, mập mạp để điện thoại di động xuống đem đầu đưa ra ngoài, sau đó mới lên tiếng, là nữ nhân. Ta vội vàng ra ngoài đem nữ nhân kia đón vào, nữ nhân này ước chừng 20 tuổi, một thân trang phục chính thức, hóa thành nùng trang, giày cao gót, tóc dài, cầm nữ tính cặp công văn, không phải văn phòng cao quản chính là thư ký, ta cảm thấy khuynh hướng cái sau nhiều một chút. Nữ nhân này làm cho người ta chú ý nhất chính là thân hình của nàng. Nàng rất gầy, cực kỳ gầy, ta hoàn toàn ở trên người nàng tìm không ra dư thừa một miếng thịt, nàng thật giống như bao da lấy một bộ khung xương đồng dạng, nhưng lại không thể dùng da bọc xương để hình dung, bởi vì nàng so da bọc xương còn muốn gầy, đã gầy đến cho người ta một loại cảm giác khủng bố, giống như gió thổi qua, nàng người này liền sẽ tùy thời tản mất, mà để ta cảm thấy kỳ quái là, nàng khung xương lại rất lớn, không giống sẽ là gầy thành dạng này người. Chẳng lẽ là được cái gì khó tật? Ví dụ như bệnh kén ăn trứng cái gì. Chào hỏi nữ nhân sau khi ngồi xuống, mập mạp cho nàng rót một chén trà, nàng nói một câu tạ ơn về sau, liền bắt đầu giới thiệu mình, nàng gọi Trần Mỹ ra, là một gian công ty thư ký, tới đây cũng là làm thật lâu quyết định. Ta cũng không cùng với nàng dài dòng, vội vàng hỏi nàng tới đây cần làm chuyện gì. Trần Mỹ ra thở sâu thở ra một hơi về sau, bắt đầu nói ra mình gặp phải cùng mục đích tới nơi này. Trần Mỹ ra từ nhỏ đã là một tên mập, làm một nữ nhân, trời sinh mập mạp cho cuộc sống của nàng mang đến rất nhiều ảnh hưởng không tốt, thậm chí tự ti, cho nên nàng lập chí nhất định phải gầy xuống tới. Nhưng giảm béo loại sự tình này, há lại dễ dàng như vậy, Trần Mỹ ra gần như dùng hết tất cả biện pháp, tận cố gắng lớn nhất, nhưng vẫn là gầy không xuống, mà lại để nàng tuyệt vọng là, thể trọng thế mà còn tại trưởng thành theo tuổi tác mà tăng trưởng, cái này khiến nàng muốn tự tử đều có. Càng thêm để Trần Mỹ ra cảm thấy hít thở không thông là, cùng nàng mến nhau 3 năm bạn trai bởi vì thể trọng vấn đề cùng với nàng chia tay, mà lại bởi vì béo, Trần Mỹ ra tìm không thấy mình thích công việc, còn thường xuyên để người chế giễu cùng trêu đùa, giảm béo không có kết quả, Trần Mỹ ra đã sinh không thể luyến. Đêm đó nửa đêm, nàng một người du đãng tại không có một ai trên đường phố, nước mắt cùng dâng lên như thủy triều, nghĩ quẩn nàng đã mua thuốc ngủ, chuẩn bị đi trở về vĩnh viễn an nghỉ, cùng cái này kỳ thị mập mạp thế giới triệt để nói tạm biệt. Nhưng khi Trần Mỹ ra đi đến nửa đường thời điểm, đột nhiên trông thấy một cái tóc tai bù xù lão nãi nãi ngồi tại ven đường, miệng nàng môi tím xanh, quần áo trên người vừa rách lại vừa nát, trước mặt còn thả một cái chén bể, nhìn qua tựa như một cái đáng thương tên ăn mày. Trần Mỹ ra nhìn lão bà này đáng thương, mà lại mình cũng coi là người sắp chết, tiền tài chính là vật ngoài thân, thế là liền đem trên người tất cả tiền móc ra cho lão bà. Lão bà không có đưa tay đi lấy trong chén bể tiền, mà là đột nhiên đưa tay bắt lấy Trần Mỹ ra tay, đem Trần Mỹ ra giật nảy mình. Trần Mỹ ra liều mạng giãy giụa, chỉ muốn thoát khỏi lão bà kia như khô đằng lão thủ, bà, ta tất cả tiền đều cho ngươi, ngươi thả ta ra. Đúng vào lúc này, lão bà đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra cặp kia tràn ngập nếp nhăn mắt. Không biết vì cái gì, Trần Mỹ ra luôn cảm thấy cái này hai mắt rất kỳ quái, bởi vì trong mắt một mực quay tròn chuyển, nhìn căn bản liền không giống đôi mắt già nua. Cho người ta một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị. Cô nương, người có ăn sao? Lão bà nhìn chằm chằm vào Trần Mỹ ra nhìn, cặp mắt kia giống như có thể nhìn thấu Trần Mỹ ra nội tâm đồng dạng, khiến cho nàng cũng không dám đi tránh thoát nguyên lai bắt lấy mình cặp kia lão thủ. Bà, ta cũng không ăn, tiền đều cho ngươi, chính ngươi đi mua đi. Trần Mỹ ra sau khi nói xong, liếm môi một cái, nói chưa dứt lời, nói chuyện Trần Mỹ ra bụng liền lẩm bẩm gọi. Bởi vì nàng đã không sai biệt lắm một ngày không ăn đồ vật, nàng đã lớn như vậy, đây là nàng ăn đến ít nhất một ngày. Lão bà nghe Trần Mỹ ra, hắc hắc cười vài tiếng, lộ ra không có một chiếc răng miệng, sau đó nhẹ nhàng đem Trần Mỹ ra tay cho buông ra. Bà kén ăn, muốn ăn đồ vật không có phải mua, đã đói rất lâu. Lão bà nhìn qua trong chén bể tiền, thần sắc đột nhiên trở nên ngầm phai nhạt.
Trần Mỹ Gia cảm thấy kỳ quái, có cái gì đồ ăn là tiền mua không được? Chẳng lẽ bà muốn ăn chính là sơn chân hải vị? Ta cho nàng không đủ tiền. Thế nhưng là cái này lão bà rõ ràng cũng chỉ là một cái tên ăn mày mà thôi à. Điều này không khỏi làm Trần Mỹ Gia sinh ra lòng hiếu kỳ. Bà, người nói người muốn ăn cái gì, ta giúp người mua à. Trần Mỹ Gia quyết định đem hết toàn lực trợ giúp trước mắt cái này lão bà, đây là nàng trước khi chết duy nhất có thể làm sự tình. Ai, lão bà u oán thán một tiếng, sau đó tròng mắt lại quay tròn chuyển vài vòng, cô nương, ta muốn ăn thịt. Thịt, Trần Mỹ Gia nhíu mày, nghĩ thầm lão bà này có phải là lão hồ đồ, mình cho nàng những số tiền kia, đủ nàng ăn 20 bỗng nhiên thịt. Trần Mỹ Gia nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng tình có thể hiểu, lão nhân gia niên kỷ đi lên về sau, đều có chút mơ hồ, kia nàng ngay tại làm một chuyện cuối cùng, giúp lão bà đem thịt mua về đi. Bà, người chờ ở tại đây. Ta hiện tại liền giúp ngươi đem thịt mua về. Trần Mỹ Gia đang nghĩ cầm trong chén bể bên cạnh tiền đi mua thịt đâu, lão bà lại đột nhiên đè lại nàng tay, không để nàng cầm. Bà, trên người ta không có tiền, ta phải cầm tiền này giúp ngươi đi mua thịt ăn. Trần Mỹ Gia không biết vì cái gì một cái gầy trơ xương như củi lão bà khí lực sẽ lớn như vậy, một con cây củi dạng tay là có thể đem nàng theo phải không thể động đậy, nàng thế nhưng là một cái 180 cân đại mập mạp. Cô nương! Ta nói, ta muốn ăn thịt không có phải bán. Lão bà lại cười hắc hắc nói, trên mặt tầng kia da nhăn đến cùng một chỗ, nhìn tựa như một gương mặt da bám vào thứ gì trên thân đồng dạng. Trần Mỹ Gia vội vàng buông lỏng tay ra, không hiểu hỏi, kia bà ngươi đến cùng muốn ăn cái gì thịt. Sơn chân hải vị ta cũng không mua nổi. Lão bà đưa tay chỉ Trần Mỹ Gia, ta muốn ăn ngươi thịt trên người. Lời này mới ra, đem Trần Mỹ Gia giật nảy mình. Nàng lui về phía sau mấy bước sau mới ấp úng nói bà, ngươi. Ngươi muốn ăn thịt người thịt. Trần Mỹ Gia còn tưởng rằng trước khi chết đi một chút thiện tâm, không nghĩ tới gặp cái bà điên. Không phải, không phải, tiểu cô nương ngươi đừng hiểu lầm, ý của ta là muốn ngươi đem trên thân những cái kia thịt mỡ mỡ bán cho ta. Lão bà vội vàng khoát tay giải thích nói. Mua trên người ta thịt mỡ, đây còn không phải là muốn ăn thịt người sao? Trần Mỹ Gia một mặt sợ hãi. Lão bà này chẳng những mơ hồ, còn điên điên khùng khùng, nếu như không phải mình không muốn sống, đã sớm chạy mất, nhưng dù cho dạng này, Trần Mỹ Gia y nguyên cảm thấy có chút làm người ta sợ hãi. Lão bà cũng không còn giải thích, nàng từ trong ngực móc ra một lớn chồng tiền mặt, sau đó đặt ở trong chén bể, Trần Mỹ Gia mắt liếc một cái, đoán chừng có hơn vạn. Giải thích với ngươi không rõ ràng, nếu như ngươi muốn đem thịt trên người bán cho ta, tiền này ngươi liền lấy đi, ta không cần ngươi làm cái gì. Đem tiền cầm lại nhà là được, ngày thứ hai ngươi tự nhiên là biết chuyện gì xảy ra. Lão bà sau khi nói xong, giấy ruộng lấy bò lên thân, sau đó chắp tay sau lưng hướng phương xa rời đi, trên đất chén bể cũng không cần. Trần Mỹ Gia quan sát sắp biến mất lão bà, lại nhìn một chút trên đất chén bể kia hơn vạn khối tiền, trong đầu tràn ngập nghi vấn. Do dự sau khi, Trần Mỹ Gia nhìn một chút chung quanh không ai về sau, liền đem chén bể bên trên tiền đều cầm lên. Sau đó một hơi chạy về nhà. Sau khi về đến nhà, Trần Mỹ Gia đầu tiên là ăn no bụng, sau đó mới cẩn thận về suy nghĩ một chút chuyện đã xảy ra, cuối cùng cho ra kết luận là, cái này lão bà không phải lão hồ đồ chính là được lão niên chứng si ngốc. Lúc đầu không muốn sống Trần Mỹ Gia bị cái này dày vò, cũng không tâm tình chết rồi, ăn no liền nghĩ ngủ là mập mạp bệnh chung, mệt mỏi một ngày Trần Mỹ Gia càng là buồn ngủ quá đỗi, nằm xuống giường liền nằm ngáy o o. Ngày thứ hai Trần Mỹ Gia sau khi tỉnh lại, nàng lại thói quen sưng lên thể trọng đến, đây là nàng qua nhiều năm như vậy một mực bảo trì thói quen, mỗi ngày sau khi rời giường đều muốn sưng một chút thể trọng, nhưng khi nàng nhìn thấy thể trọng bề ngoài số lượng về sau, cả kinh miệng há thành o hình, nàng thể trọng thế mà hạ xuống 10 cân. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bởi vì hôm qua ăn đến ít, cho nên thể trọng hạ xuống 10 cân? Trần Mỹ Gia cao hứng lẩm bẩm. Chẳng qua sau đó nàng lại phủ định ý nghĩ này, nếu như ăn ít một hai bỗng nhiên liền có thể gầy 10 cân, kia nàng đã sớm gầy đi, nàng thể chất như vậy, quang uống nước đều có thể béo, ý nghĩ này cơ bản không có khả năng. Đúng vào lúc này, Trần Mỹ Gia đột nhiên nhớ tới lão bà kia, nàng lấy ra tối hôm qua mang về kia một vạn khối, cầm trên tay nhìn xem rơi vào trầm tư. Một lát sau, nàng mới rốt cục nghĩ thông suốt, nguyên lai lão bà tối hôm qua nói mua nàng thịt trên người là ý tứ này. Nếu thật là dạng này, kia nàng thật là quá may mắn, nàng hận thấu trên thân những cái này thịt mỡ, ước gì hiện tại liền lập tức đem bọn chúng cắt bỏ đưa cho lão bà.
Làm nhiều năm như vậy mập bà, mình rốt cục có thể biến gầy, hơn nữa còn có tiền cầm, cớ sao mà không làm đâu. Nghĩ tới đây, Trần Mỹ Gia cao hứng cười ra tiếng, liền chuyện này cực kỳ quỷ dị, nàng đều hoàn toàn không quan tâm. Buổi tối chờ đến đường đi lúc không có người, Trần Mỹ Gia lại vụng trộm chạy tới tối hôm qua đầu kia trên đường phố, quả nhiên lão bà vẫn là ngồi xổm ở vị trí cũ bên trên, liền cái kia chén bể vị trí cũng không có thay đổi. Tiểu cô nương, ngươi lại tới rồi, hắc hắc, lão bà nhếch miệng lên, lộ ra một cái kỳ quái nụ cười. Lão bà, là ngươi đem trên người ta thịt mỡ biến đi sao? Trần Mỹ Gia vui vẻ mà hỏi. Lão bà lắc đầu, híp mắt nói, không là, là ngươi bán cho ta. Mặc kệ là bán cũng tốt, biến cũng tốt, những cái này thịt cùng ta nhiều năm như vậy, ta chán ghét chết bọn chúng, nếu như không phải bọn chúng, ta cũng sẽ không từ nhỏ đã tự ti, cuộc sống bây giờ cũng không gặp qua phải rối loạn, ngươi nhanh lên đưa chúng nó từ trên người ta lấy đi. Trần Mỹ Gia hô lớn. Hắc hắc, tốt tốt tốt, thịt của ngươi rất mỹ vị, ta thích ăn nhất. Nói xong lại từ trong ngực móc ra một lớn chồng tiền bỏ vào chén bể bên trên, lần này so với lần trước còn nhiều hơn mấy lần, Trần Mỹ Gia điểm một cái, có chừng 7 vạn trái phải. Lần trước 1 vạn liền không gặp 10 cân thịt, lần này 7 vạn, vậy liền sẽ giảm 70 cân, cũng chính là thể trọng của mình sẽ xuống đến 100 cân, lấy Trần Mỹ Gia thân cao tỷ lệ, 100 cân thể trọng là tiêu chuẩn nhất, nghĩ tới đây, Trần Mỹ Gia liền cười đến không ngậm miệng được. Bà, cảm ơn ngươi. Lần này là không phải ta sẽ giảm 70 cân. Trần Mỹ Gia điểm xong tiền về sau, ngẩng đầu một cái liền phát hiện lão bà không gặp, nếu không có cái chén bể tại, Trần Mỹ Gia đều cho là mình sinh ra ảo giác, có lẽ căn bản cũng không có lão bà người này. Cầm tiền sau khi về đến nhà, Trần Mỹ Gia không muốn quá nhiều, vẫn như cũ ăn một bữa ăn khuya sau ngã đầu liền ngủ. Ngày thứ hai sau khi rời giường, Trần Mỹ Gia không kịp chờ đợi xưng một chút thể trọng của mình, để nàng ngoài ý muốn chính là, cũng không có gầy hạ 70 cân, vẫn là cùng giống như hôm qua, gầy 10 cân, cái này khiến Trần Mỹ Gia có chút không hiểu, chẳng qua nàng cũng không có đem cái này để ở trong lòng, dù sao gầy 20 cân, cũng đã rất không tệ, hơn nữa còn đổi một khoản tiền. Lúc buổi tối, Trần Mỹ Gia lại đi tìm lão bà, có thể để nàng ngoài ý muốn chính là, lão bà kia căn bản không có ở, liền cùng cái kia chén bể cũng biến mất, cái này khiến nàng cảm thấy nghi hoặc. Không có cách nào khác, Trần Mỹ Gia đành phải ủ rũ đi về nhà. Ngày thứ ba, chuyện kỳ quái lại phát sinh, Trần Mỹ Gia vừa gầy 10 cân, ngày thứ tư cũng như thế, thẳng đến ngày thứ bảy, Trần Mỹ Gia gầy đến 100 cân, vừa vặn không có 70 cân thể trọng, lúc này Trần Mỹ Gia mới hiểu được, nguyên lai lão bà kia không có lừa nàng, không phải lập tức giảm 70 cân, mà là mỗi ngày không gặp 10 cân, thẳng đến góp đủ 70 cân mới thôi. Giảm béo sau khi thành công, Trần Mỹ Gia vui vẻ hoa tay múa chân đạo, nàng rốt cục có thể xỏ vào chính mình yêu thích quần áo, rốt cục muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, cách ăn mặc một phen về sau, nàng phát hiện gầy xuống tới mình là mỹ lệ như vậy cùng động lòng người, nàng rốt cuộc không cần vì một cái nam nhân mà thương tâm gần chết, không cần đem hắn làm tổ tông đồng dạng hầu hạ, nàng vào lúc ban đêm đi một chuyến quán ăn đêm, đi vào về sau, tất cả nam nhân đều vây quanh nàng chuyển, nàng đêm đó phi thường vui vẻ. Vô cùng hưng phấn, nàng rốt cục vứt bỏ trên người thịt mỡ, rốt cục cảm nhận được gầy về sau cho nàng mang tới vui vẻ. Thỏa thích vui đùa qua đi, Trần Mỹ Gia còn tìm đến một phần công việc tốt, chính là đến một nhà công ty lớn cho tổng giám đốc làm thư ký, tiền lương cao tới mấy vạn một tháng, đương nhiên, có việc thư ký làm, không có việc gì nha, hắc hắc, chẳng qua Trần Mỹ Gia cũng không có để ý, ngược lại cực kỳ hưởng thụ, đây chính là hiện thực, có đẹp mắt túi ra cái gì cũng có, đây đều là mình nên được. Nhưng tiệc vui chóng tàn, rất nhanh Trần Mỹ Gia liền phát hiện không hợp lý, đại khái là 20 ngày qua đi, nàng phát hiện thể trọng của mình lại biến hóa. Tiệc vui chóng tàn, rất nhanh Trần Mỹ Gia liền phát hiện không hợp lý, đại khái là 20 ngày qua đi, nàng phát hiện thể trọng của mình lại hạ xuống. Ngay từ đầu nàng không chút để ý, coi là chỉ là những yếu tố khác ảnh hưởng, thể trọng mới có thể hạ xuống, nhưng lại qua sau một thời gian ngắn, thể trọng vẫn là đang hạ xuống, cái này trước trước sau sau. Nàng lại không gặp 10 cân, chính là gầy tốc độ so trước kia muốn chậm, mặc dù 90 cân nàng xem ra so trước đó càng thêm thon thả, nhưng nàng trong lòng lại bắt đầu có chút lo lắng, nếu như thể trọng một mực hạ xuống, không biết mình về sau lại biến thành bộ dáng gì. Cuộc sống về sau, Trần Mỹ Gia bắt đầu lo nghĩ lên, quả nhiên, một tháng sau nàng vừa gầy, lần này lại là dòng dã 10 cân, 80 cân nàng xem ra đã hơi gầy xương như củi. Trần Mỹ Gia triệt để ngồi không yên. Nếu như mình thể trọng thật một mực hạ xuống,
kia cuối cùng lại biến thành cái dạng gì. Không thể nghi ngờ, nàng sẽ chết. Lúc nửa đêm, Trần Mỹ Gia lần nữa đi vào trước đó gặp được lão bà địa phương, may mà chính là, tại run rẩy trong gió lạnh đang có một cái tóc bạc trắng lão bà ngồi xổm ở vậy cái chén bể chính là nàng Tiêu Chí. Là nàng, Trần Mỹ Gia nhìn thấy lão bà về sau, cao hứng kêu lên, nàng vội vàng chạy tới chất vấn, lão bà, ngươi vì cái gì không giữ lời hứa? Lão bà nhìn xem Trần Mỹ Gia lộ ra một tia cười quỷ quyệt, tiểu cô nương, lời này của ngươi là có ý gì? Vốn là 1 vạn khối tiền 10 cân thịt, ta trước sau thu ngươi 8 vạn, đó chính là trừ 80 cân, nhưng vì cái gì ta thể trọng còn tại không ngừng hạ xuống? Trần Mỹ Gia phẫn nộ hô. Hắc hắc hắc, lão bà gõ gõ bát, phát ra quỷ dị tiếng cười, một hơi không có răng miệng lại lộ ra một đầu không giống loài người đầu lưỡi. Tiểu cô nương, ta lúc nào nói qua cho ngươi, 1 vạn khối chỉ mua 10 cân thịt. Lão bà hỏi ngược lại, trong mắt quay tròn chuyển. Trần Mỹ Gia nghe xong, người lập tức mộng, lão bà hoàn toàn chính xác không có từng nói như vậy, chỉ là nàng dạng này coi là mà thôi, đó là bởi vì nàng lần thứ nhất thua 1 vạn khối liền không gặp 10 cân. Ngươi xáo lộ ta, Trần Mỹ Gia tưởng tượng, càng thêm nổi nóng, cảm giác bị người hạ cái bẫy. Tiểu cô nương, kia 8 vạn khối, là mua ngươi toàn thân thịt, ngươi thể trọng sẽ một mực hạ xuống, thẳng đến trên thân một điểm thịt đều không có, hắc hắc. Lại nói ngươi cái này thịt thật là thơm a, đến đằng sau ta đều lo lắng không có, cho nên ăn chậm một chút, lưu lại chậm rãi phẩm vị. Lão bà nói, dùng đầu lưỡi liếm liếm đôi môi khô khốc, giống như tại dư vị. Thả của ngươi dám chó, coi như đây là mua bán, vậy cũng không thể để một mình ngươi định đoạt, ta còn không có đồng ý đâu, mau đưa ta những cái kia thịt còn cho ta. Trần Mỹ Gia giận dữ hét. Lão bà lại gõ một cái chén bể, tiểu cô nương, cái này nhưng không phải do ngươi, nếu như ngươi không đồng ý, như thế nào lại thu ta tiền đâu. Đã thu tiền, vậy xin lỗi, không có thương lượng. Lão bà sau khi nói xong, đứng người lên liền nghĩ trượt, Trần Mỹ Gia đâu chịu bỏ qua, xông đi lên liền phải cùng với nàng dây dưa. Nhưng lại tại Trần Mỹ Gia vò tới lão bà phía sau thời điểm, đột nhiên lão bà kia quay đầu lại đến. Đem Trần Mỹ Gia dọa đến nằm trên đất toàn thân phát run, động cũng không dám động, bởi vì lão bà ra mặt tất cả đều nhăn lại với nhau, tựa như một đoàn giấy đồng dạng, bị bóp thành một đoàn, da mặt lưng sau lộ ra rất nhiều da lông, nhìn qua tựa như một con động vật mặt, dị thường khủng bố. Lại đi theo ta, ta hiện tại liền đem ngươi ăn. Lão bà hung dữ cảnh cáo nói xong cũng nghênh ngang rời đi. Trần Mỹ Gia không còn dám theo sau, bởi vì nàng biết. Trước mắt cái này lão bà, tuyệt đối không phải là người, lại cùng với nàng dây dưa, đoán chừng mạng nhỏ khó đảm bảo. Qua hồi lâu, Trần Mỹ Gia mới có khí lực đứng lên, nàng mang sợ hãi tâm tình như bay chạy về nhà, sau đó dùng chăn mền được quá mức, thật lâu không dám ra đến, nghĩ tới lão bà gương mặt kia, nàng liền sợ hãi run lẩy bẩy. Trong chăn tránh sau một hồi, Trần Mỹ Gia liền mơ mơ màng màng ngủ, sáng ngày thứ 2 rời giường thời điểm, nàng lại sưng một chút thể trọng, phát hiện lại nhẹ. Trần Mỹ Gia càng ngày càng hoảng, nhớ tới tối hôm qua lão bà, nàng sợ hãi toàn thân băng lãnh, sắc mặt tái nhợt, bởi vì nếu quả thật như vậy xuống dưới, kết cục có thể nghĩ. Những ngày tiếp theo, Trần Mỹ Gia bắt đầu không ngừng ăn cái gì, bắt đầu tăng mập, nhưng cái này đều không làm nên chuyện gì, nàng vẫn là càng ngày càng nhẹ, nàng phát hiện mình thịt liền cùng nước đồng dạng, ngay tại từng giờ từng phút di chuyển, hiện tại nàng chỉ có 65 cân, thịt trên người còn thừa không có mấy. Sờ một cái không phải xương cốt chính là da, mà lại hiện tại nàng nhìn qua rất khủng bố, bởi vì quá gầy, người không biết còn tưởng rằng nàng bị quái bệnh gì, về sau lão bản liền đem nàng sa thải. Sợ nàng đem quái bệnh lây cho chính mình. Trần Mỹ Gia một lần nữa lâm vào sụp đổ, nàng cho là mình sống lại, nhưng không nghĩ tới lại là ngã vào càng thêm địa ngục kinh khủng, nàng muốn hỏi lão bà kia đem mình thịt cầm về, nhưng nàng sợ, bởi vì cái kia không phải người. Suy nghĩ sau một hồi. Trần Mỹ Gia đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, nàng nếu như muốn sống sót, vậy thì nhất định phải tìm một cái cao nhân tới đối phó lão bà, không phải nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, thế là tại người khác đề cử dưới, nàng liền đến ta chỗ này. Nghe Trần Mỹ Gia sau khi nói xong, mập mạp cũng không có trước đồng tình nàng gặp phải, ngược lại lời đầu tiên khen. Tiểu ca, ngươi nhìn ta chúng ta cái này cửa hàng không có mở bao lâu thế mà đã bắt đầu có danh tiếng, xem ra ta công việc QC làm không tệ nha. Ha ha! Mập mạp khoe khoang nói. Ta vội vàng lườm hắn một cái này người thật đúng là thích hoàng bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi,
Chẳng qua hắn lắc lư người công phu thật đúng là có một bộ, có đôi khi ngươi không phục đều không được, lúc trước hắn nói mình là đống đầu, không phải thần côn, nhưng cùng hắn ở chung lâu như vậy, đống đầu bản lĩnh hắn không có biểu hiện ra qua một lần, nhưng thần côn bản lĩnh, hắn lại biểu hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ta không có tiếp tục để ý tới mập mạp, mà là hướng Trần Mỹ ra hỏi, ngươi nói đêm hôm đó nhìn thấy lão bà kia mặt giống động vật, vậy ngươi cảm thấy giống động vật gì? Trần Mỹ ra nhíu mày, sau đó suy nghĩ một hồi, nhưng lập tức nàng lại lắc đầu, không biết, chính là một loại cảm giác, nhưng đến cùng có phải hay không động vật, ta cũng không rõ ràng. Ai, tiểu ca, ngươi nói có thể hay không cùng lần trước con rắn kia đồng dạng, đây cũng là cái tu luyện thành tinh âm linh. Mập mạp nâng cằm lên suy đoán nói. Ta nhẹ gật đầu, có khả năng, nếu như lại là loại kia đồ chơi, vậy thì có chút khó giải quyết, lần trước đầu xà tinh kia kém chút làm hại chúng ta đem mệnh đều mất đi. Những đồ chơi này đặc biệt mãnh, không dễ dàng đối phó. Nghe ta vừa nói như vậy, Trần Mỹ ra hiểu lầm cho là ta đòi tiền, vội vàng nói, đạo trưởng, nếu như ngươi giúp ta đối phó lão bà kia, đem thịt đều cầm về, tiền dễ thương lượng. Ta đang nghĩ nói ngươi hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia, mập mạp lại vội vàng bóp ta một chút, ra hiệu ta đừng nói chuyện, tiếp lấy hắn cướp đường, tiểu tỷ tỷ, chỉ cần tiền đúng chỗ, cái này sự tình chúng ta bao giúp ngươi làm cho thỏa đáng. Trần Mỹ ra nghe xong, nhíu lại lông mày lập tức giãn ra một nửa, chỉ hy vọng như thế, ta cũng không muốn chết. Nói xong từ trong bọc lấy ra một xấp tiền, sau đó đập vào trên mặt bàn, đây là 1 vạn tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công, ta lại cho 1 vạn. Mập mạp điểm một cái, sau đó cười đến thấy răng không gặp mặt, thành, cái này sự tình thỏa. Ai, chậm rãi, tiền này sẽ không phải là lão bà kia đưa cho ngươi à. Nói đến đây. Mập mạp dọa đến vội vàng đem tiền ném về trên mặt bàn. Trần Mỹ ra khoát tay áo, không phải, nàng cho tiền ta 1 điểm cũng không dám hoa. Mập mạp vội vàng vỗ nhẹ ngực, kia còn tốt, cách ứng chết ta, loại đồ vật này cho tiền, tổng có điểm là lạ. Nói xong mập mạp lại đem tiền kéo vào trong ngực. Đã tiền đều thu, vậy kế tiếp các ngươi muốn làm thế nào? Trần Mỹ ra hỏi, lúc đầu cái này sự tình ta muốn bàn bạc kỹ hơn. Bởi vì lần trước con rắn kia ta liền bị thiệt lớn, loại vật này so quỷ còn muốn đáng sợ, nếu như quá mạnh, coi như cho lại nhiều tiền, ta cũng không quá nghĩ tiếp, nhưng mập mạp thấy tiền sáng mắt, căn bản cũng không có cho ta suy xét chỗ trống, hiện tại chỉ có thể kiên trì bên trên. Ta suy nghĩ một chút, sau đó chỉ vào mập mạp nói, hiện tại cần phải làm là đi gặp một hồi lão bà kia, nhìn nàng đến cùng là cái gì đồ vật, vừa vặn dùng mập mạp đến gần nàng, mập mạp cái này một thân thịt mỡ. Nàng hẳn là cũng thật cảm thấy hứng thú. Muốn lão tử làm mồi nhử, tiểu ca ngươi đừng làm rộn. Mập mạp trừng mắt cái mắt, một mặt không tình nguyện. Ta hai tay ôm ngực lạnh lùng nhìn xem hắn, tiền này thế nhưng là ngươi thu, không đi đem tiền trả lại người ta. Ta đi còn không được sao, tiền này nhưng so với ta mệnh trọng yếu. Mập mạp thở dài, sau đó đem tiền giấu kỹ, Trần tiểu thư, dẫn đường đi. Trần Mỹ ra nhìn một chút thời gian, sau đó lắc đầu nói. Bây giờ còn chưa được, quá sớm đoán chừng không đụng tới nàng, chờ một chút đi. Nghe Trần Mỹ ra, ba người chúng ta đành phải một mực chờ đến trời vừa rạng sáng, trong thời gian này tiểu ăn mày một mực không có trở về, không khỏi làm ta có chút hiếu kỳ nàng đến cùng đi đâu, hiện tại mập mạp đều đã về nhà ngủ, đem cửa hàng tặng cho nàng làm ổ, nếu như nàng không trở lại, ai trông tiệm. Gia hỏa này quả thật không đáng tin cậy, lúc ấy liền không nên thu lưu nàng. Đi thôi, chính là thời gian này. Trần Mỹ ra nói, ta cùng mập mạp nhẹ gật đầu, sau đó đem khóa cửa bên trên, đi theo Trần Mỹ ra cùng một chỗ tiến về lão bà chỗ kia. Kia là một đầu rất phá đường đi, xung quanh cửa hàng cùng hộ gia đình rất ít, nhà lầu đều đã rất cũ kỹ, đoán chừng bình thường lúc ban ngày, cũng không có người nào trải qua, đường phố cái khác đèn đường phi thường mờ nhạt, ngẫu nhiên sẽ còn chớp lên một cái, giống như lúc nào cũng có thể sẽ diệt đồng dạng. Không phải ta nói người mỹ nữ. Ngươi làm sao lại tới chỗ như thế đi dạo, nếu như không phải bên cạnh còn có mấy nhà người đèn sáng rỡ, ta đều coi là đây là một đầu quỷ đường phố. Mập mạp phàn nàn nói. Trần Mỹ ra thở dài một hơi, một mặt hối hận, ta cũng không biết, ngày đó tâm tình không tốt liền tùy tiện đi dạo, bất chi bất giác liền đi đến nơi này. Xuyệt, chớ quấy rầy, là phía trước lão thái bà kia sao? Ta chỉ vào nơi xa cái kia ngồi xổm ở góc đường tóc bạc trắng lão nhân nói. Trần Mỹ ra nhẹ gật đầu, chính là nàng, trước người nàng cái kia chén bể ta cũng còn nhận ra. Mập mạp, lên, nhìn của ngươi,
Ta vội vàng đẩy xe điện cùng Trần Mỹ ra trốn đến một bên, sau đó ra hiệu mập mạp xông pha chiến đấu, ta thấy rõ tình huống lại ra tay, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, làm mấy đơn sinh ý về sau, ta đã trở nên càng ngày càng cẩn thận. Ta cùng Trần Mỹ ra trốn ở cách đó không xa, sau đó ra hiệu mập mạp nhanh lên đi, hai chúng ta ở phía sau nghe lén là được. Mập mạp trợn mắt nhìn ta một cái, một mặt oán khí, ta mặc kệ, lần này phải cho ta thêm tiền. Được được được, nhanh, đừng rông dài, chờ xuống chúng ta nên bị phát hiện. Ta vội vàng nói, mập mạp lúc này mới búng tay một cái, chậm rãi hướng lão bà kia đi đến. Làm mập mạp trải qua lão bà trước mặt thời điểm, sắc mặt thế mà biến một chút, chẳng qua rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, dựa theo trước đó thương lượng, hướng nàng chén bể ném mấy trăm khối tiền. Lão bà, cái này hơn nửa đêm còn ở lại chỗ này ăn xin, thật vất vả, tiền ngươi cầm đi mua một ít ăn, sau đó mau về nhà đi thôi. Mập mạp làm bộ làm tịch nói. Ta cùng Trần Mỹ ra giấu nơi này rất tốt, đã có thể nghe thấy lại có thể trông thấy bọn hắn, còn không dễ bị phát hiện, chính là nhìn không rõ lắm lão bà mặt, bởi vì nàng nghiêng đối chúng ta, mà lại tóc tai bù xù, liền đường này đèn, căn bản nhìn không thấy. Tiểu tử, ta là đói, nhưng ta muốn ăn đồ vật, tiền này mua không được. Lão bà sâu kín nói, liền đầu đều không nhấc. Quả nhiên cùng Trần Mỹ ra nói đồng dạng, xem ra nàng bước kế tiếp liền phải bắt đầu cho mập mạp thiết cái bẫy. Mua không được, chẳng lẽ là ta cho không đủ tiền, vậy coi như, ta giữ lại mình mua đồ ăn đi. Nói xong mập mạp vội vàng cầm lại mình kia mấy trăm khối tiền. Ta dựa vào, mập mạp chết bầm này thật nhỏ mọn, bởi vì mấy trăm khối muốn phá hư kế hoạch của chúng ta, người ta muốn là thịt, ai muốn người kia mấy trăm khối tiền. Sau đó ta chất vấn mập mạp, không nghĩ tới hắn còn thật không biết xấu hổ, thế mà chẳng biết xấu hổ thừa nhận, hắn nói quỷ biết lão bà kia có thể hay không thay đổi chủ ý, cầm hắn kia mấy trăm khối liền không buông tay, đến lúc đó hắn tổn thất liền lớn. Nghe xong hắn, ta đột nhiên không phản bác được, cái này thiết công kê, cũng không phải bình thường ái tài. Lão bà nhìn mập mạp dường như muốn bắt về tiền rời đi bộ dáng, liền vội vàng kéo hắn, mập mạp vô ý thức muốn giãy giụa mở, nhưng ta phát hiện hắn tay thế mà không thể động đậy, bị con kia cảnh khô tay lôi kéo thật chặt. Tiểu tử, người có thể giúp ta một chuyện hay không, giúp ta đem thịt mua về, ta muốn ăn thịt. Lão bà năn nỉ nói, ngữ khí đáng thương đến làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Được được, người trước buông ra ta, có việc thật tốt nói, chẳng phải thịt sao. Ta giúp người mua, giúp người mua. Mập mạp đau khổ gào thét, giống như bị cái tay kia siết phải có điểm khó chịu. Lão bà thấy mập mạp đáp ứng, mới chậm rãi buông lỏng tay ra. Người muốn mua cái gì thịt? Thịt gà, thịt dê, thịt bò, mập mạp hỏi. Ta muốn người thịt trên người. Lão bà chỉ mập mạp. Ta đi, người muốn ta bán thịt à? Ta thế nhưng là thanh bạch nhân gia, không làm việc này, mà lại ngươi tuổi đời này, hẳn là cũng không có kia nhu cầu đi. Mập mạp chứng chạc đàng hoàng nói hưu nói vượt. Đừng nói lão bà, ngay cả chúng ta cũng không nghĩ đến mập mạp thế mà lại nói ra những lời này, đùa ta kém chút liền cười ra tiếng, Trần Mỹ gia vỗ nhẹ bả vai ta, hoài nghi nói đạo trưởng, cái này tiểu mập mạp được không? Cảm giác có chút không đáng tin cậy à? Ta nhẹ gật đầu, ra hiệu hẳn là, hoặc là, có lẽ, coi như đáng tin cậy đi. Lão bà ngây ra một lúc, sau đó mới hồi phục tinh thần lại, ta không phải ý tứ này, ta nói là muốn ăn ngươi thịt trên người, ngươi nhất định rất thống hận trên người thịt mỡ a. Là bọn chúng để ngươi trở nên tự ti, xấu xí, để ngươi không ngóc đầu lên được làm người, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như không có những cái này thịt, cuộc sống của ngươi sẽ thay đổi so hiện tại tốt gấp trăm lần, đưa chúng nó mua cho ta đi, ta sẽ cho ngươi một bút khả quan thù lao. Mập mạp sau khi nghe xong, vội vàng ôm chặt lấy mình, ngươi nằm mơ đi, ta cái này thân thịt mỡ ngươi biết ta hoa bao nhiêu năm mới bắt đầu ăn, bán cho ngươi. Nghĩ cũng đừng nghĩ, mà lại thân thể tóc ra, thụ chi phụ mẫu, sao có thể tùy tiện bán cho người khác đâu. Nghe mập mạp, ta một trận cuồng choáng, gia hỏa này đến cùng có hay không ghi nhớ ta lúc trước cho lời hắn nói, hắn đến cùng muốn làm gì a? Dạng này làm sao đem lão bà chân chính hình dạng bước đi ra. Tiểu tử, người xác định không bán, có tiền đều không bán. Lão bà bắt đầu có chút kích động, thân thể uốn qua uốn lại, đầu lâu thật cao dơ lên. Mập mạp do dự nửa ngày mới hỏi, vậy ngươi cái này, có thể cho bao nhiêu tiền? Lão bà cũng không trả lời, trực tiếp từ trong ngực móc ra một vạn khối đặt ở chén bể bên trên, số tiền này mua trước một chút xíu, người đêm mai lại tới, ta còn có rất nhiều.
Mập mạp nhìn cũng không nhìn những số tiền kia, khi dễ nói, ngươi không sao chứ? Một vạn khối liền nghĩ mua ta thịt, ngươi đang nói đùa sao? Kia ngươi muốn bao nhiêu a? Lão bà thanh âm có chút bất đắc dĩ. Nói nhảm, vậy khẳng định muốn 100 vạn, mà lại là một cân, ta đây chính là thiên bồng nguyên soái thịt, ngươi có kiếm không thua thiệt. Mập mạp cười ha ha nói. Lão bà sau khi nghe xong, thân thể run rẩy một chút, nàng rốt cục giận, tiểu mập mạp, ngươi có phải hay không cố ý đang đùa ta? Mập mạp dọa đến đột nhiên lui về phía sau mấy bước, giống như lão bà mặt có cái gì kinh khủng biến hóa, hắn hướng ta cái này nhìn thoáng qua, sau đó liều mạng cuồng chạy vội tới. Mập mạp chết bầm, đừng chạy. Lão bà hô to một tiếng, không cam lòng yếu thế đuổi theo, lúc này ta rốt cục có thể rõ ràng thấy rõ mặt của nàng. Da mặt của nàng rất kỳ quái, nhăn thành một đoàn núp ở trên mặt, mà mặt xung quanh thế mà lộ ra một chút nhỏ xíu lông, nhìn tựa như là động vật lông tóc. Tiểu ca, cứu ta, cái đồ chơi này điên. Mập mạp hướng phía ta lớn tiếng cầu cứu. Ngồi xuống, ta đối mập mạp hô lớn. Cùng mập mạp ở chung lâu, phối hợp cũng tương đương ăn ý, hắn thu được chỉ thị của ta về sau, lập tức nhanh nhẹn ngồi xổm trên mặt đất. Đi, ta hai ngón hợp nhất, sau đó chỉ hướng lão bà, lập tức một tấm hoàng phù liền cùng lợi kiếm một loại bay ra ngoài. Đạo trưởng, tốt, thật là lợi hại, Trần Mỹ gia ở bên cạnh ta thấy mắt đều ngốc. Lão bà nhìn thấy hoàng phù về sau, cũng không cuống quýt, nàng hai tay vung lên, tấm kia hoàng phù liền phanh một tiếng, lập tức bạo ra. Quả nhiên, lão bà này không phải người bình thường, đến cùng phải hay không như Trần Mỹ gia nói không phải người, vậy liền lại được thăm dò một chút. Ta đi, tiểu ca nhìn ta điểm. Vừa rồi bạo tạc hoàng phù hóa thành vô số giấy vàng mảnh vỡ rơi vào mập mạp trên đầu, làm cho tóc của hắn vô cùng bẩn. Nhà đầu, người thế mà tìm người tới đối phó ta. Lão bà cực kỳ phẫn nộ chỉ vào Trần Mỹ gia chất vấn. Trần Mỹ gia dọa đến vội vàng trốn đến phía sau của ta, đừng. Đừng trách ta, là ngươi trước muốn hại ta, đạo trưởng, nhanh. Nhanh giải quyết nàng. Ha ha ha, các ngươi mấy người trẻ tuổi khi dễ ta một cái lão thái bà, đây là ý gì? Lão bà đột nhiên đổi giận thành cười, giống như muốn bắt đầu đánh đồng tình bài. Ta nhíu mày, đem đào mộc kiếm chỉ vào lão bà cái chán mắng, chứa đựng ít, một cái lão thái bà chạy kém chút so với tuổi trẻ người còn nhanh hơn, lừa gạt ai đây? Còn có người ra mặt này có thể hay không làm cho thật một điểm, vừa nhìn liền biết là giả, người đến cùng là cái thứ đồ gì? Lại không hiện hình, chớ có trách ta không khách khí. Lão bà không trả lời, đột nhiên xoay người chạy. Nhưng ta sao có thể để nàng đạt được, tay cầm đào mộc kiếm liền xông tới. Ta không có một giây chần chờ, ba bước cũng làm hai bước nhào tới, nhảy dựng lên liền hướng nàng phía sau đâm một kiếm. Lúc này, lão bà đột nhiên quay đầu nhìn ta liếc mắt, dọa đến ta mạnh mẽ dừng lại thân thể, bởi vì ta nhìn thấy một tấm quỷ dị mặt, đó cũng không phải mặt người, mà là chồn. Lão bà đột nhiên quay đầu nhìn ta liếc mắt, dọa đến ta mạnh mẽ dừng lại thân thể. Bởi vì ta nhìn thấy một tấm quỷ dị mặt, đó cũng không phải mặt người, mà là chồn. Ta không nghĩ tới là cái tình huống như vậy, làm ta sợ hết hồn, thân thể nhảy tại trong giữa không trung đều mạnh mẽ ổn định thân thể không có hướng về phía trước. Trừ ta, hai người khác cũng dọa đến quá sức, hai mặt nhìn nhau nhìn qua ta bên này, há hốc miệng nói không ra lời. Hắc hắc, hắc hắc hắc, lão bà cười hai tiếng, quay người nhanh chóng thoát đi. Truy, ta kịp phản ứng về sau. Lập tức quát, không thể để cho nó chạy, không phải Trần Mỹ gia tính mạng đáng lo, về sau nghĩ lại tìm nó, đoán chừng khổ sở lên trời. Ta chạy như bay lấy đuổi theo, nhưng đuổi tới một đầu rẽ ngoặt phân nhánh giao lộ về sau, chớp mắt liền không gặp nàng. Lần này phiền phức, ta lẩm bẩm nói, đêm nay vô luận như thế nào đều muốn tìm tới nàng, không phải ta cái này làm sinh ý thật xin lỗi người thuê. Mập mạp cùng Trần Mỹ gia theo sát sau đó, chờ bọn hắn đi vào về sau. Ta phân phó một câu, chia ra truy, đuổi tới nàng sau không muốn hành động thiếu suy nghĩ, trước cho ta biết. Mập mạp nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Trần Mỹ ra hướng trong đó một đầu phân nhánh đường chạy tới, ta cũng không có quá nhiều dừng lại, một hơi đuổi theo. Chạy đại khái sau 3 phút, ta nhìn thấy trên mặt đất nhiều một túm lông, trong lòng ta đại hỉ, xem ra ta truy đối phương hướng, đúng vào lúc này, ta nhìn thấy phía trước có một kiện quần áo màu đen. Đây không phải lão bà kia quần áo sao? Vì sao lại rơi ở chỗ này? Ta vội vàng chạy tới, dùng đào mộc kiếm bốc lên đến xem xét, phát hiện trong quần áo thế mà còn nhiều một tấm da người kia da cực kỳ rất thật, cũng không biết là thật hay giả,
ta dù sao không dám sờ, bởi vì quá buồn nôn. Sự tình đã rất rõ lắng, cái này căn bản cũng không phải là cái gì lão bà, mà là một con thành tinh trồn giả trang. Trồn, lại xưng hoàng bì tử, là ngũ đại dã tiên một trong, danh xưng hoàng tiên, thích ăn thịt gà, trách không được nó muốn mua thịt người ăn, thành tinh về sau thịt gà quá nhạt, đã nhập không được miệng, muốn ăn thịt người thịt khả năng đỡ thèm, cái đồ chơi này so trước đó con rắn kia còn muốn tà môn, lại có thể đem trên thân người khác thịt một chút xíu lấy đi, cái này khiến ta trăm mối vẫn không có cách giải, chứ nói tà môn, ta nghĩ không ra khác từ ngữ, chẳng qua những vật này tại phương Bắc được xưng là dã tiên cúng bái mà thôi. Đi vào chúng ta phương Nam nếu như dám hại người, ta tuyệt không sẽ nuông chiều nó. Đem ra người thu lại về sau, ta tiếp tục hướng phía trước truy, đằng sau đều là một chút cái hẻm nhỏ, ta tìm một lần về sau, đều không có phát hiện hoàng bì tử thân ảnh. Quả nhiên bốn chân chạy chính là nhanh, đồng thời cởi ra người sau hình thể thu nhỏ, không biết lẻn đến cái góc nào trốn tránh, muốn đưa nó tìm ra, vậy nhưng thật thật không dễ dàng, chết như vậy truy cũng không phải biện pháp. Ta suy tư một phen về sau, đột nhiên nghĩ đến biện pháp, Mao Sơn Quỷ Đạo ghi chép một cái truy tung biện pháp, đặc biệt là loại này thành tinh động vật âm linh có hiệu quả, chẳng qua đối cùng một mục tiêu người chỉ có thể dùng một lần, loại này đạo pháp gọi truy hồn hương. Chẳng qua khó giải quyết chính là, loại này đặc chế truy hồn hương ta không có, chỉ có phổ thông hương, thi pháp sau phổ thông cũng có thể tạo được nhất định truy hồn hiệu quả, chính là cùng chính tông so kém rất nhiều, nói trắng ra chính là không quá chuẩn. Nhưng hiện ở loại tình huống này, ta cũng muốn không được nhiều như vậy. Ta đem phổ thông hương từ trong ba lô đem ra, điểm sau ta đem tấm kia ra người cũng đem ra, ra người phía trên dính rất nhiều lông tóc, cái này xem xét chính là trồn lông. Đem trồn lông giật xuống về sau, trực tiếp phóng tới hương phía trên, lập tức những cái kia lông liền bị bỏng đến cuộn lại lên, cuối cùng đính vào hương phía trên. Ta điểm một tấm hoàng phù, sau đó vòng quanh hương đốt, hồn lưu hương quấn, hồn đi hương cùng. Hồn ném hương tìm, truy hồn hương, tán. Đọc xong chú ngữ về sau, lập tức hương phía trên cái kia lửa điểm biến thành màu đỏ tím, đồng thời thiêu đến cực nhanh, đoán chừng là bình thường 3, 4 lần trái phải, hương hương vị cũng bắt đầu thay đổi, là một loại nói không nên lời mùi thơm, không nhức mũi nhưng cũng không khá lắm vị. Hương tràn ra đến một đầu có quý tích khói, kia khói chẳng khác nào có sinh mệnh, hướng về một phương hướng không ngừng lướt tới, cái đồ chơi này thiêu đến rất nhanh, ta không dám dừng lại. Thu hồi ra người liền theo khói phương hướng chạy tới, nếu như vài phút bên trong tìm không thấy con kia trồn, hương vừa diệt, kia tìm tới nó hy vọng liền phá diệt, mà lại truy hồn hương đối cùng một mục tiêu chỉ có thể dùng một lần. Đi theo khói phương hướng chạy sau 3 phút, khói đột nhiên ngừng lại, mà hương không có diệt, nhưng lại không tiếp tục bay ra sương mù. Chẳng lẽ chính là chỗ này? Ta nhíu mày, ở trước mặt ta chính là một gian phá viện tử có một cái gì xét cửa sắt lớn. Trong sân cỏ dại rậm rạp, một điểm nhân khí đều không có, xem xét chính là không người ở phòng ở. Phổ thông hương chính là không tốt, nếu như là truy hồn hương, khẳng định có thể mang ta trực tiếp tìm tới trồn vị trí. Hiện tại đen xì, viện này vừa rách lại vừa nát, bên trong phòng ở cũng không biết hoang phế bao lâu, ta thật thật không dám mạo muội xông vào, trong này cỏ đoán chừng đều có ngực ta thân cao như vậy. Đúng vào lúc này, đột nhiên ta nhìn thấy trong cỏ có động tĩnh. Giống như có đồ vật gì ở bên trong đi lại. Chẳng lẽ là con kia trồn? Ta do dự một chút, khẽ cắn môi vẫn là quyết định vào xem một chút, ra ra các ngươi trên trời có linh nhất định phải bảo hộ ta, vì các ngươi có cái cư trú chỗ, ta thế nhưng là liều mạng. Chiều ta hai bàn tay các phun một bãi nước miếng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí bò lên trên cửa sắt lớn, lúc đầu muốn làm đoạn trên cửa sắt con kia vết dỉ loang lổ khóa lớn, nhưng cảm giác được quá lãng phí thời gian, vẫn là đơn giản thô bạo tốt một chút. Vượt qua cửa sắt lớn, ta trực tiếp chân đạp tại cỏ dại phía trên, vào tại viện tử trong bụi cỏ, ta đột nhiên cảm giác có chút tâm hoảng hoảng, loại này tự xông vào nhà dân sự tình, thật đúng là không chỉ một chút xíu kích thích, mặc dù nơi này đã không người ở, xem ra vẫn là hoang phế thật lâu. Ta lấy hết dũng khí, tiếp tục tiến lên, dẫm lên những cái kia cỏ dại, phát ra sàn sạt thanh âm. Đột nhiên, ta nhìn thấy một cái hoàng ảnh từ trong cỏ chui ra, sau đó vèo một tiếng liền chạy vào phòng bên trong. Đi qua những cái kia cỏ dại địa phương, ta đã nhìn thấy trong viện gian kia không người ở phòng ở, mặc dù cũ một điểm, nhưng cũng không có ta tưởng tượng bên trong như vậy nát, chỉ là phòng ở bên ngoài nhiều một tầng rêu xanh, cái khác đổ không có gì. Đúng vào lúc này, đột nhiên trong tay còn sót lại một chút xíu truy hồn hương lại phát ra sương mù, sương khói kia liền cùng có sinh mệnh đồng dạng, một đầu đâm vào trong phòng.
Chính là chỗ này, trong lòng ta thầm hô nói, xem ra ta không có tiến sai chỗ. Phiêu xong sau cùng một tia bạch yên về sau, truy hồn hương cũng hoàn thành sứ mạng của nó, cuối cùng quang vinh diệt đi. Đem hương cây ném đi về sau, ta cầm thật chặt đào mộc kiếm, sau đó từng bước một đi lên phía trước, không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy cái này trong phòng ẩn chứa nguy hiểm to lớn, giống như chỉ cần ta một chân bước vào bên trong, ta liền sẽ tính mạng đáng lo, càng đến gần nhà thời điểm, loại cảm giác này càng mãnh liệt, cũng không biết có phải hay không là trong lòng tác dụng, dù sao ta hiện tại trong lòng bàn tay cùng cái trán đều là mồ hôi lạnh. Ngay tại ta nhanh đạp đến cửa phòng trước thời điểm, đột nhiên một cái tay khoác lên ta bả vai, đem ta dọa khẽ run rẩy, vội vàng vô ý thức tốt quá mức, nghĩ giơ lên đào mộc kiếm liền hướng về sau bổ tới. Là ta, lão bản, Thi Ngôn dựng lấy bờ vai của ta, nghịch ngợm nói. Lúc này Thi Ngôn đã đem tên ăn mày phục cởi xuống, người xuyên váy trắng, áo phông trắng áo, chân mặc đồ trắng giày ca van, trước kia mang theo một đỉnh phá mũ, hiện tại lấy xuống về sau, lộ ra một đầu như thác nước tóc dài. Nàng đã từ một cái giả tiểu tử tên ăn mày hoàn toàn lột xác ra một mỹ thiếu nữ, chẳng qua lời nói của nàng cử chỉ y nguyên sửa không được, lại thế nào cách ăn mặc, vẫn là một cái hiển nhiên giả tiểu tử. Ôi ôi ôi, ta đều kém chút nhận ngươi không ra, làm sao, xuyên đẹp mắt như vậy, đi ra mắt a. Ta cười nói. Hừ, nhìn thấy mỹ thiếu nữ thế mà không cúi đầu xưng thần, đáng đời ngươi độc thân. Thì Ngôn ủi sống mũi, hung hãn nói, ta loại này tiểu tiên nữ. Muốn ra mắt sao? Ngươi khôi hài a. Được rồi, đi, tiểu tiên nữ, đừng ngắt lời, ta làm việc đâu, trở về lại cùng ngươi nói chuyện phiếm, mau chóng rời đi cái này gặp nguy hiểm. Ta vội vàng đem Thi Ngôn mặt trái đẩy, muốn đem nàng đuổi đi lại thu thập bên trong chồn. Đừng đẩy ta đã sớm tính tới ngươi tới nơi này, cho nên mang người tới giúp ngươi, thuận tiện giới thiệu cho ngươi một món làm ăn lớn. Thi Ngôn thần thần bí bí nói. Ta gãi đầu một cái. Có chút không hiểu, cái gì làm ăn lớn. Thi Ngôn búng tay một cái, sau đó hô, ra đi, thiếu đương ra. Thi Ngôn vừa mới nói xong, đột nhiên một đạo bóng trắng từ bên ngoài cửa sắt lớn nhảy lên mà tiến, không có bất kỳ cái gì leo lên động tác, tựa như bay thẳng qua cửa đỉnh rơi xuống đồng dạng. Người này người xuyên một bộ áo trắng, khuôn mặt anh tuấn, một tia nghiêng tóc cắt ngang trán che lại nửa cái mặt mày, nhìn qua có hình có khoản, xoáy khí mười phần. Tuyệt không so hiện tại minh tinh tiểu thịt tươi kém, hơn nữa còn so với bọn hắn nhiều một tia để người e ngại bá khí, để người nhìn có chút mê, thậm chí có một loại cúi đầu xưng thần xúc động, đặc biệt là mắt của hắn, có nói không nên lời thâm thúy cùng thần bí. Phía sau hắn cõng một cái màu đen hộp gỗ nhỏ, không biết là vật gì, hộp phía trên khắc lấy một đầu tinh tế hắc long, còn có một cái kỳ quái đồ án, ta không nhận ra, lại có một loại cảm giác nói không ra lời. Trách không được ngươi hôm nay ăn mặc trang điểm lộng lẫy, hóa ra là sẽ tình nhân, phải siết, mặc dù hoàn cảnh bây giờ không phải rất thỏa đáng, nhưng vẫn là giới thiệu một chút vị huynh đệ kia đi. Ta nói, nhưng lúng túng là, hai người bọn họ đột nhiên không nói lời nào, mà lại chăm chú nhìn phía trước, cũng chính là cửa phòng trước. Ta làm ho hai tiếng, hòa hoãn một chút không khí ngột ngạt, sau đó tiếp tục hỏi, có phải là cái này cửa có vấn đề gì? Ta mặc dù cảm thấy... Nhưng lại nói không nên lời có vấn đề gì, nhìn hai người bọn họ dáng vẻ, giống như cùng ta cũng có một dạng cảm giác, không phải bọn hắn không có vẻ mặt như thế. Không có người trả lời vấn đề của ta, thì Ngôn đối ta làm một cái chớ lên tiếng động tác, ra hiệu ta đừng lên tiếng, 3 giây qua đi, bạch y nam tử kia đột nhiên nhảy lên một cái, hai quyền phân biệt đánh vào cửa hai bên trên tường, lập tức tường kia phát ra ầm ầm một tiếng, phá hai cái lỗ lớn, hai động phân biệt lăn ra một cái hư thối đầu người. Phát ra để người buồn nôn hôi thối. Kia hai viên đầu người đã hư thối nghiêm trọng, trừ tóc, những địa phương khác đã quá xấu cùng một đống bùn đồng dạng, đầu người bên trên tất cả lỗ đều có một ít buồn nôn côn trùng tại bò qua bò lại, cực kỳ buồn nôn. Cái này, tường này bên trong vì sao lại có hai viên đầu người? Ta không hiểu hỏi, kỳ quái nhất chính là, nam tử này là làm sao biết trong tường mặt có hai viên đầu người? Nam tử áo trắng nhìn ta liếc mắt, sau đó thản nhiên nói. Vừa rồi ngươi chỉ cần bước vào một bước này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe hắn kiểu nói này, ta trong lòng thất kinh, khó trách ta vừa rồi có loại kia cảm giác cực kỳ nguy hiểm, chẳng lẽ cũng là bởi vì cái này sao? Nhưng nơi này mặt đến cùng có môn đạo gì, vì cái gì ta chỉ cần đạp mạnh tiến nơi này, liền sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam tử áo trắng dường như nhìn ra nghi ngờ của ta, hắn ánh mắt sắc bén hướng trong phòng nhìn thoáng qua, trong phòng này người, đều bị hoàng bì tử giết.
sau đó đem đầu người khảm tiến trong tường, bày ra một cái hung thần trận, chỉ cần lúc trước cửa đi vào người, hẳn phải chết không nghi ngờ, không phải chết đột ngột bỏ mình, chính là chết oan chết uổng. Nghe nam tử áo trắng, ta lập tức kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nếu quả thật như hắn nói như vậy, ta vừa rồi xem như kém chút dẫm vào quỷ môn quan, đồng thời trong lòng ta lại đối thân phận của hắn lên nghi hoặc, nam tử này rốt cuộc là ai? Từ khi hắn đi vào, ta đã cảm thấy hắn không đơn giản, người bình thường làm sao có thể nhảy lên liền nhảy qua cao hơn 2 mét cửa sắt, tăng thêm hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra cái nhà này bày hung trận, thân phận kia liền càng thêm không đơn giản, không biết là thi ngôn nơi nào mời tới cao nhân. Huynh đệ nhiều tạ, đã hung trận đã phá, vậy ta phải đi vào thu thập bên trong con kia hoàng bì tử, nó nhưng hại người rất nặng, thế mà còn giết người một nhà, ta hôm nay cần phải thay trời hành đạo. Ta vừa nói, tay cầm đào mộc kiếm liền phải xông đi vào, nhưng nam tử áo trắng lại đem ta ngăn lại. Chậm, phòng này không có người tưởng tượng đơn giản như vậy, cái này trước cửa bầy hung trận gọi xong đầu quỷ ăn, tại hung trận bên trong tính đơn giản nhất, bên trong khẳng định càng hung hiểm. Người còn sống ra tới tỷ lệ không cao hơn 10%, khẳng định muốn đi vào sao? Nam tử áo trắng cảnh cáo nói. Lúc đầu nghĩ đến cái thay trời hành đạo, thuận tiện đem sinh ý làm xong, nghe nam tử áo trắng vừa nói như vậy, ta lập tức liền nửa đường bỏ cuộc. Thật sự có mạnh như vậy sao? Ta rụt cổ một cái, hướng trong phòng nhìn, nhưng trong phòng đen như mực một mảng lớn, cái gì đều nhìn không thấy. Nam tử áo trắng hừ lạnh một tiếng, ta trời vừa nói, chưa từng nói đùa. Trời một, nguyên lai nam tử mặc áo trắng này gọi thiên một, cái này họ ta còn thực sự là lần đầu tiên nghe nói qua. Ta vội vàng ôm quyền nói, vậy nhưng có phải có cực khổ huynh đệ, giúp ta đem bên trong hung trận cho hết phá, tại hạ tất có thâm tạ. Trời một lại hừ lạnh một tiếng, khinh thường trả lời, thâm tạ. Thế giới này mời được ta người, không cao hơn 3 cái, người cái này thâm tạ, sợ là cấp không nổi. Ai u, người này thế nào làm sao đắc chí lên? Mặc dù ngươi thật sự so ta mạnh hơn như vậy một chút điểm, nhưng cũng không cần đem cái đuôi vểnh lên trời đi. Ta vừa định phát tác, đột nhiên thi ngôn đem ta kéo sang một bên, hắn là tới tìm ngươi làm ăn, đừng nện mình chiêu bài, là đầu lũ lụt cá, có thể hay không cầm xuống liền dựa vào chính ngươi. Làm ăn, ta kinh ngạc kém chút hô to lên, may mắn thi ngôn kịp thời mạnh mẽ đạp một cước cho ta, ta mới mạnh mẽ lại đem lời nói cho nuốt trở về. Không phải. Cái này huynh đệ thực lực đoán chừng có thể vung ta mấy con phố, hắn cần ta làm gì? Giúp hắn gãi ngứa ngứa sao? Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, cái này người vừa ra tay, ta liền biết hắn là cái âm hành đại cao thủ. Cái này ta cũng không rõ lắm, hắn nói muốn gặp được ngươi lại nói chuyện. Thi ngôn nhẹ giọng nói. Ngay tại ta cùng thi ngôn kề tai nói nhỏ thời điểm, trời máy động nhưng lạnh lùng nói, đi thôi, phòng này, lấy thực lực ngươi bây giờ, đi vào là ra không được. Dẫn đường. Lời của hắn rất uy nghiêm, biểu lộ cực kỳ bá khí, để người có một loại đối với hắn không cách nào chống lại ảo giác. Đã hắn không chịu hỗ trợ, ta lại giết không đi vào, vậy cũng chỉ có thể tạm thời về trước đi lại nghĩ biện pháp, thuận tiện nhìn xem cái này nam nhân đến cùng có cái gì muốn xin nhờ ta làm. Ta cùng thi ngôn cẩn thận từng ly từng tí vượt qua rỉ sét cửa sắt lớn, vừa xuống đất thời điểm, trời trước kia đã sớm đứng tại trước mặt của chúng ta, liền như là một cái màu trắng u linh. Ta đi, gia hỏa này làm sao nhanh như vậy? Chiều ta thi ngôn thầm nói, hắn rốt cuộc là ai, ngươi là ở nơi nào đi tìm đến? Đừng nói chuyện, lỗ tai hắn nhưng linh, về sau lại cùng ngươi bàn giao. Thi ngôn nhỏ giọng nói. Nghe thấy thi ngôn kiểu nói này, ta vội vàng ngậm miệng, một nhóm 3 người một đường đều không nói chuyện, thẳng đến trở về trong tiệm. Mở tiệm phía sau cửa, ta gọi một cú điện thoại cho mập mạp, nói cho nàng không cần tìm, trước đem Trần Mỹ ra đưa về nhà. Nàng sự tình ngày mai lại nghĩ biện pháp, trong tiệm lại tới mặt khác khách nhân. Sau khi cúp điện thoại, ta cho trời một rót một chén trà, nhưng hắn lại nhìn cũng không nhìn, mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Mao Sơn Quỷ Đạo kia 4 chữ chiêu bài. Ha ha, Mao Sơn Quỷ Đạo, không nghĩ tới thế mà còn có truyền nhân. Trời một trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, chẳng qua rất mất tự nhiên, giống như hắn thật lâu không có cười đồng dạng, lại hoặc là hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không chân chính cười đồng dạng. Ngươi cái này có ý tứ gì? Chẳng lẽ Mao Sơn Quỷ Đạo đã diệt tuyệt sao? Ta nhíu mày, không rõ ràng hắn nói lời này giải thích thế nào. Trời một y nguyên không quay đầu nhìn ta, mắt thậm chí đều không có từ Mao Sơn Quỷ Đạo kia 4 chữ phía trên rời đi. Chính một phái Thiên Sư Đạo, Nam Bắc phái Mao Sơn nói, Long Hổ Sư,
Năm đó cái này ba cái đạo môn có thể nói nắm giữ thiên hạ đạo thuật, ba phái lẫn nhau chế hành, bình an vô sự nhiều năm, cũng không có phát sinh cái gì lề mề, tất cả mọi người từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông. Về sau Mao Sơn ra một cái quỷ đạo đạo thuật cường hoành, uy lực kinh người, còn có nghiên cứu ra các loại bí thuật cấm kỵ, để cái khác hai phái ẩn ẩn bất an, về sau cái khác hai phái liên hợp, bức phái Mao Sơn đem quỷ đạo khứ trừ rơi. Về sau, Mao Sơn quỷ đạo liền hoàn toàn biến mất tại âm hành người tầm mắt bên trong. Trời vừa nói xong về sau, mới rốt cục đem mắt từ kia bốn chữ phía trên rời, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm ta nhìn. Người đối với chúng ta Mao Sơn quỷ đạo lịch sử quen thuộc như thế, người rốt cuộc là ai? Cửu nhân vẫn là địch nhân, ta khẩn trương nhìn lên trời một, không biết hắn đến cùng muốn làm gì, lại đến cùng là thân phận gì, đã hắn có thể cặn kẽ như vậy nói ra những cái này. Nói rõ hắn không phải Mao Sơn quỷ đạo nhân, chính là những địch nhân khác. Ngươi không cần khẩn trương, trời nhấn một cái theo bờ vai của ta, ra hiệu ta đối với hắn đừng có địch ý. Lúc đầu ta nghĩ trực tiếp đem hắn tay hất ra, nhưng lại phát hiện hắn để tay tại bả vai ta thời điểm, liền cùng ngàn cân quả cân đồng dạng, ép tới ta cả người chìm xuống dưới, dọa đến ta vội vàng ngồi tại trên ghế, không phải chờ xuống nhịn không được liền phải quỳ xuống. Xem ra ngươi tỉnh táo. Trời một trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chậm rãi đem tay từ bả vai ta bên trên rời, hắn tay vừa mới nâng lên thời điểm, bờ vai của ta lại phát ra nhỏ bé ba ba âm thanh, giống như xương cốt muốn đoạn mất đồng dạng, may mắn ta vò mấy lần sau liền khôi phục nguyên dạng, giống như cũng không có cái gì trở ngại, xem ra hắn cũng không có muốn đối ta ra tay độc ác. Ta vội vàng hướng Thi Ngôn trừng mắt liếc, trách cứ hắn làm sao mang một cái dạng này người đến, còn không biết sẽ chọc cho bên trên phiền toái gì đâu. Ta vẫn cho là người này chỉ là cái phổ thông người luyện võ, nhưng từ vừa rồi hắn lực lượng có thể thấy được, tuyệt không phải hời hợt hạng người. Như loại này, tuyệt đối là từ nhỏ đã bắt đầu luyện lên. Ta biết những cái này, chỉ vì ta từ nhỏ đã bị yêu cầu lưng những cái này tư liệu, hiện tại đã sớm thuộc lầu, ta và các người đạo phái cũng không cái gì liên quan. Trời một giải thích nói, ra hiệu mình không phải đến tìm phiền phức. Vậy ngươi đến cùng là tới tìm ta làm gì? Lấy thực lực của ngươi. Ta có thể làm được, người cũng có thể làm được, thậm chí có thể không cần tốn nhiều sức. Ta nhún vai, một mặt không hiểu. Vậy cũng không nhất định, ta đã tìm các ngươi Mao Sơn quỷ đạo truyền nhân 2 năm, còn nghĩ đến đám các ngươi đã diệt tuyệt, không nghĩ tới thế mà ẩn vào loại này chợ trời bên trong. Ta cần các ngươi Mao Sơn quỷ đạo cấm thuật, cực kỳ cần. Trời một nhìn ta chằm chằm, biểu lộ rất lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại cực kỳ bức thiết. Cấm thuật, ta nhíu mày, đã nói rõ là cấm thuật. Ta lại làm sao có thể dùng? Ngươi đến cùng muốn cái gì cấm thuật? Ta hỏi. Trời một đáp, tá thi hoàn hồn. Ta không cần suy nghĩ, trực tiếp vỗ bàn một cái nói, không được. Nếu như ngươi cũng là âm hành người, hẳn phải biết, sinh tử từ mệnh, hết thảy đều có nhân quả, tá thi hoàn hồn là nghịch thiên mà đi, kia là muốn bị trời phạt, người đã chết không có khả năng lại trở lại dương gian một lần nữa sinh hoạt, người vẫn là mời trở về đi. Tá thi hoàn hồn chính là đem chết đi quỷ hồn đánh vào một cái thân thể mới bên trong, sau đó hắn liền có thể cùng người sống đồng dạng, một lần nữa sinh hoạt, không sợ ánh nắng cùng cái khác hết thảy cấm kỵ, liền cùng người bình thường đồng dạng. Đây cũng là tá thi hoàn hồn cùng quỷ nhập vào người khác biệt lớn nhất. Tá thi hoàn hồn có thể miễn cưỡng giải thích vì khởi tử hoàn sinh, quỷ nhập vào người thì là quỷ hồn cưỡng ép chiếm lấy thân thể mà thôi, cấm kỵ nhiều, không thể thấy ánh nắng, lâu thân thể sẽ chết đi cũng hư thối. Tá thi hoàn hồn tại Mao Sơn quỷ đạo một trang cuối cùng, là quyển sách lớn nhất cấm thuật, trừ phi tình huống đặc biệt dưới, không phải tuyệt đối không thể dùng, không nghe khuyến cáo, ắt gặp thiên khiển, bởi vì người chết là tuyệt đối không thể phục sinh. Trời một nhẹ gật đầu, ta hiểu, ta cũng minh bạch, nhưng ta chỉ cần 2 ngày, chỉ cần 2 ngày là được. 2 ngày, vậy ngươi để con quỷ kia hồn tùy tiện tìm một người thân trên không được sao? Trời một lắc đầu, dường như có khó khăn khó nói. Không được, nàng quỷ hồn đã tại dương gian ngốc 2 năm, căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực bên trên người khác thân, hiện tại chỉ cần gió thổi qua, đều có thể đưa nàng thổi đến tan thành mây khói, vô luận như thế nào, ta nhất định muốn gặp nàng một mặt, nàng cũng thế, nếu như không lấy người sống thân thể nhìn thấy ta, nàng tình nguyện hồn phi phách tán cũng không chịu đi đầu thai. Nói lâu như vậy ta cuối cùng minh bạch, nguyên lai tiểu tử này tìm ta là vì sẽ tình nhân, chỉ có điều tình nhân chết rồi. Phải tá thi hoàn hồn mới có thể sống lấy gặp nhau. Không thành, không thành, cấm thuật không phải nói dùng liền dùng, người vẫn là mời trở về đi. Ta vội vàng làm một cái thủ hiệu mời,
hạ một cái lệnh đuổi khách. Trời cùng nhau không có đi, hắn mặt mày giận trọn, nhảy lên một cái, một chân hung hăng đá trúng trên cửa biển chữ vàng, lập tức, Mao Sơn quỷ đạo bốn chữ vỡ thành mấy cánh tản mát trên mặt đất. Con mẹ nó, lại có thể có người dám can đảm đến đá chiêu bài. Nhìn xem trên mặt đất kia rơi là tả trên đất biển chữ vàng, ta lập tức lên cơn giận dữ, mặc dù Kim là mập mạp độ đi lên giả Kim, nhưng ta Mao Sơn quỷ đạo bốn chữ này, thế nhưng là già trẻ không gạt, ta vừa mở tiệm không bao lâu, liền bị người nện chiêu bài, thật sự là vô cùng nhục nhã. Ta vừa định đi lên cùng trời liều mạng, lúc này mập mạp đột nhiên từ cổng vọt vào, đem ta thật chặt giữ chặt. Mập mạp ngươi đừng lôi kéo ta, chiêu bài đều cho người khác nện, còn không cùng ta chơi hắn. Mặt ta đều đỏ bừng lên, hỏa khí từ ngực vọt tới mũi. Tiểu ca, đừng xúc động, tỉnh táo. Tỉnh táo, mập mạp vội vàng khuyên nhủ nói, cái này khiến ta cảm thấy rất không minh bạch. Bình thường mập mạp đều là so ta xúc động, mà lại cái này biển chữ vàng, hắn đem so với ta còn nặng. Tiệm này đều là tâm huyết của chúng ta, chiêu bài bị nện, cái thứ nhất xông đi lên hẳn là hắn nha, làm sao ngược lại khuyên ta không nên vọng động rồi. Mập mạp ngươi hôm nay làm sao rồi? Vì cái gì đột nhiên như thế sợ? Ta hỏi. Mập mạp quay đầu nhìn thoáng qua trời một, sau đó đem ta kéo sang một bên, tôn này đại Phật là ai mẹ nó mời về? Ta nhìn về phía Thi Ngôn, tiểu ăn mày mời về, nói là đầu lũ lụt cá, làm sao biết sinh ý không làm được, còn muốn bồi một khối chiêu bài, thật sự là không may. Không đúng, ngươi vừa rồi nói cái gì? Đại Phật. Tiểu ca, ngươi biết vị này là ai không? Ta lắc đầu, không biết, Thi Ngôn một mực không nói, thần thần bí bí, cảm giác như cái âm hành đại cao thủ, ta nhập hành thời gian ngắn, không có nhân mạch, tự nhiên cũng không biết người nào. Mập mạp nói, 360 đi, được có long đầu, mà chúng ta âm hành long đầu đại ca, chính là vị này thiên môn thiếu đương ra trời một, tại âm hành bên trong, liền số hắn bản lĩnh lớn nhất, không có người nào dám không phục hắn, nếu như đắc tội hắn, đừng nói chiêu bài, chúng ta về sau cũng đừng nghĩ hỗn. Nghe mập mạp, ta không khỏi trong lòng lạc một chút, không có nghĩ đến người này thế mà là âm hành lão đại, nếu như cửa hàng thật đóng cửa lời nói, vậy ta nhà mấy khối trên mộ địa cái kia chủ tiền mua. Tỉ mỉ nghĩ lại, cái này người mặc dù ngang ngược vô lý, nhưng thật đúng là đắc tội không nổi, không phải ta sợ hắn, mà là ta hiện tại thực sự không cách nào đang chơi đùa bất cứ chuyện gì, chỉ muốn sớm một chút kiếm đủ 10 vạn khối tiền mua về trong nhà mộ địa. Lúc này, đứng ở một bên Thi Ngôn là khó xử nhất. Lúc đầu nghĩ thúc đẩy một đơn sinh ý, không nghĩ tới biến khéo thành vụng, làm cho hai phe dùng beng. Thiếu đương gia, có chuyện thật tốt nói, không cần đến nện người chiêu bài a. Thi Ngôn vội vàng khuyên giải, khắp khuôn mặt là sốt ruột ý tứ. Trời một hừ lạnh một tiếng, căn bản không tiếp thụ Thi Ngôn hảo ngôn khuyên bảo, ta mặc kệ tá thi hoàn hồn có phải là cấm thuật, ta là khách nhân, ngươi là lão bản, thỏa mãn không được khách nhân yêu cầu, vậy ta liền có thể nện ngươi chiêu bài. Mao Sơn quỷ đạo bốn chữ đã biến mất hồi lâu, muốn một lần nữa dựng thẳng lên đến, phải lấy chút bản lĩnh ra tới, nếu như ngay cả ta cửa này đều qua không được, vậy thì nhanh lên đóng cửa, miễn cho mất mặt hiện mặt. Nghe hắn, ta cũng nhịn không được nữa, đẩy ra mập mạp vỗ lên bàn một cái, vậy nếu như ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi, lại nên làm như thế nào? Biển chữ vàng một lần nữa hai tay dâng lên, tăng thêm ta thiên môn đồng tiền ấn, khác thêm 5 vạn khối tiền mặt. Trời một cũng tay vỗ bàn, ánh mắt sắc bén nhìn ta chằm chằm nhìn. Chuyện này là thật. Ta trời một chưa từng nói đùa. Có phải là chỉ tá thi hoàn hồn hai ngày? Ta duỗi ra hai ngón tay nói. Trời chợt nhẹ khẽ bóp ở ta hai ngón tay nói đúng, liền hai ngày, một ngày cũng không thể nhiều, một ngày cũng không có thể thiếu. Xong rồi, ta lại mạnh mẽ vỗ bàn một cái. 7 ngày sau đó, ta tới đón ngươi. Trời vừa nói xong về sau, đang nghĩ xoay người rời đi. Ta vội vàng kêu hắn lại, chờ một chút, có thể hay không lại thêm một cái điều kiện. Nói, trời một cũng không quay đầu lại, dùng vĩ ngạn bóng lưng đối ta. Sau khi chuyện thành công, có thể hay không giúp ta đối phó con kia hoàng bì tử. Trời một không cần suy nghĩ, trực tiếp liền trả lời nói thành. Nói xong vèo một tiếng liền dung nhập trong đêm tối. Trời vừa rời đi về sau, mập mạp cao hứng nói. Đây chính là âm hành một tôn đại Phật, ôm lấy bắp đùi của hắn, chúng ta về sau đi đường liền thoải mái. Ta cười khổ một cái, có một số việc không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, tá thi hoàn hồn là cấm thuật, không phải nói dùng liền dùng, mà lại ta cũng không có bao nhiêu nắm chắc có thể thành công, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó,
lúc đầu coi là dựa vào một thân đạo thuật có thể hỗn ít tiền, không nghĩ tới tiến âm hành về sau, từng bước suy gian, không phải quỷ quái mạnh bao nhiêu, mà là lòng người quá phức tạp, đối với ta một cái mới ra đời tiểu tử đến nói, cái này âm dương giang hồ vẫn là quá sâu. Lão bản, thật xin lỗi, cái này sự tình đều tại ta. Thi Ngôn thấp cúi đầu hướng ta nhận lầm. Ta khoát tay áo, ra hiệu không trách nàng, nàng cũng là tốt với ta, vì cái này cửa hàng tốt, đây chỉ là cái ngoài ý muốn, ai cũng không sai. Đúng, vừa rồi trời nói chuyện cái gì thiên môn đồng tiền ấn, cái này lại là cái gì đồ chơi? Ta tò mò hỏi, vừa rồi nghe hắn kiểu nói này, cũng không có minh bạch là thứ đồ gì. Thi Ngôn vừa định giải thích, nhưng mập mạp vừa nghe đến cái này liền hưng phấn lên, vội vàng dừng lại Thi Ngôn, tiểu ăn mày, để cho ta tới nói, hắc hắc, đồng tiền này ấn liền cùng loại một loại âm hành quan phương ấn, trên biển hiệu đóng cái này ấn về sau, liền đại biểu thiên môn đối ngươi cái tiệm này tán thành, vậy coi như tính chân chính nhập âm hành con đường này, về sau cửa hàng có chuyện phiền toái gì, cũng có thể tìm thiên môn hỗ trợ, đồng tiền ấn cũng đại biểu tín dự cùng thực lực, có cái này. Khách hàng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Bởi vì có thiên môn đồng tiền ấn, khách hàng cũng có bảo hộ, hiện tại nghe nói nhiều nhất một khối đồng tiền ấn chiêu bài là 7 cái, nếu như chúng ta chiêu bài có 7 cái đồng tiền ấn, vậy coi như đánh gãy chân đều không cần sầu, ha ha. Nghe mập mạp giới thiệu, ta mới biết được nguyên lai âm hành có chú ý nhiều như vậy, ta còn tưởng rằng mình đã sớm nhập hành, không nghĩ tới vẫn là ở ngoài cửa bồi hồi mà thôi, liền mở tiệm đều có chú ý nhiều như vậy, ta về sau được nhiều nghiên cứu một chút. Hiện tại người cái gì đều không cần nghĩ, chuyên tâm đem trời một sao cho sự tình làm tốt là được, cái này một cái đồng tiền ấn chiêu bài, cũng coi là hiếm có, 70% cửa hàng đều không có. Mập mạp dựng lấy bờ vai của ta, một mực ở bên cạnh ta lải nhải, khả năng hắn làm thần côn lâu, tự nhiên nghĩ tại âm hành bên trong đạt được tôn trọng, mà ta, chỉ muốn kiếm tiền, cái khác chỉ cần không hư hao Mao Sơn quỷ đạo thanh danh, ta cũng không đáng kể. Ban đêm bởi vì quá muộn ta liền không quay về. Tại trong tiệm ngủ một đêm ghế sofa, buổi sáng ngày mai mới đi lên lớp. Lên lớp ta là không có cái gì tâm tư, cầm Mao Sơn quỷ đạo không ngừng luyện tập tá thi hoàn hồn, thủ thế cùng chú ngữ đều rất khó, ta học một ngày đều không có quá lớn tiến triển. Lúc buổi tối, mập mạp gọi điện thoại nói với ta Trần Mỹ ra lại tới trong tiệm, nàng thể trọng lại hạ xuống 5 cân, thế là đứng ngồi không yên nàng lại tới trong tiệm tìm kiếm trợ giúp. Trời một cái này sự tình còn muốn 7 ngày sau đó khả năng giải quyết. Hiện tại đem chồn bức gấp, Trần Mỹ gia không nhất định có thể chống đỡ cho đến lúc đó. Treo mập mạp điện thoại về sau, ta cưỡi phá xe đạp vội vàng hướng trong tiệm đuổi, sau khi đi vào trông thấy Trần Mỹ gia ngồi ở trên ghế salon, thân hình của nàng càng ngày càng gầy, đã hoàn toàn tìm không ra có một chỗ có thịt, tất cả đều là da bọc xương, liền cái mông cùng ngực hai địa phương này đều giống như muốn xẹp đi vào đồng dạng, nhìn xem có chút làm người ta sợ hãi, đúng như là cùng mắc phải quái bệnh đồng dạng. Những cái kia được bệnh kèn ăn trứng người cũng không gầy gò đến mức đáng sợ như thế. Đạo trưởng, cứu ta, van cầu ngươi mau cứu ta tăng giá, ta cho ngươi thêm tiền. Trần Mỹ gia cùng nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, vội vàng xông lại ôm lấy cánh tay của ta. Đã tại trong tiệm ngốc nửa đêm, chết sống không chịu đi, nói ra cái cửa này sợ lại cũng không về được. Mập mạp miệng ngậm lấy khói cười khổ nói. Ta thở dài, cái này cũng không thể trách nàng cho tiền. Không thể cho nàng giải quyết phiền phức, là lỗi của chúng ta. Đừng có gấp, tỉnh táo một điểm, ngươi sẽ không chết, tin tưởng ta. Ta đưa nàng đỡ đến trên ghế salon tiếp tục ngồi xuống. Trần Mỹ gia coi như ngồi cũng không chịu buông ra ta tay, nàng tay liền cùng hai đầu xích sắt đồng dạng, gắt gao quấn lấy ta cánh tay. Ngươi biết không, bình thường thể trọng đều là hạ xuống nhiều chậm, không biết có phải hay không là chúng ta gây gấp kia quỷ đông tây, buổi sáng hôm nay tỉnh lại thời điểm. Thế mà lập tức không gặp 5 cân, không được, còn tiếp tục như vậy, ta sẽ chết. Trần Mỹ gia dọa đến sắc mặt tái nhợt, có chút nói năng lộn xộn, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế, cao thấp mập ốm loại vật này, tùy duyên liền tốt, quá mức cưỡng cầu sẽ hoàn toàn ngược lại, lúng túng là, trước đó một lòng tìm chết Trần Mỹ gia, bây giờ lại sợ chết. Ta gãi đầu một cái, cảm thấy phi thường buồn rầu, con kia hoàng bì tử trốn ở trong phòng hư mặt, trời nói chuyện kia tất cả đều là hung trận. Ta vào không được xác định vững chắc ra không được, nhưng nếu như không đi vào, lại bắt không được hoàng bì tử, kia Trần Mỹ gia liền có khả năng mất mạng, chẳng lẽ muốn ta đến đó ngồi xổm nó? Không được, biện pháp này không ổn, rất nhiều động vật ngũ quan đều so với nhân loại linh mẫn, đừng nói tà môn như vậy hoàng bì tử, ta đoán chừng đến trước cửa nó đều có thể nghe được ta hương vị.
Nếu không đem nhà kia đốt rồi, Mập Mạp đề nghị. Như thế cái biện pháp tốt, coi như đốt không chết Hoàng Bì Tử, cũng có thể đưa nó bước đi ra, mà lại nhà chủ nhân lại đều bị Hoàng Bì Tử giết, coi như đốt phòng ở hẳn là cũng không quan trọng, chẳng qua phóng hỏa cái này sự tình phải bàn bạc kỹ hơn, không phải khống chế không nổi, dễ dàng đem chung quanh kiến trúc phòng ở đều cho đốt không có, hao người tốn của còn không chỉ, vô cùng có khả năng sẽ còn người chết. Ngay tại ta trầm tư suy nghĩ đều bắt không được chú ý thời điểm, đột nhiên Thi Ngôn từ bên ngoài đi vào. Tiểu ăn mày, người đêm nay lại chạy đi đâu rồi? Mập Mạp nhả một cái vòng khói thật to. Thi Ngôn không có phản ứng Mập Mạp, mà là đối Trần Mỹ Gia nói, ăn chồn thịt. À, tại sao phải ăn cái này, ta cũng không dám ăn. Trần Mỹ Gia một mặt không hiểu, sau đó lại nhìn về phía ta. Thiếu đương gia nói, cái này 7 ngày chỉ cần ngươi đều ăn chồn thịt, thể trọng liền sẽ không hạ thấp, 7 ngày sau khi chuyện thành công, hắn tự sẽ xử lý con kia chồn. Biện pháp này thật có tác dụng sao? Ta nửa tin nửa ngờ nhìn xem Thi Ngôn. Thi Ngôn hừ một tiếng, đem bờ môi nhô lên lão cao, ngươi có thể không tin ta, nhưng không thể không tin Thiên Môn thiếu đương gia. Được rồi, đi, âm dương hai giới mạnh nhất nam nhân là đi, ta biết biết, hai ngày này hai người các ngươi ra hỏa mỗi ngày nói, lỗ tai ta đều lên kén a, thật là, có cái gì không tầm thường, lợi hại hơn nữa, còn không phải phải cầu ta làm việc, ha ha. Ta cười lạnh một tiếng. Rào rạt đắc ý, chẳng qua nhớ tới mình tá thi hoàn hồn còn không có luyện thành, lập tức lại thu liếm, trời một cũng không phải loại lương thiện, hắn đối ta ôm lấy hy vọng, nếu như việc này được không, đoán chừng ta không có quả ngon để ăn. Nghe nàng, trở về mua chỉ Hoàng Bì Tử ăn đi, nếu như không được lại tới tìm ta, ta mặt khác nghĩ biện pháp, yên tâm, đã thu ngươi tiền, ta là sẽ không để cho ngươi chết, dù cho đến quỷ môn quan, ta cũng phải đưa ngươi lôi ra tới. Ta đối Trần Mỹ ra nói. Tiểu ăn mày biện pháp này mặc dù có chút quái dị, nhưng ngẫm lại lại không phải không có lý, lấy đạo của người, trả lại cho người, có lẽ còn thật có hiệu quả. Trần Mỹ Gia nghe ta nói như thế kiên định, đành phải nhẹ gật đầu, sau đó gọi một chiếc xe taxi mua Hoàng Bì Tử thịt đi. Ai, người cùng trời vừa đến đáy quan hệ thế nào? Theo ta được biết, người này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, người muốn gặp hắn rất nhiều, nhưng có thể nhìn thấy cực ít, người sao có thể nhìn thấy hắn? Mập Mạp bóp tắt tàn thuốc, trực câu câu nhìn xem Thi Ngôn. Nghe Mập Mạp vừa nói như vậy, ta cũng lên lòng nghi ngờ, theo đạo lý giống trời một như thế nhân vật lợi hại, Thi Ngôn một tên ăn mày nhỏ hẳn là không với cao nổi, nhưng bọn hắn nhìn qua còn giống như rất quen, như vậy tiểu ăn mày thân phận hẳn là cũng không đơn giản. Tiểu ăn mày lấm lấm liệt liệt lắc lắc tay, mặt mũi tràn đầy không quan tâm, thôi đi, ai cùng tên kia quen, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, tính tình thối, trang cao lãnh. Ta chỉ là tùy tiện tại ven đường kiếm khách người, không nghĩ tới liền kéo đến hắn, trùng hợp, đơn thuần trùng hợp. Kia ăn chồn thịt đâu? Hắn là thế nào nói cho ngươi? Ta tiếp tục hỏi. Cái này sao? Ta vừa rồi ra ngoài lắc lư, lại trông thấy hắn, sau đó hắn liền chuyển đạt ta. Thi Ngôn rụt rụt đầu, bắt đầu chứng chạc đàng hoàng nói hưu nói vượt. Không nói, đi ngủ. Nói xong vội vàng chạy vào duy nhất gian phòng. Ta cùng Mập Mạp lẫn nhau cười khổ một cái, tiểu nha đầu này nhất định là có chuyện, chẳng qua nàng hẳn là không cái gì ý đồ xấu, cho nên chúng ta cũng không có truy đến cùng, thân phận của nàng vẫn luôn là cái mê, nhưng nàng miệng vừa cứng, chết không chịu nói. Ngày thứ hai về sau, ta thu được Mập Mạp đánh qua gọi điện thoại tới, là liên quan tới Trần Mỹ Gia, hắn nói Trần Mỹ Gia thể trọng rốt cục khống chế lại, không tiếp tục hạ xuống, ăn chồn thịt hoàn toàn chính xác hữu dụng. Xem ra ngày này một hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền, hiện tại ta chỉ cần chuyên tâm học tập tá thi hoàn hồn liền tốt. Nhưng vừa vặn yên vui nửa ngày, buổi chiều Trương Tiểu Mạn liền nhét một tờ giấy cho ta, phía trên viết, 9 giờ tối, vứt bỏ lầu dạy học gặp, cửa thứ hai đến rồi. Ta thở dài, đông gia sống không có làm tốt, tây nhà lại tại thúc, tiền còn không có kiếm đủ, nhưng mệnh đã bị giày vò không sai biệt lắm, Trương Tiểu Mạn ma đầu kia tiền đều thu. Ta cũng không thể từ chối, thế là ta 9 giờ tối đúng giờ đi vào vứt bỏ lầu dạy học phía dưới. Nhà này lầu dạy học đã rất cũ nát, dự định đổi mới trùng tu một chút, cho nên trước hết bỏ trống ra tới, nhưng trường học tiến độ giống như có chút chậm, cái này khẽ kéo liền kéo hơn một năm. Vứt bỏ lầu dạy học phía dưới có 3 khỏa long nhãn cây, ta ngồi xổm ở giữa, lúc đầu cây này hạ còn có mấy đôi tình lữ tại anh em, ta đến về sau liền tất cả đều tán, giống như ta là ôn thần đồng dạng. Ha ha, ta chúc các ngươi sớm sinh quý tử, phi. Ta nguyền rủa nói.
ta cái này thật đúng là không phải đàn bà đanh đá chửi đồng, trước đó lớp 12 kiểm tra người thời điểm, liền có mấy cái nữ bị kiểm tra ra mang thai, lúc đầu cao hơn kiểm tra một chút thử sau đó tốt nghiệp, lần này ngược lại tốt, trước hết để cho gia trưởng lĩnh đi đánh hài tử. Ta cái này thật đúng là không phải đàn bà đanh đá chửi đồng, trước đó lớp 12 kiểm tra người thời điểm, liền có mấy cái nữ bị kiểm tra ra mang thai, lúc đầu cao hơn kiểm tra một chút thử sau đó tốt nghiệp, lần này ngược lại tốt, trước hết để cho gia trưởng lĩnh đi hài tử, tự nhiên thi đại học tư cách cũng bị hủy bỏ. Gặp mấy đôi nam nữ bạch nhãn về sau, mới rốt cuộc đã đợi được Lâm Tuyết cùng Trương Tiểu Mạn. Trương Tiểu Mạn liếc ta liếc mắt, sau đó mới bắt đầu chậm rãi nhìn kỹ tòa nhà này, biểu lộ có chút bận tâm. Ai, thần côn, người nói lầu này có thể bị nguy hiểm hay không, nghe nói đều thành lầu cao mới một lần nữa sửa chữa lại. Trương Tiểu Mạn một ngày cho ta đổi một cái ngoại hiệu, thực tình muốn đánh nàng, muốn nàng không phải nữ, ta đánh sớm đoạn nàng chân chó. Nào có nghiêm trọng như vậy, lầu này mặc dù cũ một chút, nhưng không đến mức thành lầu cao, không phải đã sớm cấm chỉ tới gần, trường học nhiều người, nhân viên nhà trường cũng không ngốc, muốn ngày nào xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không tiện bàn giao. Lâm Tuyết trả lời nói, sau đó cho ta ném một cái mỉm cười. Trương Tiểu Mạn thở dài, người nói cái này linh dị xã có phải là có vấn đề, luôn chọn loại địa phương này, nhiều nguy hiểm a. Ta hừ một tiếng, đại tiểu thư, tổ chức này thần bí như vậy, có thể xuất hiện ở trước công chúng sao? Khẳng định tìm một chút không ai dám đi địa phương, không phải tìm bắt lại du lịch trường học. Thôi đi, liền ngươi thông minh, bản tiểu thư muốn ngươi nhắc nhở sao? Trương Tiểu Mạn hai tay ôm ngực, vẻ mặt khinh thường, nếu như cái này linh dị xã không dễ chơi, bản tiểu thư nhất định phóng hỏa đốt nó. Được rồi, nhanh lên đi đi, giải quyết ta còn muốn trở về đi ngủ đâu. Ta ngáp một cái, gần đây luôn luyện tá thi hoàn hồn, tinh thần đều không đủ dùng, vây chết, liền thời gian lên lớp cũng tại học. Người heo a, nhìn thấy chúng ta liền nghĩ đi ngủ. Lâm Tuyết một mặt oán khí nhìn ta, người có phải hay không ghét bỏ chúng ta? Ta còn chưa kịp giải thích, đột nhiên Trương Tiểu Mạn liền hung hăng giẫm ta một chân, thiếu cùng hắn giảng đạo lý, loại người này giẫm một chân liền tinh thần. A, ngươi, ta hai tay dâng chân, một chân trên mặt đất nhảy tưng, nữ ma đầu này, quá đáng ghét. Ha ha, chạy mau, Tiểu Tuyết, Trương Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết cười lớn chạy lên lâu, một hồi thân ảnh liền bao phủ tại trong đêm tối, nhưng vẫn là có thể nghe được các nàng nghịch ngợm ngọt ngào tiếng cười. Ta cũng không đoái hoài chân đau. Liền vội vàng đuổi theo, chờ một chút ta. Ta kêu to một tiếng. Vứt bỏ lầu dạy học đã thật lâu không ai quét dọn, trên cầu thang tất cả đều là cho bụi, ta dùng đèn pin hướng lên chiếu, còn có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu có vô số cái mạng nhện, trường học là nhân khí vượng nhất địa phương, có thể có mạng nhện địa phương thật là không nhiều. Lên lầu 2 về sau, ta nhìn quanh hai bên một chút, phát hiện hai nữ cũng không thấy, chẳng lẽ lên lầu 3. Ta chiếu một cái bên trên lầu 3 thang lầu, y nguyên vẫn là có thật dày cho bụi, nhưng lại thiếu hai cái xốc xếch dấu chân, các nàng cũng không có bên trên lầu 3. Nghĩ tới đây, ta tâm lập tức lạc một chút, lầu này chẳng lẽ gặp nguy hiểm a? Trải qua mấy món sau đó, ta lòng cảnh giác đã chậm rãi đề cao. Uy, các ngươi ở đâu? Đừng làm rộn, loại địa phương này cũng không tốt chơi. Ta không dám lớn tiếng hô, sợ bị người khác phát hiện, cho nên tận lực thấp giọng, nhưng hành lang có tiếng vang. Cho nên vẫn là có thể truyền đạt ra đi, âm lượng đã đầy đủ. Mệt nhọc chính là, cũng không trả lời, cả tầng lầu 2 đều yên tĩnh, giống như chỉ có ta một người, nhưng là ta có thể khẳng định, các nàng tuyệt đối không có bên trên lầu 3, chính là ở đây. Xem ra không có cách nào, ta chỉ có thể từng cái phòng học đi tìm, hy vọng các nàng không có việc gì, dù sao cũng chẳng qua là thời gian trong nháy mắt, các nàng đi lên đại khái 20 mấy giây ta liền cùng lên đến. Tầng lầu này hết thảy có 10 cái phòng học, kỳ quái là, mỗi cái cửa phòng học đều không có đóng, mà là nửa đậy, ta thuận tay đẩy liền mở. Cái thứ nhất phòng học mở ra sau khi, ta dùng đèn pin cẩn thận chiếu một cái bàn đã tất cả đều chuyển không, một tấm không dư thừa, trên mặt đất chứ có thật dày cho bụi, có vẻ như thật lâu không người đến. Bởi vì là không phòng học, liếc mắt liền có thể nhìn hết, ta cũng không có dừng lại thêm, trực tiếp lục soát tiếp theo ở giữa. Đại khái mấy phút đồng hồ sau, ta liền có thể không sai biệt lắm đem phòng học đều xem hết, liền thừa cuối cùng một gian. Mở cuối cùng một gian phòng học thời điểm, ta trên lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, ta rất sợ bên trong cũng không có, hai người kia liền thành biến mất không còn tăm hơi, cái này nhưng so sánh gặp quỷ còn tà môn. Ta nuốt một ngụm nước bọt,
sau đó chậm rãi đẩy cửa ra, đột nhiên, hai trận nước bọt trực tiếp phun trên mặt ta, surprise, kinh hỉ. Ta đi, các ngươi hai cái này bệnh tâm thần, thế mà chỉ là trốn đi làm ta sợ, thật nhàm chán. Còn hại ta phí công lo lắng, ta vội vàng oán giận nói. Chơi đùa nha, đừng nhỏ mọn như vậy. Lâm Tuyết meo meo mắt, che miệng cười. Đúng đấy, quỷ hẹp hòi. Trương Tiểu Mạn vội vàng mắng. Đúng vào lúc này, đột nhiên tại thứ 9 phòng học thoát ra một cái bóng đen, trong lòng ta giật mình, cảm thấy dị thường kỳ quái. Vừa rồi thứ 9 phòng học ta rõ ràng nhìn, phòng học là trống không, cũng không khó quan sát, liếc mắt liền có thể biết có người hay không, thế nhưng là vì cái gì còn có thể thoát ra một cái bóng đen. Ba người chúng ta kinh ngạc sau khi, vội vàng riêng phần mình giơ tay lên bên trong đèn pin hướng bóng đen chiếu đi, bóng đen vô ý thức dùng tay che mặt, đừng chiếu mắt của ta, chướng mắt. Là nữ hài thanh âm, chờ chúng ta chậm rãi một cây đèn pin buông xuống lúc, mới phát hiện người này thế mà là hội học sinh hội trưởng. Hội học sinh hội trưởng là lớp 12, ta cũng không có gia nhập hội học sinh, cho nên đối nàng không phải rất quen thuộc, nhưng tóm lại gặp qua một lần, đối nàng ấn tượng cũng chỉ có một, ngự tỷ. Nàng nhìn qua muốn so chúng ta thành thục một điểm, tóc dài xõa vai, da thịt như tuyết, mang theo một bộ màu đen kính mắt, mũi cao thẳng, lúc nói chuyện rất có khí thế, cười lên cũng rất có lực tương tác, có thể ngồi lên hội trưởng hội học sinh vị trí này, thực lực cũng không tầm thường. Hội trưởng, tại sao là ngươi? Lâm Tuyết cùng Trương Tiểu Mạn cùng nhau hoảng sợ nói, mặc dù ta không có gia nhập hội học sinh, nhưng các nàng có, cho nên liếc mắt liền nhận ra, biểu lộ tràn đầy kinh ngạc, cũng thế. Đường đường hội học sinh hội trưởng, vậy mà gia nhập linh dị xã loại này không đứng đắn tổ chức, liền ta cũng thực có chút giật mình. Ha ha, rất giật mình sao? Linh dị xã loại này tổ chức, tất cả mọi người chèn phá cúi đầu tiến vào, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà lại linh dị lại không phạm pháp, tin tưởng lại như thế nào, không thương thiên hại lý là đủ. Hội trưởng cười cười, nụ cười của nàng thật nhiều có sức cuốn hút, liền ta đều bị thật sâu tin phục, ta vẫn cho là Lâm Tuyết nụ cười là đẹp mắt nhất. Nhưng không có nghĩ đến cái này hội trưởng càng hơn một bậc, chẳng qua sau đó nàng lại thu hồi nụ cười, đẩy gọng kiếng, một mặt nghiêm túc, lập tức liền khôi phục ngự tỷ phạm. Ai, vị hội trưởng này gọi tên gì? Giới thiệu một chút thôi, ta lại không biết, làm gọi hội trưởng rất lúng túng. Ta cười khổ một cái, xen vào một câu. Hội trưởng nhíu mày, ngươi là Lâm Nguyên. Ta lập tức ưỡn ngực, hai mắt nghi ngờ hỏi, thế nào, hội trưởng đại nhân thế mà còn nhận biết ta nha? Không biết, nhưng nghe nói qua, Ngô Ngẫu thế nhưng là karate cao thủ, người có thể đánh phải hắn răng rơi đầy đất, tự nhiên danh tiếng vang xa, nghe nói qua ngươi không kỳ quái. Hội trưởng đối ta tán dương, ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Không có, không có, xảo thắng, ha ha. Bị nàng dạng này khen một cái, mà ta đều nhanh muốn đỏ đến cổ cây. Đúng, hắn chính là mèo mù gặp cá rán, hội trưởng, hắn chính là cái thần côn, không muốn khen hắn. Không phải hắn cái đuôi đều muốn vểnh lên trời. Trương Tiểu Mạn liếc ta liếc mắt, lại bắt đầu giẫm ta. Áo đen đã nói với ta, Lâm Nguyên hoàn toàn chính xác thật sự có tài, các ngươi có thể hay không qua khảo nghiệm, đoán chừng phải toàn bộ nhờ hắn. Hội trưởng giống như hoàn toàn nhìn thấu Lâm Tuyết cùng Trương Tiểu Mạn đồng dạng, tự nhiên, giống như cũng có thể nhìn thấu ta. Ta gọi Bạch Soán, tại linh dị xã danh hiệu là Tuyết Trắng, là cửa thứ hai cùng các ngươi chắp đầu người, xin chỉ giáo nhiều hơn. Bạch Doãn nói, thái độ cùng ải tử quả thực là cách biệt một trời. Chỉ giáo nhiều hơn, ta vội vàng lễ phép trả lời, vậy lần này khảo nghiệm của chúng ta là cái gì? Bạch Doãn đáp, chiêu bút tiên. Trương Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết nghe vội vàng thân thể co rụt lại, có chút sợ hãi dáng vẻ. Hội trưởng đại nhân, loại địa phương này chiêu bút tiên, thật là dọa người. Trương Tiểu Mạn dựa vào Lâm Tuyết, tay thật chặt kéo. Không chỉ dừng muốn ở phòng học chiêu. Mà lại muốn tại chết qua người phòng học chiêu. Bạch Doãn ngoài miệng thêm ra một tia cười xấu xa, quả nhiên ngự tỷ đều là xấu bụng. Chết, người, Lâm Tuyết nuốt một ngụm nước bọt, bốn phía vẫn nhìn, cái này trường học không nghe nói đi ra nhân mạng nha. Trường học người chết chắc chắn sẽ không để sự tình tiết lộ ra ngoài, đem tiền che mọi người miệng, sự tình cũng liền không giải quyết được gì, nhưng ta làm hội học sinh hội trưởng, vẫn là biết một chút nội tình. Bạch Doãn trả lời. Hai nữ càng nghe càng sợ hãi, hai người chăm chú ôm lại với nhau, ta nghe nói tại chết qua người địa phương chiêu bút tiên rất tà môn, có thể hay không chuyển sang nơi khác. Ta đánh một cái to lớn ngáp, không cần thay đổi, tranh thủ thời gian bắt đầu đi, ta vây chết. Bút tiên cái đồ chơi này, là ngoại quốc truyền vào đến,
không có bất kỳ cái gì đạo hành người, là không thể nào chiêu đến quỷ, rất nhiều đều là tiểu thuyết cùng phim dẫn đạo, nói trắng ra, đều là lời đồn, mặc kệ các nàng làm sao giày vò đều tốt, đều là mình dọa mình, liền để các nàng đùa giỡn tốt. Tốt, chết qua người căn phòng học này, chính là thứ 9 ở giữa. Bạch Doãn chỉ phía sau mình phòng học. Ta nhíu mày, căn phòng học này, lại nói ngươi vừa mới là thế nào ra tới. Ta rõ ràng tìm tới, nhưng không nhìn thấy ngươi, ngươi tránh làm sao. Lúc này, đột nhiên Bạch Doãn ở trên người moi ra một chi đèn pin, sau đó chiếu ở mặt mình, làm mặt mình đã tái nhợt lại quỷ dị. Có lẽ, ta chính là chết tại căn phòng học này người đâu. Hội trưởng, đừng nói giỡn, không tốt đẹp gì cười, ta càng ngày càng cảm thấy nơi này làm người ta sợ hãi. Lâm Tuyết sợ hãi nói. Lúc này, ta liếc một cái dưới mặt đất, phát hiện đèn pin chiếu xạ cái bóng lại có 5 cái, trong lòng ta lập tức lạc một chút, chẳng lẽ, Bạch Doãn thật là. Nhiều một hình bóng, nói rõ Bạch Doãn không phải chết rồi, mà là. Nhiều một hình bóng, nói rõ Bạch Doãn không phải chết rồi, mà là có cái gì mấy thứ bẩn thỉu phụ trên thân nàng, lại hoặc là bám vào cái bóng bên trên, cái này khiến lòng ta lập tức nhấc lên. Ha ha, nói đùa, không cần khẩn trương như vậy. Bạch Doãn đem đèn pin thu vào, sau đó giải thích nói, ta mới vừa rồi là cho là có người khác đi lên, cho nên cả người rút vào phía sau cửa bên kia, cửa sau ngăn trở, người tự nhiên nhìn không thấy. Ta nửa tin nửa ngờ nhìn xem Bạch Doãn, sau đó nhàn nhạt a một tiếng, nàng bây giờ nói, ta chỉ có thể tin một nửa, ta thật không nghĩ tới, tại nhà này vứt bỏ lầu dạy học bên trong, lại có mấy thứ bẩn thỉu. Người hù chết chúng ta, hội trưởng thật là xấu. Lâm Tuyết vỗ ngực, thật dài ô thở một hơi. Bạch Doãn vẩy tóc, sau đó quay người đi vào thứ 9 ở giữa phòng học, tốt, đừng chậm trễ thời gian, vào đi. Trương Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết không có bất kỳ cái gì hoài nghi, dẫn theo đèn pin liền ngoan ngoãn đi vào gian kia phòng học, ta nhăn nửa ngày lông mày. Sau đó cũng đi theo tiến phòng học, chẳng qua tại tiến trước đó, ta ở trước cửa cùng phía sau cửa đều dán một tấm hoàng phù, để phòng bất trắc. Đi vào về sau, chúng ta bốn người người làm thành một vòng tròn, đèn pin đều chiếu vào vị trí trung tâm, Bạch Doãn từ trong túi đeo lưng lấy ra chi bút cùng một tấm giấy trắng, còn có một cây sáp ong nến. Bạch hội trưởng, gia hỏa mang rất đủ a, ta trêu chọc nói, chẳng qua chiêu bút tiên đạo cụ đã tính đơn giản, một cây bút cùng giấy là được. Tại thêm cái sáp ong nến, cũng liền tiện tay đều có thể mua được ba loại đơn giản nói cỗ. Trương Tiểu Mạn cũng nói theo, hội trưởng, có phải là tiến hành xong bút tiên hình thức liền có thể thông qua khảo nghiệm rồi? Bạch Doãn lắc đầu, đương nhiên không có đơn giản như vậy, là muốn chân chính chiêu đến bút tiên khả năng tính xong qua khảo nghiệm. Trương Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết sau khi nghe xong, hai mặt nhìn nhau, không biết nói cái gì cho phải, đành phải nhìn chừng chừng lấy ta, giống như đang hỏi, người sẽ chiêu quỷ sao? Ta cười khổ một cái, không có để ý các nàng, mà là hỏi ngược lại, vậy xin hỏi Bạch hội trưởng, người tiến linh dị xã cũng là thông qua khảo nghiệm, khi đó có hay không chiêu đến bút tiên? Bạch Doãn ưỡn ngực, đương nhiên là có, không phải ta làm sao có thể đi vào linh dị xã? Ta đập hai lần bàn tay, không tệ a, nghĩ không ra Bạch hội trưởng sẽ còn chiêu bút tiên, vóc người đẹp, bản lĩnh cũng không nhỏ. Ta đang quay mông ngựa đồng thời, tay hơi khẽ lung lay một cái. Để đèn pin tận lực chiếu vào Bạch Doãn, kỳ quái là, bóng dáng của nàng lại khôi phục thành một cái. Đi đâu rồi, ta nhíu mày, cảm thấy có chút nghi hoặc, chẳng lẽ không có theo vào đến. Sợ ta còn là chuyện gì xảy ra. Đúng vào lúc này, đột nhiên ta cảm giác đỉnh đầu một trận dâm mát, mà lại có một cỗ nhỏ bé âm phong từ trên trần nhà thổi xuống tới. Ta ngẩng đầu nhìn lên, lập tức trông thấy một cái bóng đen núp ở trên trần nhà, nhưng nửa giây về sau. Cái bóng đen kia liền biến mất, nếu như là người bình thường khẳng định là cho là mình hoa mắt, nhưng ta lập tức minh bạch, cái này đồ chơi hóa ra là tránh trần nhà đi, xem ra cũng không có bên trên Bạch Doãn thân, lần này có thể yên tâm. Uy, thần côn, người đang nhìn cái gì? Trương Tiểu Mạn vội vàng dùng tay tại mắt của ta bên trên lắc một chút, trên trần nhà dán kim sao? Có cái gì tốt nhìn? Không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi, ta qua loa trả lời. Cái kia đồ vật giống như tạm thời không có hại người ý tứ, ta tạm thời không cần phải để ý đến. Tiểu Mạn, người sẽ chiêu bút tiên sao? Lâm Tuyết nhìn xem tờ giấy kia cùng bút ngẩn người, giống như không sao lại thế. Trương Tiểu Mạn vỗ nhẹ ngực, không cần sợ, có ta, chiêu bút tiên loại trò chơi này, ta sớm chơi nát, để tay lỏng, sau đó ba người chúng ta muốn nhẹ nhàng giao thoa kẹp lấy bút, nhẹ nhàng kêu gọi hoặc trong lòng mặc niệm, kiếp trước theo kiếp trước, ta mời kiếp trước đến.
đến họa cái vòng. Trương Tiểu Mạn một bên nói, một bên chiếu vào trình tự làm, đây là ta lần thứ nhất sở lấy hai cái giáo hoa cấp bậc nữ hài tay, lập tức cảm giác tim đập rộn lên, trong lòng bắt đầu các loại ảo tưởng, bởi vì nàng tay thực sự là quá trơn quá mềm. Trình tự sau khi hoàn thành, trong tay chúng ta bút không có phản ứng chút nào, Trương Tiểu Mạn một cái tay khác phát điên giống như gãi đầu, chiêu bút tiên cái này trò chơi ta đều chơi n lần, nào có cái gì bút tiên, không có một lần chiêu được đến. Không nên gấp gáp, quỷ cũng không phải người, nào có gọi lên liền đến đạo lý, kiên nhẫn chút, chúng ta thử thêm vài lần đi. Lâm Tuyết an ủi Trương Tiểu Mạn nói. Trương Tiểu Mạn cũng không có biện pháp khác, nếu như chiêu không đến bút tiên, mặt trước cái kia vất vả đều uổng phí, mặc kệ thử bao nhiêu lần các nàng đều chỉ có thể cắn răng kiên trì. Trong lòng ta cười khổ một cái, không có đạo hành, cái kia dễ dàng như vậy đem quỷ chiêu đi lên, trừ phi con quỷ kia mình đi tìm ngươi, lần này xem ra cần phải giúp các nàng một tay, đã cái này phòng học có một con quỷ trên trần nhà nằm sấp, vậy ta đem hắn chịu ra đến, nhìn xem là cái gì mới mẻ củ cải ra. Ta cắn nát một cái tay khác ngón tay, sau đó tại trên ngòi bút cấp tốc vạch một loạt chú văn, sau đó tại đầu bút cùng ngòi bút bên trên một điểm. Lâm Nguyên, ngươi đang làm gì? Bạch Doãn có chút không hiểu, chiêu bút tiên đoán chừng không ai dạng này làm qua. Xuyệt, chớ quấy rầy đến hắn. Ta làm một cái ra dấu im lặng, sau đó trong túi móc ra một tấm chồng chất hoàng phù. Ta đem hoàng phù đặt ở sáp ong nến bên trên, rất nhanh, hoàng phù liền đốt lên, đồng thời đính vào sáp ong nến đầu trên. Hoàng phù không có hóa thành tro, mà là biến mất không thấy gì nữa, 3 giây qua đi, sáp ong nến biến thành đỏ ngọn nến, tinh hồng chiếu sáng sáng toàn cái phòng học, mấy chi đèn pin lập tức ảm đạm phai mờ. Cái này, Lâm Nguyên, ngươi đến cùng làm những gì? Vì cái gì ngọn nến biến thành dạng này? Bạch Doãn tò mò nhìn trong tay chúng ta bút cùng chi kia quỷ dị ngọn nến. Ta không trả lời. Đem ngón tay bên trên còn sót lại chảy ra huyết điểm tam nữ thiên nhãn bên trên, cái gọi là thiên nhãn chính là người ở giữa trán bộ vị, con kia mắt chỉ có số người cực ít sẽ trời sinh mở, mở thiên nhãn về sau, liền có thể trông thấy không thứ muốn nhìn thấy, cưỡng ép mở ra sẽ trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Đây cũng là làm gì? Bạch Doãn có chút sợ hãi nhìn ta, nghĩ đưa tay đi biến mất, ta vội vàng ngăn cản nàng. Đừng, ta giúp các ngươi mở thiên nhãn, để các ngươi nhìn xem chân chính bút tiên. Ta hô, thần côn, người tốt, ta tin tưởng ngươi, tranh thủ thời gian cho bản tiểu thư đem bút tiên triệu ra tới đi. Trương Tiểu Mạn lần thứ nhất cổ vũ ta, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Lâm Nguyên, bút tiên có thể hay không rất đáng sợ, ô ô, ta không muốn xem làm sao bây giờ. Lâm Tuyết một mặt sợ hãi. Hừ, Bạch Doãn hừ lạnh một tiếng, các ngươi nhưng thật biết nói đùa, đừng chỉnh cổ tác quái, tranh thủ thời gian bắt đầu, để ta xem một chút bút tiên đến cùng như thế nào. Quả nhiên, ta câu nói này chỉ là thăm dò một chút, ta đã sớm hoài nghi Bạch Doãn căn bản không có khả năng chiêu qua bút tiên, nàng nói như vậy, vậy liền chứng minh lời ta nói là đúng. Kỳ thật kiểm tra này có cái lỗ thủng, đó chính là khống chế bút người trên giấy họa một vòng tròn là được, dù sao cũng không ai biết, liền nói bút tiên đã tới qua liền tốt, lúc đầu ta cũng muốn tùy tiện lừa gạt một chút, có thể qua ải là được, nhưng đã cái này phòng học có quỷ, vậy thì liền tùy tiện chiêu tới để các nàng mở mang tầm mắt đi. Ta nhếch miệng lên ta nở nụ cười, Bạch hội trưởng, đừng chớp mắt, hắn đã tới. Bạch Doãn nhíu mày, mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay chúng ta bút, 3 giây qua đi, chiếc bút kia cùng không bị khống chế đồng dạng, trên giấy vạch một cái cong vẹo vòng tròn, đây là màu đen viết ký tên, nhưng vẽ ra bút mực nhan sắc lại là tinh hồng sắc, còn hiện ra làm người ta sợ hãi hung quang. Các ngươi khẳng định là minh họa, Bạch Doãn nửa tin nửa ngờ nói chuyện đều có chút không lưu loát. Nói rõ loại này mánh khóe, nàng cũng dùng qua. Hội trưởng, không phải, thật là cái này chi bút mình đang động. Lâm Tuyết nóng nảy giải thích nói, nhưng lập tức tưởng tượng, lập tức oa một tiếng, dọa đến buông lỏng tay ra, Trương Tiểu Mạn cũng dọa đến oa một tiếng, đi theo Lâm Tuyết buông lỏng tay ra, sau đó hai người chăm chú ôm ở một tiếng. Bút tiên đến rồi, hai người bọn họ đồng thời hô, nhưng là mấy giây qua đi, ba người các nàng lại đồng thời nhìn về phía ta. Bởi vì hiện tại, chỉ có ta một người cầm chiếc bút này. Ta lại ta nở nụ cười, lộ ra một cái thần bí biểu lộ. Lâm Nguyên, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Cho tới bây giờ, Bạch Doãn đều vẫn là chưa tin ta đưa tới chân chính bút tiên. Được rồi, hội trưởng của ta đại nhân, ta cười nhẹ nhàng buông ra mình cái tay kia, nhưng lập tức các nàng ba cái đều dọa đến lui về phía sau mấy bước,
bởi vì con kia bút giống như có sức mạnh nâng đỡ lấy đồng dạng, thế mà một mình sừng sững không ngã. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch Doãn Hô nói, chẳng lẽ còn có một cái tay khác nắm chắc lấy? Ta lắc đầu, dĩ nhiên không phải, chỉ là có một cỗ lực lượng tại dẫn dắt khống chế bút mà thôi, không phải đã mở thiên nhãn ngươi, nhất định có thể trông thấy. Thiên nhãn, Bạch Doãn nghĩ tới, sau đó muốn dùng tay đi sờ cái trán, nhưng vừa rồi ta đã nói nàng một lần, cho nên nàng giơ lên tay lại buông xuống, dạng này liền thật có thể nhìn thấy bút tiên sao? Ngươi thật sự có bản lĩnh đem bút tiên đưa tới. Không sai, hắn đã tới. Ta sâu kín nói. Hắn tại, đây, Bạch Doãn hỏi. Ngươi tự mình hỏi hắn sao, bút tiên không phải liền là tốt cái này miệng sao? Ta chỉ vào con kia quỷ dị bút nói. Bạch Doãn nuốt một ngụm nước bọt, đối bút hỏi, ngươi tới rồi sao? Dừng lại 3 giây về sau, con kia quỷ dị bút động, trên giấy cong vẹo viết một cái là chữ. Thật sự là bút tiên. Lần này Bạch Doãn triệt để tin, trừng lớn mắt hoảng sợ nhìn ta, Lâm Nguyên, ngươi quả nhiên thật sự có tài, trách không được lần trước rừng cây nhỏ các ngươi cái gì đều không có phát sinh liền ra tới. Vậy chúng ta kiểm tra thông qua rồi. Trương Tiểu Mạn một bên tò mò nhìn con kia bút, vừa nói. Bạch Doãn nhẹ gật đầu, các ngươi là tất cả người kiểm tra bên trong mạnh nhất, đương nhiên có thể thông qua, kỳ thật bao quát ta ở bên trong, bút tiên cửa này đều là lắc lư tới. Thông qua liền tốt. Mời tiên dễ dàng, đưa tiên khó, Lâm Nguyên, người nhanh lên đem hắn đưa tiên A. Lâm Tuyết giống như rất sợ hãi, nàng không giống Trương Tiểu Mạn, cũng không dám nhìn con kia bút. Không cần phải gấp, chẳng lẽ các ngươi không có lời gì muốn hỏi bút tiên sao? Ví dụ như học tập A, tình cảm A, vận thế A. Ta nhìn các nàng cười nói, như thế cơ hội cực tốt, cũng không thể lãng phí, mà lại ta cho các nàng mở thiên nhãn, khẳng định phải để các nàng thấy bút tiên phương dung. Ta mới không muốn, ngươi tranh thủ thời gian đưa tiễn, khiến cho người ta sợ hãi. Trương Tiểu Mạn nói, các ngươi không hỏi ta hỏi, bút tiên, người nam nữ. Ta đối chiếc bút kia hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 3.